Chương 626, không thể tưởng tượng nổi. Hoắc Khải cười nói, lý do rất đơn giản, tôi muốn nhường lại chỗ cho chuỗi công nghiệp hạ nguồn. Với trình độ công nghệ hiện tại của Hy vọng mới, chúng tôi thực sự có thể tự mình làm tốt tất cả các ngành, nhưng nếu thị trường không có sự cạnh tranh thì thị trường sẽ không bao giờ phát triển, nếu không phát triển thì tất cả mọi người sẽ thụt lùi. Chỉ khi có nhiều đối thủ cạnh tranh thì chúng ta mới có thể chắt lọc những gì tinh vi nhất từ trí tuệ vô hạn của những người khác để sử dụng cho bản thân vì vậy cũng có thể nói tôi đang bỏ một phần lợi nhuận để nuôi một con cá lớn hơn và mặc dù chúng tôi chỉ cung cấp công nghệ nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi không cần tiền khi họ sử dụng công nghệ của chúng tôi họ phải đồng ý với thỏa thuận của chúng tôi nói một cách đơn giản miễn là tất cả những người sản xuất nhà thông minh trong tương lai sử dụng công nghệ của chúng tôi thì họ cũng đang giúp chúng tôi quảng bá trên thị trường này khi công nghệ của chúng tôi chiếm lĩnh thế giới thì muốn làm gì cũng sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, trong quá trình này, chúng tôi đã tiết kiệm được một khoản chi phí quảng cáo rất lớn, số tiền tiết kiệm được không phải là thứ mà sự chiếm lĩnh thị trường nhà thông minh có thể bù đắp vào được. Đường Trọng Vi như hiểu như không, cô ấy chỉ có thể hiểu rõ một điều, thứ mà Hoắc Khải muốn chính là cả thế giới. Khi công nghệ của Hy Vọng mới phổ biến trên toàn thế giới, nó cũng tương đương với việc thu hút hàng tỷ lưu lượng truy cập. Với lưu lượng truy cập khổng lồ như vậy, thì từ thị trường, giờ đây cũng đã không còn quan trọng nữa. Một quản lý cấp cao của Quốc tế Đường Thị nghe thấy điều đó, lập tức bước tới mỉm cười nói, suy nghĩ của cậu Lý thật sự là kinh thiên động địa. Một chiến lược xuất sắc như vậy đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Có điều, mặc dù hy vọng mới không có hứng thú với nhà thông minh, nhưng Quốc tế Đường Thị của chúng tôi vẫn rất quan tâm đến nó. Đặc biệt là những thứ xuất hiện trong phòng thí nghiệm này. Nếu ông chủ lý đồng ý thì chúng tôi hy vọng trong tương lai quốc tế Đường Thị sẽ trở thành công ty đầu tiên có thể áp dụng công nghệ tiên tiến của Hy vọng mới." Hoắc Khải cười nói, "Nếu bây giờ tôi hứa với mọi người thì có vẻ chiếu lệ quá, công ty không phải của một mình tôi, còn có vô số cổ đông khác mà tôi phải chịu trách nhiệm với bọn họ. Cho dù không cần chịu trách nhiệm với cổ đông thì tôi cũng phải thông báo một tiếng cho vợ của mình trước." Do đó, về việc liệu quốc tế đường thì có thể trở thành công ty đầu tiên được đưa vào sử dụng công nghệ của chúng tôi hay không thì tôi hoàn toàn chưa thể đồng ý ngay lập tức trong thời điểm hiện tại. Trong lòng các giám đốc điều hành cấp cao của quốc tế đường thì có chút thất vọng, nhưng có người khôn khéo liền lập tức nói, chuyện này cũng dễ nói, hai vợ chồng xếp lý và xếp ninh chính là một gia đình kiểu mẫu, nên việc xếp lý muốn bàn bạc trước với vợ cũng là việc nên làm. Xếp lý có thể nói với xếp ninh rằng miễn là chúng tôi có thể có được bản quyền ứng dụng của công nghệ này, thì quốc tế đường thị sẵn sàng cung cấp ít nhất 100 tỷ làm quỹ hỗ trợ cho công tác thử nghiệm. Nếu như là chuyện khác thì những giám đốc điều hành cấp cao còn lại chắc chắn đã lên tiếng ngăn chặn người đồng nghiệp vừa mới đưa ra đề nghị kia. Nhưng sau một lúc cân nhắc, họ thấy nếu như quốc tế đường thì có thể có được bản quyền ứng dụng của công nghệ này, thì trong tương lai làm sao có thể kiếm được ít hơn 1.000 tỷ được. Thị trường nhà thông minh hiện tại đã lên tới mức 200 tỷ, hơn nữa ở trong nước thì tỷ lệ thâm nhập thị trường chỉ đang nằm ở mức dưới 1%. Nói cách khác, trong tương lai, chỉ tính riêng thị trường trong nước cũng có thể sẽ mang lại cho họ hàng chục ngàn tỷ. Ai chiếm được thị trường này trước sẽ giành được miếng bánh lớn nhất từ thị trường hàng chục ngàn tỷ này. Hơn nữa, bản chất của ngành thiết kế nhà thông minh đơn giản chính là quá trình nâng cấp sản phẩm điện tử bên trong nó và thị trường này luôn được cập nhật một cách rất nhanh chóng. Thị trường hàng chục ngàn tỷ này sẽ không bao giờ biến mất cho dù có bán được bao nhiêu sản phẩm đi chăng nữa, mà nó sẽ tiếp tục mở rộng theo thời gian, đây chính là một ngành kinh doanh không bao giờ ngừng hoạt động. Chỉ có 100 tỷ, liệu có quá đắt để nắm được quyền ưu tiên làm chủ thị trường này hay không? Không đắt một chút nào. Có bao nhiêu công ty hàng đầu luôn sẵn sàng đầu tư hàng trăm tỷ đồng để tranh giành thị trường béo bở này. Quốc tế Đường thì có thể cân nhắc rất rõ ràng sự đánh cược này. Vì vậy, sau những do dự ban đầu, tất cả bọn họ đều đồng ý với đề nghị của vị đồng nghiệp kia. Hoác Khải cười nói, được thôi, tôi sẽ giải thích suy nghĩ của mọi người cho cô ấy biết, chắc là cũng không phát sinh vấn đề gì lớn đâu. Đây là điều mà nhóm người của quốc tế đường thị mong muốn, họ rất vui mừng, thu hoạch lớn nhất từ chuyến tham quan phòng thí nghiệm này có lẽ chính là cơ hội được chi ra trăm tỷ này. Điều này cũng khiến Hoác Khải nhìn ra được nội tình hiện nay của quốc tế đường thị, Trước đây anh cho rằng quốc tế đường thì cũng không khá hơn nhà họ hót bao nhiêu, tài sản chênh lệch nhiều nhất là 2-300 tỷ. Nhưng hiện tại xem ra quốc tế đường thì còn mạnh hơn nhà họ hót rất nhiều. Ít nhất, ngay cả khi tài sản của nhà họ hót tăng gấp đôi thì cũng khó có thể lập tức thu về hơn 100 tỷ tiền mặt trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Dòng tiền đủ hay thiếu đều cho thấy điều kiện hoạt động thực sự của một công ty. Nhiều công ty trông thì có vẻ vượt trội nhưng thực tế tỷ lệ nợ cao tới 70-80%. Một công ty như thế chỉ là một công ty vô giá trị, ngay cả khi nó có tài sản hàng ngàn tỷ đồng đi chăng nữa, thì một công ty có hệ thống quản lý tài chính kém như vậy có thể phá sản bất cứ lúc nào. Do có vấn đề với chuỗi vốn, nên họ sẽ không thể trả hết được những món nợ lớn đó. Vì vậy, quốc tế đường thị thực sự là một công ty tốt đáng để hợp tác sâu rộng. Có tiềm năng hợp tác lớn như vậy, nên bầu không khí giữa hai bên cũng trở nên hòa hợp hơn. Sau khi tham quan phòng thí nghiệm, Hoắc Khải đã sắp xếp cho họ một chuyến thưởng thức những món ăn ngon, đó đều là những món ăn đặc sản được chuyển đến từ khắp nơi trên đất nước. Hiện tại, trụ sở chính ở nước ngoài của Hy vọng mới cũng đang thiết lập hệ thống phân phối hậu cần tương ứng. Từ kinh nghiệm trong nước cộng với những điều chỉnh cho phù hợp với môi trường kinh doanh tại nước ngoài, thì theo kế hoạch, trong vòng 3 năm hệ thống hậu cần này sẽ bước đầu thành hình sau đó sẽ hoàn thiện trong vòng 5 năm. Và trong vòng 10 năm, nó sẽ trở thành hệ thống hậu cần hàng đầu thế giới. Hoác Khải không có hứng thú với ngành thiết kế nhà thông minh, nhưng việc bố trí hệ thống hậu cần đối với nó cũng phải đồng bộ. Bởi vì anh cho rằng, cho dù là sản phẩm nào đi chăng nữa thì hậu cần chắc chắn là khâu quan trọng nhất, then chốt nhất trong xu thế toàn cầu hóa của tương lai. Nếu bạn muốn mua một chiếc túi thủ công ở cách xa 10 cây số, bạn có muốn nhìn thấy nó ngay trong giây tiếp đó hay không? Khi bạn nghĩ rằng có một nhà hàng ở bên kia Đại Tây Dương nấu rất ngon, vậy bạn có muốn dùng một bữa ăn ấm áp của nhà hàng đó sau khi đặt hàng chỉ vài chục phút không? Mục tiêu cuối cùng của hoạt động hậu cần ở Hy vọng mới là để mọi người trên thế giới cảm nhận được tốc độ giao hàng nhanh như tên lửa. Chỉ khi làm được điều đó, thì sự toàn cầu hóa mới có thể thực sự trở thành hiện thực. Nếu không, theo tốc độ giao hàng hiện tại hơn 2 tuần ở Đại Tây Dương Khách hàng đã sốt ruột từ rất lâu trước khi nhận được hàng rồi. Logistics luôn là một yếu tố quan trọng hạn chế việc bán sản phẩm. Do đó, đầu tư vào ngành này có tiềm năng cực kỳ lớn, các thị trường khác càng thịnh vượng thì nó càng có thể sinh lợi nhiều hơn, tiềm năng lớn hơn nhiều so với đầu tư vào lĩnh vực nhà thông minh. Khi làm kinh doanh, Hoắc Khải không nhìn vào việc anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong thời gian ngắn, mà nhìn vào mức định giá tổng thể và tiềm năng phát triển trong tương lai. Nếu một ngành công nghiệp ngừng sinh lời trong vòng chưa đầy 2 năm, thì ngay cả khi nó có thể kiếm được 1.000 tỷ trong một năm, anh cũng sẽ không động đến nó. Vì như vậy cũng tương đương với việc tự lãng phí thời gian và sức lực của chính mình. Cuộc sống quá ngắn ngủi, không có quá nhiều thời gian để tiêu hao. Điều hy vọng mới hướng tới là một ngành công nghiệp mới mẻ chưa từng được ai khai phá, và có lẽ trong tương lai cũng sẽ không có ai dám khai phá ngoại trừ chính bọn họ. Kiếm tiền nhanh chóng sẽ không bao giờ là ưu tiên hàng đầu của hy vọng mới. Do tính bảo mật của phòng thí nghiệm, Hoắc Khải không tiếp tục đưa những người này đi xung quanh nữa mà đưa họ đi trải nghiệm truy cập sóng não để bước vào thế giới ảo. Với tư cách là người hướng dẫn, Hoắc Khải đương nhiên cũng sẽ tham gia. Sau giai đoạn tối ưu hóa, bây giờ việc giao tiếp truy cập sóng não hầu như sẽ không phát sinh kích thích thần kinh. Ngay cả cảm giác chóng mặt cũng đã được giải tỏa gần hết lúc bước vào sẽ chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, sau đó trước mắt tối sầm lại, mở mắt ra lần nữa thì đã là một thế giới khác rồi. Nhưng vì thế giới ảo chưa được mở rộng ra thế giới bên ngoài, mới chỉ được xây dựng bộ khung cơ bản nên nó vẫn sơ khai gần giống như lần trước. Các giám đốc điều hành cấp cao của quốc tế đường thị đã được đi đến các địa điểm khác nhau theo ý muốn cá nhân của họ. Còn Hoác Khải và Đường Trọng Vi thì đi đến căn nhà gỗ nơi Hoác Giai Minh ở gần dãy núi Tần Lĩnh so với lần trước thì nơi này đã có thay đổi rất lớn. Những gì mà Hoác Khải nhìn thấy trước đây chỉ là một vùng đất hoang, nhưng bây giờ, đã có hoa và thực vật ở khắp mọi nơi, một vài cây cổ thụ cao chót vót đang phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Gương mặt của đường trọng vi tràn đầy sự hiếu kỳ, một thế giới như vậy khiến cô ấy rất thích thú. Đi thôi, Giai Minh ở đằng kia, chúng ta đi qua xem cậu ấy đang làm gì, Hoác Khải nói. Được, đường trọng vi nhẹ nhàng trả lời, quay đầu lại, bất giác liếc nhìn hoác khải rồi sừng sốt. Bởi vì trước mặt cô ấy đã không còn là hình ảnh quen thuộc của Lý Phong, mà chính là hình ảnh vị hôn phu cũ suýt chút nữa đã bị lãng quên của cô ấy. Khi nhìn thấy gương mặt vừa quen vừa lạ này, đường trọng vi cứ đứng ngây người ở đó thật lâu mà vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Sao vậy, nhớ không ra anh sao, hoác khải cười nói. Đường trọng vi một tay che miệng, một tay chỉ vào anh nói anh, anh sao anh lại ở đây? Anh đưa em vào đây, thì đương nhiên là anh phải có ở đây rồi, Hoác Khải đáp. Anh đưa em vào đây, đường trọng vi sững sờ, tựa hồ không hiểu được ý tứ của câu này. Hoác Khải cười nói, về những chuyện cụ thể, em có thể hỏi Giai Minh, cậu ấy sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng. chương 627, mọi chuyện sáng tỏ. Nét mặt của đường trọng vi đầy nghi ngờ, cô ấy muốn biết tại sao vị hôn phu cũ của cô ấy lại xuất hiện ở đây rõ ràng chính lý phong đã đưa cô ấy vào đây kia mà trong lúc cô ấy còn đang sững sờ hoác khải đã kéo cô ấy đi bộ qua đó liền nhìn thấy hoác giai minh đang ngồi dưới tán cây cổ thụ trước mặt là một phiến đá xanh bên trên phủ đầy giấy mực bút nghiêng hoác giai minh đang lẩm nhẩm gì đó dưới tán cây cổ thụ thì thấy hoác khải và đường trọng vi đến cậu ta lập tức vui vẻ dừng lại quay sang chào hỏi anh ba chị vi vi sao chị cũng ở đây hoác giai minh vui vẻ hỏi Đường Trọng Vi nghe vậy thì sửng sốt, anh ba sao? Cách gọi này đối với cô ấy cũng không xa lạ gì, Hoác Gia Minh từng gọi Hoác Khải là anh ba, vậy người trước mặt đúng là vị hôn phu của cô ấy hay sao? Còn Lý Phong thì sao? Vốn dĩ Hoác Giai Minh muốn muốn nói với Hoác Khải một chút về việc trong khoảng thời gian này cậu ta đã thu hoạch được những gì, nhưng Hoác Khải biết trong lòng đường Trọng Vi bây giờ đang tràn đầy sự nghi ngờ cần phải được giải đáp, liền nói chị Vi Vi của em vì em nên mới phải tới đây một chuyến, em cứ nói chuyện với cô ấy trước đi anh đi loanh quanh một chút nhìn xem nơi này đã biến hóa như thế nào rồi suốt lời hoác khải liền đi ra chỗ khác hoác giai minh định nói thêm nhưng đã bị đường trọng vi kéo lại nét mặt của cô chủ lớn quốc tế đường thị đầy hoang mang hỏi hai người đang làm cái quái gì vậy tại sao anh ta lại ở chỗ này anh ta ý chị là anh ba đó hả đây vốn là địa bàn của anh ấy tại sao anh ấy lại không thể ở đây chứ hoác giai minh hỏi ngược lại Hoắc Khải không có nghe kỹ nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người kia, nhưng đại khái cũng có thể đoán được. Anh có thể đoán trước được kết quả cuối cùng là gì, cho nên bây giờ hầu hết mọi suy nghĩ hiện tại của Hoắc Khải đều chỉ đặt trong thế giới ảo trước mắt. Những nơi sát gần bên căn nhà gỗ của Hoắc Sai Minh đã thay đổi rất nhiều, trong bán kính một dặm mọc lên đủ loại hoa lá cỏ cây. Hơn nữa còn có rất nhiều loại cỏ cây trông rất khác so với những gì mà Hoắc Khải biết đến, nếu anh đoán không lầm thì đây hẳn là những giống loài mới do Hoác Giai Minh tạo ra dựa trên trí tưởng tượng của chính mình. Ngoài những loài hoa và cây cỏ này, chỉ có những cây cổ thụ cao chót vót. Dãy núi tần lĩnh đằng kia trông vẫn rất xa, mơ hồ tràn đầy vẻ đẹp huyền ảo. Đôi khi có những thứ càng không thể nhìn rõ thì lại càng thú vị. Ngắm nhìn mây núi một hồi lâu, đường trọng vi đã đến bên cạnh anh từ lúc nào không biết. Hoác Khải quay đầu lại nhìn, còn chưa kịp nói gì thì Đường Trọng Vi đã nhào vào trong vòng tay anh khóc nức nở, tại sao anh không nói với em sớm hơn? Hoắc Khải biết Hoắc Gia Minh nhất định đã nói cho cô ấy biết mọi chuyện. Bây giờ mọi chuyện đều đã nói ra rồi, Hoắc Khải không có ý định giấu giếm điều gì, anh thở dài, vỗ nhẹ vào lưng Đường Trọng Vi rồi nói, không phải anh không muốn nói, mà là anh không có cơ hội để nói trước. Tình hình lúc đó quá nguy hiểm, nếu mọi người biết anh còn sống thì không biết họ sẽ làm gì. Thảo nào kẻ kia đối với em quá tuyệt tình, hóa ra hắn là kẻ giả mạo, Đường Trọng Vi chua xót nói, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Khi cô ấy biết được từ Hoắc Gia Minh rằng Hoắc Khải là Lý Phong và Lý Phong chính là Hoắc Khải, cô ấy liền cảm thấy rằng toàn bộ quan điểm về cuộc sống của mình như sắp sụp đổ. Hai người này rõ ràng có hoàn cảnh xuất thân, kinh nghiệm và ngoại hình hoàn toàn khác nhau, làm sao họ có thể là cùng một người được? Lúc trước khi kẻ giả mạo đuổi cô ấy ra khỏi nhà họ Hoắc, Đường Trọng Vi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, rằng liệu có khi nào vị hôn phu của cô ấy nghe được lời vu khống nào đó, hay uống nhầm thuốc, khiến cho đầu óc trở nên hồ đồ hay không. Cô ấy không ngờ rằng vị hôn phu thực sự của mình đã bị người khác ném xuống vách núi từ lâu và tái sinh trong thân xác của một người đàn ông khác. Khi hình bóng của vị hôn phu khuất dần trong lòng cô và một người đàn ông khác dần bước vào trái tim cô, cô vẫn có một khoảng thời gian đau khổ không thôi. Vì cô ấy cảm thấy rằng đây là sự phản bội của chính bản thân mình. Rõ ràng từ nhỏ cô ấy đã nói nhất định phải gả cho Hoắc Khải, làm sao cô ấy lại có thể đi yêu một người đàn ông khác được. Nhưng cô ấy chỉ đơn giản là không thể kìm nén cảm xúc của mình, càng cố gắng kìm nén thì cô ấy lại càng thích người đàn ông này hơn. Tuy nhiên, người đàn ông này đã có vợ con, tình cảm vợ chồng họ còn rất tốt, dường như sẽ không bao giờ có cơ hội để cô ấy xen vào. Cô ấy đã âm thầm chịu đựng nỗi đau. Trong lòng có vô số cảm xúc nhưng không cách nào giải tỏa. Bây giờ, cô ấy biết rằng người đàn ông này lại chính là vị hôn phu của cô tái sinh, hai bóng hình hòa làm một càng khiến cho cô ấy thêm bối rối. Thực ra cô ấy vẫn yêu vị hôn phu của mình, tình cảm này chỉ bởi vì Lý Phong quá giống với vị hôn thê của cô ấy, hay cô ấy đã thực sự yêu anh rồi? Đặc biệt khi nghĩ đến một số việc làm trước đây để hoắc khải nhìn thấy, Đường Trọng Vi không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Hoắc Khải có thể hiểu được cảm xúc của Đường Trọng Vi, bất cứ ai gặp phải chuyện như vậy đều sẽ cảm thấy khó thích nghi ngay lập tức. Còn Gia Minh đâu, sao cậu ấy không đi qua đây?" Hoắc Khải chuyển chủ đề. "Cậu ấy nói rằng mình sẽ tiến hành một bài kiểm tra dùng gỗ để xây dựng cái gì đó ở đằng kia, sau đó cứ tự lầm bẩm mãi." Đường Trọng Vi bất giác đáp lại, sau đó nhận ra rằng Hoắc Khải đang thay đổi chủ đề, nên cô ấy liền ngước nhìn lên. Mặc cho những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cô ấy, Gương mặt của cô ấy vẫn tràn đầy sự hạnh phúc. Điều này quá khó tin, nhưng vị hôn phu của cô ấy vẫn còn sống, đó là một điều tốt, thậm chí có thể gọi là điều may mắn nhất trong cuộc đời này. Anh có hận những kẻ đó không?" Đường Trọng Vi hỏi. Sau đó cô ấy nghĩ rằng đây thật là một câu hỏi rất ngu ngốc. Bởi vì cách đây không lâu, Hoắc Khải vừa hoàn tất việc để hy vọng mới thu mua lại cơ nghiệp của nhà họ Hoắc. Trước đây, cô ấy cũng như những người khác không hiểu tại sao Hoác Khải lại để cho Hoác Trạch Minh tiếp tục làm chủ tịch. Bởi vì sau cùng, cơ nghiệp của nhà họ Hoác đã được mua lại toàn bộ chứ không giống như các công ty khác chỉ có thể nắm được quyền kiểm soát, còn việc điều hành và quản lý vẫn phải để lại cho nhóm điều hành ban đầu. Bây giờ đường trọng vi mới hiểu rằng, cho dù Hoác Khải có viện bao nhiêu lý do đi chăng nữa, thì lý do lớn nhất vẫn là bởi vì Hoác Trạch Minh là cậu ruột của anh. Ông ta là người nhà họ Hoác, vì vậy ông ta nên phụ trách quản lý công việc của nhà họ Hoác, ngay cả khi nhà họ Hoác bây giờ đã trở thành một trong những công ty con của hy vọng mới. Tuy nhiên, sau khi bị người của nhà họ Hoác sát hại, trong lòng của Hoác Khải thực sự không có chút ý niệm báo thù nào sao. Hận thì tất nhiên là hận, nhưng mọi chuyện đã trôi qua quá lâu rồi, hận thù dù lớn đến đâu thì cũng đã phai nhạt. Hơn nữa, hiện tại anh vẫn còn sống trong thân phận của Lý Phong, anh không muốn thân phận mới của mình phải bận tâm dính líu nhiều đến mấy chuyện hận thù, Hoác Khải nói anh đang nói chính xác những gì mà anh nghĩ. Lý Phong có thân phận rất trong sạch, ngoại trừ việc có bố bị ám sát ra thì không có thù hận với ai khác. Nếu dùng thân phận này dính líu đến chuyện của nhà họ Hoác thì sẽ lợi bất cập hại, nên việc Hoác Khải không muốn làm như vậy là điều dễ hiểu. Chỉ có điều quan điểm này quá lý trí, xét trên góc độ tình cảm mà nói, thì gặp phải chuyện như vậy sẽ chẳng ai có thể nhịn được. Hoác Khải cũng không phải là thánh nhân, Tất nhiên anh sẽ không để những kẻ đã sát hại anh sống nhởn nhơ trong phần còn lại của cuộc đời mình như thế này. Nhưng anh ta sẽ không đối đầu trực tiếp với những kẻ đó, mà sẽ sử dụng các phương pháp khác để hoàn thành cuộc trả thù của mình. Điều quan trọng nhất là tìm ra kẻ sát nhân thực sự đứng đằng sau tấm màn. Hoắc Trạch Minh chỉ là một con tốt, kẻ thù thực sự còn đang ẩn trong bóng tối. Nếu không điều tra ra những kẻ đó, thì dù cho có giết chết Hoắc Trạch Minh cũng vô nghĩa. Giống như khi ai đó dùng dao chém bạn, bạn có thể bỏ qua cho hung thủ sau khi đã bẻ đôi con dao hay không? Em có thể biết ai đã giết anh không? Đường Trọng Vi hỏi lại. Hoắc Khải nhìn cô ấy, một lúc sau, anh thở dài nói, em không cần phải để tâm đến chuyện này. Em là một cô gái tốt và có tấm lòng lương thiện, em không nên dính líu đến những chuyện hận thù. Anh sẽ tự xử lý công việc của mình. Hai mắt của Đường Trọng Vi vẫn đỏ hoe, một lúc lâu sau, cô ấy mới yên lặng gật đầu lúc này cô ấy lại cảm thấy một bầu không khí quen thuộc hoác khải đã như vậy từ khi còn là một đứa trẻ sẽ không bao giờ để cho cô ấy chạm vào bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương đến cô ấy hoác khải luôn luôn gánh hết mọi đau khổ cho cô ấy nếu có người dám bắt nạt cô ấy hoác khải nhất định sẽ ra mặt nếu có người muốn cười nhạo cô ấy hoác khải cũng sẽ ra mặt giúp cô ấy nếu có ai đó nói xấu cô ấy hoác khải sẽ đứng ra bênh vực cho cô ấy ngay cả khi cô ấy muốn giúp đỡ một người bạn khác, Hoắc Khải cũng sẽ chủ động giúp đỡ. Anh cứ đưa tay ra hết lần này đến lần khác, khiến đường trọng vi dần dần ỉ lại vào anh. Khi kẻ giả mạo đuổi cô ấy đi, đường trọng vi nghĩ rằng cuộc đời cô ấy đã bị hủy hoại, nhưng bây giờ cô ấy đã nhìn thấy ánh sáng. Cô ấy lặng lẽ đi theo Hoắc Khải trở về căn nhà gỗ. Nhìn thấy hai người quay lại, Hoắc Giai Minh có chút thấp thỏm, nhìn Hoắc Khải, rồi nhìn đường trọng vi, Cuối cùng khó xử nói, anh ba, chị Vivi chị ấy. Chương 628, thế giới thần kỳ. Hoắc Khải biết cậu ta sợ nói ra chuyện đó sẽ khiến anh không vui nên nói, không sao đâu. Vivi không phải người ngoài, chuyện này hai người biết thì anh cũng yên tâm, nhưng đừng nói cho người thứ ba nữa, trời biết, đất biết, hai em biết là được rồi. Vâng, em nhất định sẽ không nói cho người khác biết, kể cả bố em, Hoắc Gia Minh lập tức vỗ ngực bảo đảm. Đường Trọng Vi cũng ra sức gật đầu, nói em cũng sẽ không nói với người nào khác. Cô ấy ngừng một lát rồi lại hỏi, anh, vậy anh có muốn nói cho chị Ninh không? Hoắc Khải lắc đầu nói, tạm thời anh chưa muốn nói cho cô ấy biết. Đường Trọng Vi vâng một tiếng, không biết nên vui hay nên buồn. Cô ấy vui vì bí mật mà ngay cả Ninh Thần cũng không biết thì cô ấy lại biết. Nhưng cô ấy không vui là nếu Ninh Thần vĩnh viễn không biết bí mật này vậy thì tức là cũng vĩnh viễn không biết thật ra chồng mình là một linh hồn khác. Vậy thì họ sẽ không có khả năng ly hôn, lúc ấy mình phải làm sao đây? Lúc biết Hoắc Khải và Lý Phong là cùng một người, trong lòng Đường Trọng Vi đã có một suy nghĩ, có khi nào mình còn cơ hội? Dù sao trên danh nghĩa, cô ấy mới là người con gái đầu tiên đính hôn với Hoắc Khải. Nhưng bây giờ Hoắc Khải lại không hề có vẻ muốn nhắc lại chuyện cũ hoác giai minh đang đứng ở đây nên đường trọng vi cũng ngại nhắc đến chuyện này hoác khải không muốn để không khí mãi chìm đắm trong quá khứ nên chủ động hỏi về những cây cổ thụ cao chót vót kia những thứ này đã lập tức gợi dậy sự hứng thú trong lòng hoác giai minh cậu ta nhiệt tình giới thiệu đây là kiến mộc em mất rất nhiều thời gian mới tạo ra đấy nhưng bây giờ vẫn chưa đủ cao đông hoàng thái nhất nói vẫn chưa đạt đến mức chọc thủng trời đông hoàng thái nhất là ai đường trọng vi tò mò hỏi chính là chuyên gia mạng thiết kế ra thế giới ảo này. Ở đây, tên của anh ta là Đông Hoàng Thái Nhất, Hoắc Khải cười chỉ lên mặt trời trên trời cao, nói anh ta sống ở trên đó, sau này có cơ hội, em có thể đến xem. Sống ở mặt trời sao? Vậy không bị cháy thành cho sao? Nhưng mặt trời đó là mặt trời thật à, Đường Trọng Vi hỏi. Hoắc Khải bị hỏi thì sững người, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao. Cho dù là hình thái, màu sắc thậm chí là cảm nhận về nhiệt độ đều không khác gì so với thực tế. Đương nhiên tất cả những gì cảm nhận được ở đây đều thông qua mô phỏng của AI, sau đó lợi dụng kết quả của sự kích thích hệ thần kinh chứ không phải là sự thật. Nếu mọi thứ đã là ảo thì mặt trời kia thật sự giống với mặt trời trong thế giới thực sao? Cao thủ vô danh nói, mọi thứ ở đây đều dựa theo quy luật ở hiện thực để mô phỏng. Theo lý luận này, mặt trời cũng giống như trong hiện thực. Nhưng mặt trời trong hiện thực cho dù là nhiệt độ bề mặt cũng cao tới 5, 6 ngàn độ, lõi trung tâm còn đạt tới mấy chục triệu độ. Nhiệt độ như thế có thể mô phỏng được không? Nếu có thể mô phỏng được thì thật sự có thể sống được ở đó sao? Nếu làm như thế có vượt qua sự trói buộc của quy luật trong thế giới thực, khiến chương trình mô phỏng AI bị sụp đổ. Chương trình bây giờ vẫn chưa có dấu vết của sự sụp đổ, Rốt cuộc là vì thiết kế nhiệt độ của mặt trời không đủ cao hay vì trong quy luật của thế giới thực thật sự có sinh vật có thể tồn tại ở nhiệt độ đó? Chuyện này chỉ đành tìm thời gian hỏi cao thủ vô danh, chỉ có anh ta mới thật sự hiểu về mọi điều của thế giới này. Anh xem, đông hoàng thái nhất ở trên mặt trời nhưng người bình thường thì chắc chắn sẽ không sống được, cho nên em muốn xây dựng một thiên đình ở giữa mặt trời và trái đất. Kiến mục chính là con đường đi tới thiên đình, giống như thang lên trời trong thần thoại, Hoắc Sai Minh vui vẻ nói. Nhưng bây giờ Kiến Mộc vẫn đang trong giai đoạn đầu tiên của quá trình sinh trưởng, em muốn luyện bảo Bối Tiên Thiên để xúc tác cho Kiến Mộc thì lại chưa đủ lực. Nếu cho em thêm một thời gian nữa thì khi luyện tập thành thục hơn thì sẽ làm mọi thứ dễ hơn. Kiến Mộc là cầu nối giữa trời và đất, giữa thần và người. Phục Hy, hoàng đế và các vị vua khác đều dùng chiếc thang thần kỳ này để đi lại giữa nhân gian và thiên đình. Ở Tam Tinh đôi khai quật được một cây thần bằng thanh đồng, có cành lá, hoa cỏ, trái cây, chim bay các con vật chuyển động trên đó, chuông thần vân vân. Chuyên gia cho rằng đây là nguyên mẫu của cây thần và rất có khả năng chính là kiến mộc. Mà kiến mộc cũng là biểu tượng quan trọng trong văn hóa Ba Thục. Ba Thục được biết đến là nơi sản sinh ra văn hóa cô đồng, thầy cúng. Về lý thuyết, Hoát Sai Minh tự xưng là tổ tiên của Hồng Quân, muốn thúc đẩy kiến mộc, luyện hóa báu vật tiên thiên thì cũng gần giống với câu chuyện trong thần thoại diễn nghĩa. Nhưng đây là thế giới ảo Hoắc Khải cũng không nghĩ nhiều như thế, dù sao chỉ cần cậu ta vui vẻ là được. Nói mới nhớ, thế giới này vẫn còn chỗ thiếu sót. Đã là một thế giới mới thì sao lại không có bản cổ từ thời khai thiên lập địa nhỉ? Trong truyền thuyết, thế giới của chúng ta được sinh ra từ sự hỗn loạn, không có ánh sáng, không có bóng tối. Khởi đầu bằng sự hỗn loạn, thời hồng hoang, đây mới là lịch sử chân chính. Anh ba, anh trở về nói với Đông Hoàng thái nhất như thế bảo anh ta đưa thế giới này trở về thời hỗn loạn đi, đến lúc đó, em vẩy tay một cái là mở hỗn loạn đến thời kỳ mới, thật thú vị. Đến lúc đó làm thành một màn trình diễn, chắc chắn có thể thu hút rất nhiều người. Lời nói của Hoác Giai Minh khiến Hoác Khải giờ khóc giờ cười. Cậu ta thật sự coi mình là vị thần khai thiên lập địa đấy à? Nhưng đề nghị của Hoác Giai Minh cũng không tệ. Nếu thật sự có thể mở ra một thế giới hỗn loạn, như một cảnh mở đầu của thế giới ảo thì có vẻ cũng khá tốt. Được, trở lại anh sẽ hỏi anh ta, xem có thể làm được không. Nhưng theo truyền thuyết thì bàn cổ không phải là vị thần khai thiên lập địa, Hồng Quân cũng vậy, Hoác Khải mỉm cười nói, cho nên, đời này phải tìm lại một người khác. Vậy anh làm, Hoác Giai Minh nói, sau đó lại tự phủ định cách nghĩ này, không được, bản cổ chính là vị thần khai thiên lập địa, rất oai vệ. Anh vừa nhìn đã thấy giống thư sinh, phong độ không khớp, phải tìm người dũng mãnh cơ. À, Em nhớ anh có một nhân viên cấp dưới tên là Đường Thế Minh, trước đây là lái xe của giáo sư Triệu Vĩnh An. Tên nhóc đó có vẻ rất ổn, nếu không, để anh ta đến thử xem. Một sự kiện trọng đại như khai thiên lập địa không thể để người ngoài chiếm lợi. Hoắc Khải nghĩ một lát, vẻ ngoài của Đường Thế Minh quả thật là rất khá. Ngoại hình không tính là quá đẹp trai, nhưng nhìn rất oai hùng, hơn nữa, bản thân anh ta cũng là một võ sĩ. Nếu có thể thiết kế hình tượng cao lớn hơn, phá tan hỗn loạn, mở ra một thế giới mới thì xem ra cũng không phải không thể. Hai người đang nói cái gì vậy? Trong truyền thuyết, một ngày cao một trường, ngày bàn cổ dài một trường. Như vậy là 18.000 tuổi, trời cực cao, đất cực sâu, bàn cổ cực dài. Tính ra ít nhất cũng phải cao mấy triệu trường, đổi thành lượng từ hiện đại thì là cao hơn 10.000 cây số. Tầng ngoài cùng của tầng khí quyển trái đất cũng mới mấy ngàn cây em, hơn chục ngàn cây em tương đương với việc xuyên thẳng ra ngoài không chung rồi, làm gì có vị thần nào cao như vậy chứ? Đây là thế giới ảo mà, mọi chuyện đều có thể làm. Nếu không tin, chỉ có thể tự thử đi, không chừng có thể dễ dàng cao thêm mấy trăm mét đấy, hoác giai minh cười sảng khoái mà nói. Đừng thấy đường trọng vi đã hơn 20 tuổi, thật ra vẫn rất ham chơi, nếu không lúc đầu sẽ không một mình chạy đi tìm hoác khải. Cô còn thật sự làm theo những gì Hoác Giai Minh nói, chìm vào suy nghĩ hồi lâu. Nhưng do chưa quen với quy luật ở đây, nên nghĩ đến nửa ngay cũng chỉ làm cho chiều cao tăng lên gấp đôi. Dù là như thế thì đường trọng vi vẫn hô to lên vui vẻ. Suốt cuộc thì những chuyện này đều là những chuyện không thể tưởng tượng ở trong hiện thực. Hoác sai minh cười hi hi, nói chị soàng thôi, nhìn em đây. Nói xong, cậu ta lắc người một cái thì cả cơ thể cứ thế lớn lên, cao to lên gấp trăm lần. Người khổng lồ cao trăm mét hơi cúi đầu, lời nói như sấm khiến tai người ù đi thế nào em giỏi chưa nếu không phải là sợ dọa chị thì em chỉ cần cố thêm tí là có thể cao lên mấy ngàn em m. Hoắc Gia Minh nói Đường Trọng Vi dù không phục cũng phải thừa nhận quả thật là Hoắc Gia Minh giỏi hơn cô ấy điều này khiến cô ấy hơi nhụt chí Hoắc Khải cười nói cậu ta ở trong này lâu rồi đã quen với quy luật ở đâu hơn nữa những chuyện này ngoài sự cao thấp của tinh thần còn phải phụ thuộc vào một yếu tố quan trọng là trí tưởng tượng. Em bị hiện thực ràng buộc suy nghĩ nên trí tưởng tượng có hạn, đương nhiên sẽ không so với cậu ta được. Vậy sau này, em sẽ nghĩ nhiều về những điều chưa dám nghĩ trước đây, chắc chắn có thể vượt qua cậu ta, đường trọng vi tử cổ vũ mình. chương 629, Dự án mới Sau đó, Hoác Giai Minh đã trở lại hình dáng ban đầu, bắt đầu dạy Đường Trọng Vi làm thế nào để thích nghi với các quy luật của thế giới ảo. Thực ra nói một cách đơn giản, quy tắc ở đây chính là không có quy tắc. Chỉ cần có đủ trí tưởng tượng thì bất cứ chuyện gì đều có thể thực hiện được trên lý thuyết. Hai người ở đây chơi vui quên trời đất. Là người đầu tiên sống trong thế giới ảo, Hoắc Gia Minh thể hiện ra tài năng đáng kinh ngạc trên phương diện này. Có lẽ vì trí tưởng tượng của cậu ta đủ mạnh, nên rất nhiều suy nghĩ mà người bình thường không thể nghĩ tới thì cậu ta đều có thể thực hiện hơn nữa không chỉ hoác giai minh mà cả hai người trước đó bị thương ở trong nhà xưởng thì sử dụng công nghệ bci để truy cập vào thế giới ảo cũng giống như hoác giai minh sau khi tinh thần của họ trở nên ổn định thì cũng thể hiện ra năng lực mạnh mẽ tuy rằng không thích nghi nhanh như hoác giai minh hoặc là do bản thân hoác giai minh không bị gò bó trong suy nghĩ nên trời phú cho khả năng thích ứng lớn hơn người thường cao thủ vô danh đã nói họ có thể coi là những người mạnh nhất của thế giới này Do sự tác động của cao thủ vô danh và hoác giai minh, hai người kia cũng thay đổi tên thành cái tên liên quan đến thần thoại. Một người gọi là Phục Hy, một người tên là Thái Thượng Lão Quân. Trong hai người thì một người nghiên cứu ảnh hưởng của bát quái trong thế giới ảo, một người thử xây lò luyện đan, muốn luyện tiên đan. Nói đợi sau này có người vào đây, ăn tiên đan thì có thể lớn mạnh hơn. Điều này làm cho Hoác Khải hơi buồn cười, những người này thật sự coi nơi này như một thế giới thần thoại xa xưa mà chơi nhưng như thế cũng tốt đã là thế giới mới đương nhiên cần người sáng lập trước tiên phải xây dựng sơ bộ quy luật của thế giới bằng cách này những người đến sau mới có thể dựa vào những quy tắc này để thích nghi nhanh hơn hơn nữa thần linh trong thần thoại cổ đại rất nhiều mấy người họ mới chiếm vài cái tên cũng không có vấn đề gì không chừng sau khi có người nước ngoài đi vào còn muốn làm jesus shiva các kiểu vốn dĩ đường trọng vi rất muốn trở thành nữ oa nhưng trong truyền thuyết cổ xưa có hai câu chuyện về nữ oa một là nữ oa dùng đất sét để tạo ra con người còn một cách nói khác là phục hy và nữ oa là hai anh em sau trận đại hồng thủy hai người trở thành đôi nam nữ cuối cùng của trên thế giới nên không thế không kết hợp với nhau để duy trì giống nòi mặc dù truyền thuyết về việc tạo người của nữ oa được biết đến và công nhận rộng rãi nhưng câu chuyện khác lại khiến đường trọng vi ít nhiều cảm thấy khó chịu hoắc khải không thể làm phục hy vậy cô ấy cũng không làm nữ oa nên quyết định xưng là Thái Nguyên Ngọc Nữ. Đây là một nữ thần cổ đại ít được biết đến, còn gọi là Thái Nguyên Thánh Mẫu, huyền diệu Ngọc Nữ, Ngọc Thanh Thần Mẫu Nguyên Quân là mẹ của Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu. Ở trong, Nguyên Thủy Thượng chân Chúng Tiên Ký có ghi, sau đại nạn lần thứ hai, nàng Thái Nguyên Ngọc Nữ sinh ra từ dòng máu được tích trong dòng suối chảy giữa khe đá. Nàng vừa sinh ra đã có thể nói, có hình dáng đầy đủ của một con người, tư chất tài tình, thường đi khắp nơi để hít thiên nguyên nên gọi là Thái Nguyên Thánh Mẫu. Mà trong truyền thuyết, Thái Nguyên Ngọc Nữ là vợ của bàn cổ nên nàng còn sinh ra trước khi khai thiên lập địa. Nói một cách đơn giản, lịch sử thần thoại của bà ấy còn sớm hơn so với chuyện bàn cổ khai thiên lập địa. Nhưng do xã hội hiện tại đang ở trong giai đoạn tôn sùng nam giới, khiến cho nhiều người biết đến chuyện bàn cổ hoàn thành sự nghiệp khai thiên lập địa vĩ đại, còn vợ của ông ấy là Thái Nguyên Ngọc Nữ thì lại rất ít người biết đến đường trọng vi có thể biết được sự tồn tại của vị thần này cũng coi như là học nhiều biết rộng. Vậy anh Khải, anh có làm bàn cổ không? Đây là thế giới mà anh tạo ra nên theo lý mà nói thì anh phải lập ra mới đúng, đường trọng vi đỏ mặt nói. Trong hiện thực, họ không thể trở thành vợ chồng, nhưng ở thế giới ảo mới ra đời thì đường trọng vi vẫn còn chút hy vọng. Sao Hoác Khải lại không nhìn ra suy nghĩ của đường trọng vi, vốn anh muốn từ chối nhưng Hoác Sai Minh lại tiếp lời, chị Vi Vi nói không sai, anh ba, anh mới là người sáng tạo chân chính của thế giới này việc khai thiên lập địa nên do anh làm hơn nữa anh là đại diện pháp luật của hy vọng mới nếu đích thân ra mặt để tuyên truyền thì có lẽ sẽ càng gây chấn động phải nói là những lời của hoác giai minh cũng khá hợp lý là ông chủ thực sự của hy vọng mới hoác khải trở thành người sáng tạo ra thế giới thì cũng là lý do chính đáng không ai có thể phản đối nhìn ánh mắt mong chờ của đường trọng vi một lát sau hoác khải mới thầm thở dài nói được để anh suy nghĩ lại rồi nói tuy anh không đồng ý ngay nhưng cũng khiến đường trọng vi rất vui vẻ hoác sai minh cười hi hi nói vậy em sẽ không chăm kiến mục nữa mà giúp anh ba làm một chiếc diều khai thiên bảo đảm hình tượng dũng mãnh của anh sẽ lan truyền khắp thế giới hoác khải không có ý kiến gì thêm gọi là báu vật tiên thiên là dựa vào trí tưởng tượng theo quy tắc của thế giới mà sáng tạo ra mọi vật tốt hay xấu là hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của cá nhân như thế nào dựa vào trí tưởng tượng của hoác sai minh thì có lẽ sẽ tạo ra một đồ vật không tệ nhưng muốn đạt hiệu quả gây chấn động thì bản thân hoác khải cũng phải cố gắng ít nhất chiều cao của bàn cổ trong truyền thuyết cũng hơn chục ngàn cây số thì hoác khải cũng không thể thấp hơn quá nhiều và muốn tưởng tượng được cơ thể người bình thường đạt đến cấp hơn chục ngàn cây số thì nó là điều cực kỳ phi thường ngay cả hoác khải cũng cần thời gian dài mới thích ứng được điều này cũng đúng như mong đợi của đường trọng vi trong thực tế cho dù ở bất kỳ tình huống nào, ở chung một chỗ với Hoắc Khải đều khiến cô ấy cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng ở đây, cô ấy lại rất tự do. Không có những ràng buộc trong thực tế, muốn cười thế nào thì cười, mà điều quan trọng nhất là cô là người thứ hai trên toàn thế giới biết được bí mật của Hoắc Khải. Đối với Đường Trọng Vi mà nói, không có chuyện gì khiến cô ấy vui vẻ hơn điều này. Hoắc Khải đã muốn đến thế giới ảo nhiều hơn để luyện tập tạo thân hình cao lớn khi khai thiên lập địa thì đương nhiên Đường Trọng Vi cũng cùng đi với anh. Dù sao, mình cũng là Thái Nguyên Ngọc Nữ, là linh hồn tồn tại trước cả khi khai thiên lập địa. Nói về điều đó, mấy người họ còn thực sự phù hợp với đặc trưng mà trong truyền thuyết đã nói. Một thế giới mới không có người biết đến, chỉ có mấy người họ. Theo ý nghĩa nào đó, thực sự có thể coi là sự tồn tại trước khi khai thiên lập địa. Tuy rằng bây giờ xem ra là ảo, nhưng nếu thế giới này có thể tồn tại mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm thì sao? Khi ảo và thực dần dần hợp nhất, thậm chí không tách rời nhau, vậy lúc đó lịch sử của hai thế giới có lẽ sẽ nảy sinh điểm giao cắt nào đó. Khi mọi người bàn tán về lịch sử của thế giới mới, thì có khi nào cũng xuất hiện truyền thuyết giống như trong thực tại. Hoặc là, truyền thuyết trong hiện thực vốn dĩ chính là sự tồn tại có chút tương tự thế giới ảo tất cả những điều này không thể nghiên cứu sâu, dù sao không có ai thật sự hiểu rõ giai đoạn lịch sử đã biến mất trong dòng sông thời gian. Vì vậy, Hoác Khải không lập tức về nước mà sau khi đưa những quản lý cao cấp của quốc tế đường thị đi thì anh ở lại nước ngoài, liên tục đi vào thế giới ảo cùng Hoác Giai Minh và những người khác cùng thích nghi với thế giới mới này. Cùng lúc đó, đội ngũ bác sĩ của công nghệ tái sinh cũng không nhàn rỗi. Hawkeye Minh và hai người sống sót sau vụ nhà xưởng cũng biểu hiện khả năng tuyệt vời trong thế giới mới khiến họ cho rằng không phải ngẫu nhiên. Có lẽ cùng lúc bị thương, họ đã đạt được một năng lực khác. Loại khả năng này có lợi cho sự phát triển trong thế giới ảo. Theo cách nhìn của người bình thường, thế giới ảo giống như đang chơi trò chơi. Nhưng dưới con mắt của đội ngũ công nghệ VA và đội ngũ công nghệ tái sinh thì đây là một thế giới tương đối chân thực bởi vì bộ khung của thế giới này được xây dựng theo quy luật của thế giới thực. Về mặt lý thuyết, những chuyện mà trong thế giới ảo làm được thì thế giới thực cũng có thể làm được. Nếu chưa làm được thì ngoài việc trí tưởng tượng trong hiện thực bị hạn chế, thì còn vì sức mạnh tinh thần của phần lớn con người đều không đủ mạnh. Nếu họ có thể tìm thấy nguyên nhân mà sức mạnh tinh thần của Hoác Giai Minh và những người kia lại mạnh mẽ hơn người bình thường và áp dụng nó trên tất cả mọi người sau khi đã lý giải được, thì liệu có cơ hội tạo một thế giới thần thoại trong hiện thực không? giả thuyết này khiến cho không ít chuyên gia y tế vô cùng mừng rõ. Sau khi cân nhắc một cách nhanh chóng thì đã đến gặp trực tiếp cổ ngôn tài để xin dự án mới. Dự án này được sự chấp thuận của Hoác Khải và hàng chục tỷ tiền đầu tư nhanh chóng được rót vào. Mà sau khi dự án chính thức được phê duyệt thì có tên gọi kế hoạch tạo thần. Ý nghĩa của dự án đã được thể hiện trên mặt chữ, đơn giản dễ hiểu, đồng thời cũng đầy những điều khó tin. Liệu những vị thần chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của nhân loại cũng có thể được con người tạo ra? Hoác Khải cũng rất muốn biết điều đó có khả năng xảy ra hay không. chương 630, Khai Thiên Lập Địa Đương nhiên, muốn sáng tạo thần linh trong thế giới thực là một chuyện có độ khó cực kỳ cao. Nhưng nếu có thể nghiên cứu chỉ một bước nhỏ tại điểm xuất phát, nói không chừng có thể tạo ra thay đổi cực lớn đối với nhân loại. Chính vì tỷ lệ vô cùng nhỏ này, Hoác Khải cũng sẵn sàng thử thách nếu dự án này có thể đưa ra một thứ gì đó thì chính là dự án siêu lớn chấn động thế giới. Sau khi dự án được khởi động, hai chuyên gia y tế được cử đến khu nhà xưởng ở trong nước. Nhóm làm việc tại nhà máy chuyển giao cho nhóm kế hoạch tạo thần, tất cả mọi thứ đều độc lập với các dự án khác. Ngoài họ, không ai có quyền đi vào nhà xưởng này. Nhóm bác sĩ cho rằng, bí mật trong tinh thần của Hoác Giai Minh và hai người kia được ẩn giấu trong màn xương xuất hiện ở nhà xưởng nếu tìm được thứ ẩn giấu sau màn xương thì có thể giải đáp tất cả những điều thần bí cuối cùng của cơ thể người. Thời gian cứ thế trôi qua, một tháng sau, hai trụ sở trong và ngoài nước của hy vọng mới đồng thời phát đi thông báo, tuyên bố thế giới mới VA sẽ chính thức mở cửa vào một tháng sau. Mà trong một tháng này, hy vọng mới sẽ chọn ra những người may mắn trên toàn thế giới để tặng cơ hội trở thành những người đầu tiên bước vào thế giới mới. Và dưới thông báo này có một video dài khoảng 5 giây. Trong video là một thế giới hỗn loạn, mà trung tâm của thế giới này, mơ hồ có thể nhìn thấy một người khổng lồ đang cuộn tròn. Bên trong cơ thể của người khổng lồ, có thể nhìn thấy một cái cây rất lớn, lấp lánh báu vật, thậm chí còn có những vật thể có sinh linh đang bay lượn rất nhanh. Cho dù đoạn video này chỉ có 5s, nhưng mức độ chân thực được thể hiện khiến mọi người trên toàn thế giới phải kinh ngạc và chấn động. Trong một thời gian ngắn, có vô số người nộp đơn vào hy vọng mới. Hy vọng có thể là người đầu tiên tiến vào thế giới mới. Đặc biệt là những nhà tư bản đã đầu tư vào hy vọng mới, còn có các hãng truyền thông lớn trên toàn cầu cũng không thể chờ đợi cầm được trong tay những tài liệu đầu tiên. Nhưng hy vọng mới không trao cơ hội đầu tiên cho những người ở địa vị cực cao này mà lựa chọn theo tuyên bố lúc trước, dựa vào vận may của chính bạn thế nào. Chỉ cần đủ may mắn thì cho dù là người bệnh đang nằm liệt trên giường cũng có khả năng đi vào thế giới mới. Dù sao chỉ cần áp dụng BCI là có thể tiến vào thế giới mới, nên cơ thể có thể cử động thay không thì không nằm trong phạm vi cần cân nhắc, chỉ cần bạn còn sống là thỏa mãn yêu cầu rồi. Những người may mắn của tuần đầu tiên có tổng cộng 49 người. Con số này, lấy từ huyền học ở trong nước. Số đại diễn 50, lấy 49 còn lại một. Đây là một thiếu sót mà cũng là biểu tượng của sự hoàn hảo. 49 người may mắn, cộng thêm bàn cổ đang chờ đợi để khai thiên lập địa mới đạt tới số đại diễn 50 hoàn hảo. 50 người này đến từ khắp nơi trên thế giới, người lớn trẻ nhỏ, nam nữ mọi lứa tuổi, làm nhiều ngành nghề khác nhau. Là những người may mắn đầu tiên đi vào thế giới mới, họ nhận được sự chú ý của toàn thế giới, thậm chí có một nhà siêu giàu còn đưa ra giá 100 triệu, hy vọng có thể mua được suất này. Nhưng không ai sẵn lòng bán, mà nếu họ có bán thì hy vọng mới cũng không cho phép một khi cho phép thì có lẽ cả 49 thứ tự đầu tiên này đến cuối cùng sẽ bị mua hết. Hoác Khải hy vọng cơ hội khai thiên lập địa phải thật công bằng và chính trực, vì thế giới mới sẽ không tồn tại thứ gọi là đặc quyền. Bạn có thể đạt được thành tựu, hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Đương nhiên, người có đội nhóm thì sẽ có cơ hội hơn người bình thường. Đó là chuyện không thể nào thay đổi, Hoác Khải cũng không bắt buộc phải thay đổi điều đó. Đến cuối tuần của tuần thứ hai, là thời gian lần đầu tiên khởi động thế giới mới. Khởi động thế giới mới, áp dụng phát sóng truyền hình trực tiếp toàn thế giới. Nhóm công nghệ VR đã phá vỡ hạn chế của mạng 5 giờ, tuy rằng phát sóng hình ảnh thế giới mới chiếm băng thông rất lớn, thậm chí còn hơn cả những trò chơi trực tuyến có chất lượng hình ảnh cao nhất vẫn có thể đảm bảo khi phát sóng không xảy ra bất kỳ gián đoạn nào. Trừ khi mạng nhà bạn quá kém, nhưng cũng không sao, hy vọng mới đã tiến hành hợp tác với các trang web video lớn cung cấp miễn phí hình ảnh này. Mà các nền tảng sử dụng một băng thông độc lập thì bảo đảm, khi phát sóng trực tiếp thì người xem sẽ đều xem rõ những gì xảy ra trong thế giới mới. Trong vòng 30 phút đếm ngược, các web video trên toàn thế giới, đội ngũ kỹ thuật hậu trường đang điên cuồng điều chỉnh thông số riêng của họ. Trước đây, rất nhiều nhà mạng muốn nhà đầu tư xem trọng mình mà lén lút cho thêm rất nhiều người máy ở hậu đài, từ đó mà mỗi lần phát sóng chương trình của người dẫn nổi tiếng nào đó đều có mấy trăm triệu người đều xem video của anh ta. Nhưng bây giờ, robot của họ đều không dùng nổi, trong phòng nơi phát sóng trực tiếp thế giới mới khởi động thì mỗi phút đều có số người vào xem lên đến hơn 7 con số. Lượng khách hàng lớn tăng đột biến khiến máy chủ của kênh này không chịu nổi, liên tục gặp sự cố nhiều lần khiến các cuộc điện thoại tố cáo tới công ty cũng đột một tăng lên. Họ không thể không giảm tài nguyên ở chương trình khác, mang tất cả những tài nguyên dùng được để phát sóng khởi động thế giới mới. Không chỉ các kênh phát sóng trực tiếp ở trong nước làm như vậy mà ở nước ngoài cũng thế. Trước thời gian dự tính khoảng 5 phút, người xem truyền hình trực tiếp đã đạt tới tổng số là mấy tỷ người. Cũng có thể nói hơn 90% số người trên toàn thế giới đang xem truyền hình trực tiếp. Người không xem có lẽ do không có mạng hoặc không có địa chỉ IP độc lập. Chưa nói đến điều gì khác, chỉ riêng buổi phát sóng trực tiếp này đã mang đến cho Hy vọng mới rất nhiều lợi ích. Ngay cả các nhân viên của Hy vọng mới cũng đang dừng tất cả mọi công việc, tập trung lại ở các bộ môn để xem phát sóng trực tiếp. Ninh Thần và Giản Tư Tư cùng những quản lý cấp cao thì tập trung ở phòng họp, xem trên màn hình của trụ sở theo đường truyền riêng cáp quang quốc tế. Máy chiếu laser âm thanh nổi chiếm nửa diện tích căn phòng mang lại hình ảnh vô cùng rõ ràng, có thể đạt được trình độ chất lượng hình ảnh trong các phim khoa học viễn tưởng. Để khiến hình ảnh càng thêm chân thực, Ninh Thần còn cố ý đóng hết các rèm cửa và tắt hết đèn. Trong căn phòng tối đen chỉ nghe thấy tiếng hít thở và nhịp tim của mọi người. Con số hiện thị trên máy chiếu laser bắt đầu đếm ngược từ 400. Trong lòng mỗi người đều đếm theo con số này trong vô thức. 400, 300, 200, 100, 90, 50. Khi 10 con số cuối cùng xuất hiện trên màn hình, gần như ai cũng hít thở chậm lại như thể hít thở mạnh hơn một chút sẽ xáo trộn bữa tiệc thần thánh chấn động này trong lòng ninh thần vô cùng vui vẻ nhưng cũng có chút thất vọng vui vẻ vì hy vọng mới đã sáng tạo ra một kỳ tích như thế đến nay đã được mở ra trước ánh mắt của con người trên toàn thế giới thất vọng là chồng cô không thể cùng xem cảnh này với cô nhưng cô hiểu cho hóc khải trước đây anh đã nói qua với cô sau khi cân nhắc rất lâu thì đã đảm nhận nhiệm vụ mở ra thế giới mới ở trong thế giới mới chồng cô hóa thân thành bàn cổ. Khai thiên lập địa, còn gì quan trọng hơn sự nghiệp vĩ đại này? Ninh thần hiểu rõ, thế giới mới là khoản thu lời quan trọng nhất trong tương lai của hy vọng mới, cho nên chuyện khai thiên lập địa là việc lớn ưu tiên hàng đầu ở công ty, hoặc khải cẩn thận như thế, muốn tự mình làm cũng có thể hiểu được. Cô không phàn nàn mà chỉ có niềm vui to lớn. Chồng mình giỏi như thế, còn có gì phải nói đây? Thời gian dự tính đếm ngược tới những con số cuối cùng, khi số một biến mất trên màn hình thì căn phòng càng tối hơn. Màn đen do máy tính mô phỏng còn đen hơn, đậm hơn so với màu đen trong thế giới thực. Nguyễn là băng thông đủ cao, chất lượng hình ảnh đủ tốt là có thể dễ dàng xem được, đó là một màu sắc thâm trầm hơn cả bóng tối. Màu đen này chậm rãi chuyển động, như một cái vỏ màu trứng màu đen. Nói ra thì có vẻ buồn cười nhưng trên thực tế, đây là màn trình diễn vô cùng nghiêm túc. Không ai cười họ đều đang chờ đợi kết quả. Khi vỏ trứng màu đen động đậy khoảng một phút thì mọi người dần phát hiện, trong bóng tối, sinh ra một người không lồ. Tuy trong hình ảnh không thể trải nghiệm được quá nhiều chi tiết về không gian, nhưng họ vô thức cảm giác được sự to lớn của người khổng lồ này đã vượt qua sức tưởng tượng. Người khổng lồ dần tỉnh dậy, anh ta cố gắng thoát ra, nỗ lực vươn lên. Nhưng vỏ trứng màu đen đã ràng buộc anh ta, khiến anh ta không thể đứng thẳng người. Lúc này, anh ta giơ tay ra, một chiếc dùi không biết từ đâu bay tới. Chiếc rìu này nhìn có vẻ đơn giản, chỉ là chiếc rìu bình thường với lưỡi rìu sắc bén, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự bén nhọn ẩn giấu trên lưỡi rìu. Sự sắc bén này có thể khiến cả thế giới phải vỡ nứt. Mà người không lồ này, tay cầm chiếc rìu, mạnh mẽ chém xuống thế giới trước mắt. chương 631, Báu vật tiên thiên. Quả trứng màu đen bị ông ấy bổ đôi ra, trong hỗn độn, có thể nhìn thấy tất cả mọi vật có màu sáng đều đang bay lên, còn màu đen thì trầm xuống. Người khổng lồ này từ từ đứng thẳng dậy, nhưng trời đất đang quay cuồng, ông ta không thể đứng vững nổi mà chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực để gánh lấy thiên địa. Thiên địa ông ấy đẩy lên không ngừng, từ từ dâng lên cao. Tất cả đều yên tĩnh nhìn cảnh này, sắc mặt bọn họ tràn đầy kinh hãi, không thể dùng lời nói để diễn tả được nội tâm lúc này. Cảnh tượng hùng vĩ đó, khai thiên lập địa trong thần thoại đều được bày ra trước mắt bọn họ. Có những người đọc nhiều thần thoại, xem đến cảnh này thì bất giác lẩm bẩm, bàn cổ sinh ra từ hỗn độn trời đất. Tuổi thọ 18.000 năm, trời đất được thành lập, thiên thanh, địa minh. Bàn cổ ở giữa, một ngày thay đổi 9 lần, thần là trời, thánh là đất. Mỗi ngày trời cao thêm một trường, đất dày thêm một trường. Cứ thế kéo dài 18.000 năm, trời cao vô số, đất cực kỳ sâu, bàn cổ rất dài. Dĩ nhiên, sự mở đầu của thế giới ảo không thể kéo dài hàng chục ngàn năm như thần thoại được. Quá trình khai thiên lập địa chỉ kéo dài khoảng 10 phút, người khổng lồ hùng vĩ kia đã chống trời và trưởng thành không ngừng. Khi trời đất phân tách ra và đạt đến một độ cao khó thể tưởng tượng được, người của ông ấy đột nhiên tan thành trăm mảnh. Có người lại nói, khi bàn cổ chết, đầu biến thành bốn ngọn núi, hai mắt biến thành mặt trời và mặt trăng, mỡ biến thành sông biển, dâu tóc biến thành thảo mộc. Thời Tần và Hán, Dân gian kể rằng đầu của bàn cổ là đông nhạc, bụng là trung nhạc, tay trái là nam nhạc, tay phải là bắc nhạc và hai chân là tây nhạc. Các văn nhân ngày xưa kể rằng nước mắt của bàn cổ là sông, hơi thở là gió, giọng nói là sấm, đồng tử trong mắt là ánh sáng. Chỉ thấy thế giới ảo đã xuất hiện biển, núi, khoáng sản, cây, sinh vật. Mọi thứ sinh sôi nảy nở khiến thế giới trở nên tràn đầy sức sống, khiến người ta chỉ muốn tiến vào trải nghiệm luôn mà một nhóm khí màu sáng từ trên không trung rơi xuống, hóa thành tảng đá. Phía trên tảng đá là một bóng dáng mở ảo cao chót vót, phía trên hòn đá là vô số ánh sáng tỏa ra. Tất cả đều nghe thấy ông ấy nói, bàn cổ xuất hiện, hồng hoang xuất hiện, từ hôm nay sẽ chọn báu vật tiên thiên, bảo vật hậu thiên, phân phát cho chúng sanh, ai có duyên sẽ nhận được. Lại có một vị nữ thần xuất hiện phía trên hồng hoang, bao phủ mọi thứ. Mà trong ánh dương cũng là một bóng dáng mờ ảo, xung quanh là lửa cháy. Còn hai người nữa cũng đang bay nhanh về phía ngọn đá màu xanh. Cảnh tượng giống hệt như trong thần thoại, khiến tất cả đều sững sờ, cả thế giới đột nhiên trở nên im lặng. Khi tất cả không biết đang xảy ra chuyện gì thì một âm thanh trong livestream vang lên. Đang tiến hành nhóm tiếp nhận sóng não đầu tiên. Rõ ràng là cảnh tượng thần thoại, nhưng lại đột nhiên xuất hiện màu sắc khoa học viễn tưởng khiến mọi người hơi mất hứng. Nhưng họ vẫn nhìn chăm chú lên màn hình, vì họ rất rõ ràng, thế giới ảo này vốn thuộc về khoa học, không có gì lạ cả. Còn về việc khai thiên lập địa, phiến đá chia bảo vật thì chắc là một cái đặc sắc của trò chơi mà thôi, không cần quan tâm nhiều. Thứ họ thật sự muốn biết là bên trong thế giới ảo kia nó như thế nào. Theo như lời giải thích của chủ quản đội kỹ thuật VA của Hy vọng mới thì thế giới ảo được dựa trên sức mạnh tinh thần của con người, có thể làm mọi chuyện ở trong này về bản chất thì giống như là nằm mơ vậy, nhưng mọi thứ ở đây lại giống như là thật mà còn có thể tiếp diễn. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để khiến người ta rung động rồi. Làm gì có ai không thích mơ chứ? Bọn họ có thể thay đổi vận mệnh của bản thân trong mơ mà. Người yếu ớt sẽ mơ mộng trở thành siêu nhân giải cứu thế giới. Những người mắc bệnh ung thư nằm trên giường thì sẽ mơ bản thân được tung bay chạy nhảy. Những người nghèo khổ thì ước mơ mình được giàu nhất thế giới. Số ước được đẹp, lùn ước được cao, mà mọi thứ đều được thực hiện trong thế giới ảo. Đây là sự việc đầu tiên trên lịch sử loài người thật sự tiếp xúc đến những thứ chỉ có trong phim viễn tưởng, ai mà không muốn được trải nghiệm chứ? Thời gian chờ đợi không dài, chỉ khoảng 10 giây gì đó, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như hàng năm. 10 giây sau, phòng livestream lại khôi phục. Thứ mọi người nhìn thấy đầu tiên chính là một ông cụ đang bị ung thư, nằm liệt dương. Vẫn là bộ dạng đó nhưng chân tay của người này lại hoàn toàn bình thường lúc này ông cụ cũng đang kinh ngạc nhìn bản thân sờ hai chân của mình một lúc sau ông cụ mới nhảy lên hai cái rồi vui sướng kêu lên hình ảnh này khiến không ít người bật cười thành tiếng sau đó cảnh tượng lại thay đổi đến chỗ phân chia bảo vật hai người từng bị thương giống hoác giai minh đã hóa thân thành thái thượng lão quân và phục hy cũng đang có mặt ở đây mà Hoác Giai Minh hóa thân thành hồng quân lão tổ lại giả vờ nói mấy câu cổ xưa với họ, sau đó phất tay lên, vô số ánh sáng rơi xuống tay hai người họ. Thái thượng lão quân được nhận thái cực đồ, hữu thái cực đồ, ly địa diễm quang kỳ, cửu nhai kim trược, bát cảnh cung đăng, xuất tử diễm, vô tự thiên thư. Trong đó thái cực đồ và ly địa diễm quang kỳ là báu vật tiên thiên. Mà Phục Hy thì nhận được ít hơn, một bàn bát quái, cũng là báu vật tiên thiên nhiều người quen thuộc với thần thoại đều hét lên với những người được chọn trong nước mau lấy báu vật tiên thiên đi nhưng bọn họ hét lớn đến mấy thì người trong livestream cũng đâu nghe được chỉ có một người trong đó dường như cũng hướng về vị trí phân phát bảo vật mà những người khác thì đều đứng tại chỗ để thích nghi với cuộc sống mới còn những người ngoại quốc thì đều không biết câu chuyện chia bảo vật nên sẽ không đến làm gì hơn nữa bọn họ còn bị phân tán khắp nơi tại thế giới rộng lớn này khi bọn họ còn chưa học được cách bay như Hoác Giai Minh hay cao thủ vô danh thì chắc phải mất ít nhất là 100 năm quá. Khi ấy thì mọi thứ đã nguội lạnh cả rồi. Nhưng người xem nước ngoài lại không quan tâm đến việc này, bọn họ muốn biết là thật sự có thể làm việc mình thích trong thế giới ảo này hay không. Nên khán giả trong nước đều cảm thấy tự hào và nghĩ rằng bọn họ là kẻ ngốc, không lấy cả báu vật tiên thiên. Hoác Khải lúc này đã thành công lùi về sau thân xác bàn cổ mà anh hóa thân vào đã tỏa ra khắp nơi. Sau khi ra khỏi thế giới ảo, anh gọi điện thoại cho Ninh Thần. Sao rồi, em thấy mở đầu vậy được chứ, Hoắc Khải hỏi. Dù là trong điện thoại cũng nghe được tiếng tạp âm truyền đến, Ninh Thần che loa lại, cười đáp, anh không biết đâu, người của công ty phát cuồng hết lên rồi, khóc nháo đòi em tìm anh cho họ quyền tiếp nhận sóng não để vào xem đó. Alo, sếp ơi, ghê thật đấy, chuyện lớn như thế mà lại giấu bọn tôi, không cho chúng tôi tận mắt chứng kiến. Tôi cảm giác là tôi nhất định sẽ hối hận nếu không ở đó đấy. Tôi kệ anh đấy, anh phải đưa chúng tôi vào xem đi. Chúng tôi muốn đi cửa sau, giọng của giản tư tư truyền đến. Hoác Khải bật cười, anh có thể tưởng tượng được sự háo hức của họ về thế giới ảo. Nhưng quy định là quy định, thời gian thử nghiệm một tháng này là để xem có bác gì hay không. Khi nào xác định thế giới ảo ổn định thì mới phổ biến khắp thế giới. Mặc dù chuyện khai thiên lập địa đã xong, nhưng Hoắc Khải vẫn chưa thể về nước luôn. Các nhà tư bản đều đang điên cuồng tìm đến, người thì muốn mua cổ phiếu, người muốn đi cửa sau để thử với số tiền lên đến 9 con số, thậm chí là vàng bạc. Đây là cơ hội tốt để phát triển hy vọng mới tại nước ngoài. Là ông chủ của công ty, Hoắc Khải không thể bỏ lỡ cơ hội được. Dù sao thì trong vòng một tháng qua, việc cần chuẩn bị nhiều nhất chính là chế tạo thiết bị tiếp nhận sóng não và máy phục vụ đủ để chịu sự truy cập của hàng tỷ người cùng một lúc. Máy phục vụ thì khỏi lo, chỉ cần tiêu tiền là xong. Cao thủ vô danh đã tính toán xong rồi, sau này số lượng máy phục vụ mà hy vọng mới cần dùng đến sẽ chiếm khoảng một phần năm toàn thế giới. Nghe thì không nhiều đâu, rõ ràng với một lượng lớn lưu lượng như thế mà lại chỉ dùng đến một tháng năm số máy. Chương 632, manh mối nhưng trên thực tế, máy phục vụ của rất nhiều công ty đều sử dụng chung với những công ty khác. Nói đơn giản là mỗi người có thể dùng cùng lúc mấy phần mềm, mà mỗi phần mềm đều liên kết với máy phục vụ của các công ty khác nhau, cho nên số lượng sẽ bị trùng lập. Một phần năm mà cao thủ vô danh tính toán đã đạt đến tổng số lượng người dùng trên toàn thế giới rồi. Việc thật sự cần lo lắng chính là thiết bị tiếp nhận sóng não. Thiết bị này được tạo bởi đội ngũ VR và đội ngũ bác sĩ, cần rất nhiều kỹ thuật mà lại liên quan đến cơ mật kỹ thuật sóng não của con người. Thiết bị lúc trước, bao gồm dùng cho cả 50 người may mắn đều là do đội nhóm tự tạo. Nhưng nếu cho cả thế giới dùng thì mình bọn họ là không đủ, còn phải dùng đến sức mạnh công nghiệp. Nhưng nghĩ đến tiền đề là bảo mật nên công xưởng bắt buộc phải do hy vọng mới tạo ra. Theo phán đoán của nhóm người cổ ngôn tài thì số thiết bị lần này ít nhất cũng phải lên đến 500 triệu, thậm chí là hơn. Cho dù bọn họ đã bắt đầu mở xưởng từ lâu, nhưng muốn chế tạo ra 500 triệu cái máy thì cần vô số tài nguyên. Mà số tài nguyên này không có sẵn, chỉ đành mua của người khác. Cho nên đám tư bản nước ngoài đều có cớ để đàm phán với hy vọng mới. Muốn chế tạo à, chúng tôi giúp được đấy, nhưng đổi lại, hy vọng mới phải đưa ra chút lợi ích mới được. Hoác Khải không phải người cố chấp, biết cái gì quan trọng cái gì không hiện giờ quan trọng nhất là đảm bảo cho công việc hậu kỳ của thế giới ảo không xảy ra vấn đề còn những cái khác có thể nới lỏng được hai ngày sau đó hoác khải gần như không có thời gian nghỉ ngơi các nhà cung ứng nguyên vật liệu không ngừng tìm đến đàm phán hợp tác đám người này đến từ những nơi khác nhau trên thế giới cho nên tư duy và hành vi cũng sẽ khác với nhóm hoác khải cũng chỉ có hoác khải mới có thể đàm phán với vô số người trong cùng một thời gian ngắn như vậy trong hai ngày anh đã xử lý ổn thỏa chuyện nguyên vật liệu và anh cũng tự hứa với bản thân. Rằng số thiết bị đầu tiên sẽ được phát cho các khu vực đo trước, đồng thời, những người may mắn trong lượt thứ hai cũng sẽ cho bọn họ thêm vào danh sách. Dĩ nhiên là sẽ không được quá nhiều. Ví dụ bạn cung cấp số nguyên vật liệu có giá trị 1 tỷ thì sẽ được một vị trí, 10 tỷ thì ba vị trí. Nghe có vẻ không đúng tỷ lệ, nhưng Hoác Khải cứ tính như thế đấy. Đồng ý thì tốt, không thì thôi, tóm lại là không được thương lượng đám người đó cũng không suy nghĩ nhiều mà chỉ muốn vào trước người khác để xem tình hình đại khái một hay ba người đi vào cũng chẳng khác gì nhau để cảm ơn lúc nhận được nguyên vật liệu hy vọng mới cũng sẽ bỏ ít tiền ra hơn nhiều đã thế thì bên phòng kế toán cũng sẽ có dòng tiền không bị đứt đoạn chỉ mấy ngày mà đã giảm đi hàng trăm tỷ cũng may số người mua cổ phiếu quá nhiều nên hy vọng mới cũng không thiếu tiền Lượng nguyên vật liệu ồ ạt à từ khắp nơi chuyển đến bằng thuyền, máy bay, đường bộ. Hy vọng mới thành lập công xưởng kỹ thuật cao tại trong nước, đơn giản chỉ vì Hoắc Khải biết chỉ có trong nước mới là an toàn nhất. Ít nhất là sẽ không có người vì lợi ích mà cướp kỹ thuật này đi và cũng không dám cướp. Mà người trong nước cũng biết tầm quan trọng của nhà xưởng này nên đã cho phép nhà xưởng này có không quá 30 bộ đội vũ trang. Đồng thời còn phái cả đội quân đến đây để bảo vệ bên ngoài. Bọn họ sẽ không làm ảnh hưởng đến việc vận hành của công xưởng, nhưng nếu có người muốn làm gì tổn hại đến nó thì họ sẽ bao vây công xưởng trong vòng 2 phút và đảm bảo không một con ruồi nào lọt qua được. Có hai tầng bảo vệ thế này thì không cần lo về vấn đề an toàn của công xưởng. Dưới sự bảo vệ của nhà nước, tất cả các hạng mục đều được bật đèn xanh, nguyên vật liệu không ngừng được đem vào. Công xưởng này lấy công nghệ AI làm chủ, làm việc năng suất cả ngày lẫn đêm. Công xưởng đảm bảo một tháng sau sẽ có đủ thiết bị cung ứng thì trong nước lại truyền đến một tin không hay. Hai chuyên gia y học được phái đến công xưởng đầy xương mù kia cũng gặp phải tình trạng giống hoác giai minh và bị thương nặng. Trong đó một người đã tử vong ngay tại chỗ, người còn lại thì bị kéo đi làm phẫu thuật thay đầu. Hiện giờ đội ngũ y học đã làm được rất nhiều cuộc phẫu thuật thay đầu, các nhà giàu đều lũ lượt đem tiền đến, cho dù có nói là không thể đảm bảo sẽ thành công 100% thì bọn họ cũng kiên trì đòi làm. Có những con chuột bạch này, đội ngũ y học lại càng có thêm kinh nghiệm trong việc phẫu thuật thay đầu. Có lẽ đến ông trời cũng hy vọng vào việc này, hoặc có lẽ lịch sử đã sang một trang mới, tỷ lệ thành công của phẫu thuật thay đầu cũng tăng lên rõ rệt. Cho dù có gặp phải những nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến thất bại thì cũng đã thành công cứu được hai mạng người. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Tiếc là chuyên gia y học được cứu sống kia đã chết trong lúc phẫu thuật. Việc này khiến đội ngũ y học bị đả kích nặng nề, tổn thất mất hai nhân tài khiến họ rất đau buồn. Cũng may hai người kia không hề hy sinh phí công, lúc bọn họ trải nghiệm làn xương đó thì đã mang theo thiết bị tiếp nhận sóng não. Thiết bị này không phải đưa con người vào thế giới ảo mà là có thể giúp ý thức bọn họ tồn tại. Sau đó, dùng thiết bị đặc thù để phân tích sóng não là biết được lúc đó có chuyện gì. Có người từng nói, trên đời này có một thứ còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Thứ đó chính là tư duy của nhân loại. Tốc độ của tư duy nhanh cỡ nào chứ? Tốc độ ánh sáng là 300.000 cây số trên giây, mà khoảng cách giữa mặt trời với trái đất là khoảng 150 triệu cây số, cho nên ánh sáng sẽ phải chạy khoảng hơn 500 giây. Nhưng tư duy của con người lại chỉ cần tốn một tích tắc là đến, nhanh hơn tốc độ ánh sáng nhiều. Tư duy trong đầu và lúc thực hiện có giống nhau hay không thì vẫn còn phải tranh cãi nhưng có thể khẳng định rằng tốc độ truyền tin của tư duy chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều thứ. Hai chuyên gia y học kia tuy đã chết nhưng bọn họ vẫn còn tư duy. Dùng thiết bị phân tích, mọi người đã nhận được một đáp án đáng sợ. Lúc gặp nạn, chuyên gia y học nhìn thấy một người. Ngôn tình tổng tài. Một bóng dáng mơ hồ nấp trong làn xương, không biết là cái gì, nhưng chắc chắn là có dáng người. Nhưng mọi thứ của nó lại không giống con người chút nào vì nó có thể xuyên qua cơ thể người. Khi bị xuyên qua, tư duy của chuyên gia đã bị đình trệ. Đây là manh mối duy nhất mà họ đổi lấy được từ sự tử vong. Trong đám chuyên gia có một vài người hứng thú với những điều kỳ quái, khi biết đến manh mối này thì bọn họ nghĩ đến ngay là gặp ma. Không sai, nếu yêu ma không tồn tại thì sao có thể xảy ra chuyện này được? Giống người, nhưng lại xuyên qua người được, chứng tỏ nó không phải thực thể, nhưng nó lại để lại vết thương trên cơ thể chứng tỏ nó có sức mạnh mọi thứ đều giống hệt việc gặp ma trong chuyện nhưng nếu chưa bắt được nó thì chưa ai dám khẳng định nhưng manh mối này cũng đem đến cho đội chuyên gia một linh cảm nếu linh hồn thật sự có thể làm tổn thương thân thể dẫn đến việc sức mạnh tinh thần bị biến dị thì sao thì những người sống lại liệu có bị linh hồn kia đồng hóa hay không vật dẫn ở đây chính là năng lượng mà linh hồn kia đem tới mà năng lượng này lại không bị y học hiện đại dò ra Vậy nếu đi nghiên cứu một loại máy móc dò năng lượng này thì liệu có thành công, thậm chí là bắt được thứ trong màn xương không? Suy nghĩ này khiến người ta rất hưng phấn, đội ngũ y học lập tức bắt tay vào nghiên cứu. Bọn họ chủ yếu vẫn muốn tìm nhóm Hoác Giai Minh để phối hợp, tìm ra tính chất của năng lượng. chương 633 Tiêu Tiền Theo định luật bảo toàn năng lượng, bất kỳ loại năng lượng nào cũng đều không tự sinh ra và không tự mất đi, khởi nguồn của năng lượng là sự vận động của cái gì đó. Không dò ra được là vì nó không thuộc phạm trù hiểu biết của nhân loại, tức là chưa từng có loại năng lượng này xuất hiện trước đây. Giống như năng lượng hạt nhân vậy, nếu không dò bằng máy móc thì con người không thể nào phát hiện ra nó chỉ bằng mắt thường và các giác quan khác được. Dĩ nhiên, năng lượng hạt nhân sẽ tạo thành thương tổn rất lớn cho cơ thể chúng ta. Mà tình trạng của Hoác Giai Minh cũng tương tự như thế, không dò ra được nhưng lại thật sự tồn tại nhưng năng lượng hạt nhân thì không có ý thức, mà thứ trong màn xương kia dường như lại có ý thức của riêng mình. Cho nên việc đầu tiên mà đội ngũ y học phải làm là tìm ra phạm vi vận động của năng lượng kia. Khi nào khoanh vùng được phạm vi thì mới thu nhỏ được khu vực quan sát và tìm ra nguồn gốc của năng lượng dễ hơn. Cuối cùng mới là bắt lại. Trong một góc độ nào đó thì nguồn gốc của năng lượng chính là không gian bên dưới công xưởng, nhưng nếu dùng mắt trần hoặc máy móc bình thường thì không thể nào mà lần theo dấu vết được. Thông qua đặc tính tương tự năng lượng hạt nhân, đội ngũ y học đã tiến hành sửa đổi máy phát hiện năng lượng hạt nhân. Lúc trước bọn họ đã từng phát hiện được một âm thanh có tần số rất cao trong màn xương. Cho nên họ cũng tăng cường chức năng thăm dò sóng âm trên máy dò năng lượng hạt nhân này. Những thay đổi này đều từ lý luận khoa học mà ra, còn có thành công không và thành công lúc nào thì không ai dám khẳng định. Hoắc Khải cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Nói chính xác thì anh cho rằng loại việc chuyên nghiệp như vậy nên giao cho người chuyên nghiệp làm, người làm xếp như anh chỉ cần chờ kết quả thôi. Cho dù anh Nick thân đi thì cũng không thể đưa ra được ý kiến nào hay ho hơn cả. Dĩ nhiên, việc thăm dò công xưởng sương mù có ý nghĩa rất lớn với hy vọng mới, hoặc khải biết rõ điều này. Nếu thật sự tìm được cách làm sức mạnh tinh thần của con người tăng lên thì sự liên kết giữa thế giới ảo và thế giới thực sẽ càng thêm gắn bó mà hy vọng mới cũng sẽ đứng ở điểm cực cao trong việc tiến hóa của nhân loại. Không làm được hoàng đế thì phải thắng hoàng đế. Hy vọng mới đã mua hết phạm vi hai cây số quanh công xưởng sương mù, tất cả đều có hàng rào, không cho phép ai tiến gần. Nhiều người đều biết rằng trong công xưởng có nguy hiểm, có người còn muốn xen vào vì cho rằng nguy hiểm cũng chính là cơ hội. Danh tiếng của hy vọng mới rất lớn, khiến cho đám người này đứng ngồi không yên, sợ hy vọng mới quá mạnh sẽ làm mất cân bằng một số chuyện nhưng cũng có người cho rằng hy vọng mới chỉ là một xí nghiệp gia đình nếu chỉ vì kỹ thuật của họ mạnh mà cứ đuổi theo các cường quốc kỹ thuật khác thì cũng phải mất đến mấy chục năm nữa mới được hơn nữa cho dù có xen vào chuyện của công xưởng xương mù thì chưa chắc đã thu hoạch được gì nhớ ép hy vọng mới quá rồi họ đầu tư cho nước ngoài thì sao phải biết rằng quy mô của hy vọng mới có lớn thế nào thì cũng chỉ là ảo nói trắng ra cũng chỉ là con số trên giấy mà thôi nhưng kỹ thuật bọn họ có lại là thật chỉ cần đem kỹ thuật ra nước ngoài thì chắc chắn sẽ có nước tiếp nhận chỉ vì một cơ hội mơ hồ mà đuổi đi một xí nghiệp có khả năng thay đổi vận mệnh cả đất nước là một hành vi ngu mốc cỡ nào chứ cho nên cuối cùng chuyện ở công xưởng xương mù vẫn rất yên bình đây chỉ là nguy cơ nhỏ mà thôi người của hy vọng mới có thể biết hoặc không nhưng họ chẳng quan tâm giống như những gì đám người kia nghĩ chỉ cần có kỹ thuật thì hy vọng mới đi đâu cũng sẽ được chào đón nhưng trong thâm tâm họ càng muốn ở lại nơi đã sinh ra mình hơn. Đến giờ hy vọng mới tổng cộng có 3 hạng mục siêu cấp. Công nghệ mô phỏng VR, công nghệ tái sinh, cộng thêm kế hoạch tạo thần vừa rồi. Mỗi một hạng mục đều cần vô số tiền tài, mỗi ngày phải tiêu đến hàng trăm triệu. Mà đây chỉ là thời kỳ đầu thôi, theo thời gian, bọn họ sẽ tốn ngày càng nhiều. Theo đội ngũ thiên cơ tính toán, đến thời kỳ thử nghiệm giữa, một ngày sẽ tiêu đến khoảng một tỷ, Tính ra một năm sẽ là mấy trăm tỷ. Đây là một cái hố không đáy, nhưng lại đem về những lợi ích cực kỳ khả quan. Dù là hạng mục nào cũng đều là thị trường kiếm bộn tiền. Nguồn tiền đến từ việc bán cổ phiếu và cả từ các nghiệp vụ cơ bản của Hy vọng mới. Hy vọng mới đã tuyên truyền trên toàn thế giới thông qua thế giới ảo, nên giờ họ đã trở thành thương hiệu đỉnh nhất thế giới. Tất cả các sản phẩm flagship của họ đều được bán hết rất nhanh, dù là có cần hay không thì ai cũng đều muốn mua về thử mà sản phẩm của hy vọng mới đều là đồ ăn hàng ngày. Ngày nào cũng phải ăn, tính ra là lãi suất một ngày phải lên đến hàng chục triệu, mà tốc độ còn đang tăng không ngừng. Hy vọng mới cũng đã thành lập khá nhiều công xưởng độc lập trong nước, mỗi ngày đều làm việc 24 phần 24, nhưng cũng không đủ đáp ứng số đơn hàng khổng hồ. Nhất là đơn hàng của nước ngoài cứ không ngừng tuồn về, càng khiến cho công xưởng trong nước khó gánh hơn thế nên Ninh Thần đã quyết định lấy mấy chục tỷ từ trụ sở nước ngoài về để xây thêm hơn 20 công xưởng AI. Những công xưởng này đều được chọn ở địa điểm tốt nhất, kết hợp với hệ thống hậu cần của hy vọng mới và phủ sóng toàn thế giới. Trong thời đại này, không công ty nào có thể kiếm nhiều tiền hơn hy vọng mới được. Cũng không một công ty nào có thể tiêu nhiều tiền như hy vọng mới. Lợi nhuận mỗi ngày đều được lấy ra để đầu tư, gần như là không giữ lại được gì. Dòng tiền gần như bằng không nếu ở công ty khác thì sẽ không thể tồn tại nổi vì cho dù có giữ lại một phần vốn lưu động thì vẫn phải có tiền mặt mới được nhưng hy vọng mới thì không cần thương hiệu của họ chính là tiền mặt tất cả các nhà cung ứng đều sẵn lòng cung cấp hàng cho hy vọng mới hy vọng mới nói chưa có tiền trả không sao chúng tôi cho nợ hy vọng mới nói thiếu nhân lực không sao chúng tôi điều người đến bọn họ không cần nhiều chỉ là những ai thấy tiềm lực khổng lồ của hy vọng mới thì đều hy vọng có thể chiếm lĩnh thiên cơ trong thời đại này. Hy vọng mới không trả kịp được là vì cần nhiều tiền thử nghiệm, khi nào làm xong thì chắc chắn sẽ có tiền. Nếu không nhân cơ hội này mà cướp thị phần về thì đến lúc hy vọng mới kịp thở lại, không biết sẽ lại xuất hiện bao nhiêu đối thủ cạnh tranh nữa đây. Cho nên dù là không trả kịp hay là cung cấp hàng miễn phí thì đều có người sẵn sàng làm. Hơn nữa bên ngân hàng cũng đến tìm hy vọng mới mong họ có thể vay tiền ngân hàng. Người bình thường muốn vay lãi thì phải có giấy tờ chứng minh, như nhà hay xe hoặc là bảo hiểm. Nhưng hy vọng mới thì khác, miễn là bên hy vọng mới chịu vay thì không cần thế chấp gì hết, mà còn không lấy lãi. Ngân hàng làm vậy là vì thấy được tiềm lực của hy vọng mới, thứ bọn họ cần không phải là khoản tiền trả lại mà là dây truyền nghiệp vụ của hy vọng mới trong tương lai nếu dây chuyền nghiệp vụ của hy vọng mới có thể bắt đầu từ hy vọng mới thì họ sẽ không cần sầu não vì kế hoạch mỗi năm nữa cứ chơi chơi là xong đến lúc ấy thăng chức chẳng phải rất dễ hay sao nói thẳng ra là ai cũng nhìn vào tương lai một tương lai tươi mới và sáng lạn nhưng hy vọng mới thì không nhận mấy cái đó bạn muốn cung cấp hàng miễn phí cho vay không lãi hả xin lỗi nhé chúng tôi không muốn nợ ai cái gì làm ăn là làm ăn Ai cũng phải làm rõ mọi chuyện chứ không làm việc gì rắc rối. Hy vọng mới chúng tôi cũng không thiếu tiền, khó khăn nhất thời cũng là do không đủ nền tảng. Nếu không, kéo dài thời gian thí nghiệm ra thì cũng vẫn rất thuận lợi mà phát triển. Hơn nữa, trong thị trường thứ cấp thì vẫn còn Vương Vũ Hành dẫn đầu đội ngũ địa phủ làm mưa làm gió đấy thôi. Mặc dù không liên kết với Hy vọng mới một cách quang minh chính đại, nhưng hành động của Vương Vũ Hành đã rõ ràng hơn nhiều rồi rất nhiều công ty đều bị cậu ta làm cho khốn đốn. Giao dịch mỗi ngày trên thị trường đều hơn 10.000 tỷ, Vương Vũ Hành chỉ cần lấy ra một phần 10 trong số đó thì cũng đã là 1.000 tỷ rồi. chương 634, Phương Hướng Một phần của số tiền này được cậu ta để lại làm vốn, còn một phần khác được chuyển đến trụ sở chính của hy vọng mới tại nước ngoài thông qua các tài khoản nước ngoài. Thị trường chứng khoán trong nước đã không còn đủ thỏa mãn Vương Vũ Hành, cậu ta đang muốn dẫn dắt đội ngũ của mình mở đường ra thị trường nước ngoài. Giống như trước đây cậu ta đã làm điên đảo thị trường chứng khoán trong nước, bây giờ Vương Vũ Hành cũng muốn làm nên điều tương tự, gây nên một trận mưa máu gió tanh trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Chỉ có điều mặc dù thực lực đội của cậu ta rất mạnh, nhưng nguồn vốn tại nước ngoài lại không ổn định cho lắm. Hơn nữa thị trường chứng khoán tại đây đã tồn tại lâu đời như vậy, nên cũng đã sớm trải qua rất nhiều những biến cố khác nhau rồi muốn gây sóng gió tại thị trường chứng khoán đã quá cáo giả này quả thật rất không dễ dàng. Vương Vũ Hành không hề nao núng, đây chính là thị trường mà cậu ta muốn thử thách nhất trong mấy năm qua, chỉ khi đối đầu với những cáo giả trong làng kinh doanh nhiều năm thì mới có thể biết được năng lực của mình thực sự là như thế nào. Về kinh phí, áp lực đối với hy vọng mới không phải là quá lớn, nhưng muốn chi thêm vốn thì cũng cần phải có thời gian. Điều họ lo lắng lúc này không phải là không có tiền, mà là làm cách nào để tiêu tiền. Tất cả các thành viên trong đội ngũ nhân viên không thể chờ đợi thêm một ngày nào nữa để hoàn thành các dự án của mình. Đáng tiếc là việc nghiên cứu khoa học chưa bao giờ là việc đơn giản, hiện tại tiến độ công việc nhanh nhất chính là dự án VA, nhưng nó cũng chỉ mới bắt đầu những bước đầu tiên. Về phần công nghệ tái sinh thì chỉ mới nghiên cứu được đến giai đoạn thay đầu. Công nghệ tái sinh thực sự, mục đích là có thể thay thế tất cả các bộ phận trên cơ thể con người theo ý muốn, thậm chí chuyển nhận thức của con người sang một bộ não khác. Phẫu thuật thay đầu hiện nay tưởng như rất cao cấp nhưng thực tế còn lâu mới đạt được mục đích cuối cùng. Đối với kế hoạch tạo thần thì càng chậm hơn nữa, chỉ mới là một chiếc bánh vẽ, ngay cả nhà máy xương mù như thế nào cũng chưa hình dung rõ ràng ra được. Do đó, cho dù muốn chi tiền thì họ cũng không biết nên chi tiêu vào đâu. Một công ty mà phải đau đầu vì việc không biết làm cách nào để chi tiền, có lẽ chỉ có hy vọng mới là công ty đầu tiên gặp phải vấn đề oái oăm này. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, đến tuần thứ ba, những người đầu tiên bước vào thế giới ảo đều đã ra ngoài hết. Trong vòng 14 ngày qua, họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi dạo chơi ở bên trong thế giới ảo. Phải nói rằng những người ở nước ngoài dường như có trí tưởng tượng phong phú hơn những người ở trong nước. Trong thế giới ảo này, họ có thể dễ dàng tạo ra một số thứ khó tin, chẳng hạn như bay lên, hoặc bật nhảy xa đến vài cây số như người khổng lồ xanh vậy. Có những người có thể nhanh chóng biến mình thành động vật hoặc thực vật, và một số người thậm chí có thể triệu hồi những thứ như vậy từ không khí, giống như những phù thủy huyền thoại. Nhìn bọn họ biến nơi này thành thế giới ma thuật, nghĩ lại trong nước chỉ có một số ít người chọn đi tới thế giới tiên hiệp lấy được mấy thứ gọi là pháp bảo, còn những người khác vẫn đang mò mẫm, không có thành tựu gì nổi bật. Lợi hại nhất cũng chỉ là việc học tập khí công mà thôi. Sức mạnh của khí công có thể phá vỡ cả một tảng đá trong tưởng tượng những hình ảnh sơ sài như vậy khiến cho người xem trong nước vô cùng tức giận. Những người khác đều đang bay lượn khắp nơi trên thế giới hay chạy khắp nơi với với thú cưng của mình, còn các người thì ở đây luyện tập khí công sao? Các người muốn trở thành một cao thủ khí công sao? Có cái dám mà trở thành cao thủ khí công nhé, chẳng nổi bật một chút nào, tiêu chuẩn thật là quá thấp. Khi những hình ảnh này được lan truyền ra nước ngoài, người xem tại nước ngoài đã cười lăn cười bò trước trí tưởng tượng kém cỏi của người dân ở trong nước. Đã cho các người cơ hội tốt như vậy, mà các người lại không thể nắm bắt nó. Trong thế giới ảo ở tương lai, nhất định thị trường tại nước ngoài sẽ chiếm được vị trí thống lĩnh. Có hàng chục triệu bài viết bình luận mỗi ngày về suy nghĩ này trên diễn đàn thế giới ảo của Hy vọng mới. Diễn đàn này vô cùng hỗn loạn, nếu không nhờ máy chủ trí tuệ nhân tạo cấp cao quản lý thì nó đã sập từ lâu rồi. Kết quả là một số ít những người dân trong nước khi bước ra khỏi thế giới ảo đều bị mắng té tát cho rằng họ đã làm mất thể diện của rất nước. Làm lãng phí 14 ngày chẳng ra gì, lại còn bị người nước ngoài chế giễu như thế này, những người này đúng là tội nhân của thời đại. Có rất nhiều người muốn sung phong, sắn tay áo tuyên bố rằng chỉ cần mình bước vào được thì nhất định sẽ trở thành người quyền lực nhất thế giới ảo. Những người nói những điều như vậy về cơ bản đều là những người trẻ tuổi, tính khí khá bốc đồng những người đã trưởng thành ổn định đều đang lo nghiên cứu thông tin mà họ nhận được trong vòng 14 ngày qua, suy nghĩ về cách mà họ sẽ đi vào, và sau khi đi vào thì nên thực hiện những gì. Ngoài ra còn có một số lực lượng và tổ chức lớn đang tiến hành các buổi diễn luyện chi tiết. Tư duy của bọn họ khác với những người bình thường, họ tập trung hơn vào hành động phối hợp của một nhóm. Trong tuần thứ ba, đã có thêm 200 người may mắn được phép bước vào thế giới ảo. Ngoài ra, còn có những ứng cử viên bổ sung mà Hoác Khải đã hứa trước đó, tổng cộng là 421 người. Sự gia nhập của những người này nhiễm nhiên đã gây ra rất nhiều sóng gió trên mạng. Người nước ngoài đang nghiên cứu cách làm cho thế giới này trở nên vui vẻ thú vị hơn. Còn người dân trong nước thì đang sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để họ nhanh chóng thiết lập thiên đàng, địa phủ, sáu kiếp luân hồi và cách kiểm soát thế giới. Môi trường khác nhau khiến mọi người suy nghĩ khác nhau, điều này khiến hoác khải cảm thấy rất thú vị tuy rằng theo ý tưởng ban đầu anh hy vọng thế giới ảo và thế giới thực sẽ hòa quyện với nhau mà không có sự phân biệt lẫn nhau nhưng hiện tại xem ra những người này lại không có cùng ý kiến như vậy với anh họ coi thế giới ảo như một thế giới mới được tái sinh hy vọng sẽ làm được những điều mà họ thường muốn làm nhưng không thể làm được trong thế giới thực có người tốt thì cũng phải có kẻ xấu sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng Hoắc Khải đã yêu cầu vị cao thủ vô danh thu hồi hệ thống cảnh báo hình phạt trong thế giới ảo. Hệ thống này trước đây đã được thiết lập để ngăn chặn mọi người phạm tội trong thế giới ảo. Nhưng bây giờ có vẻ như nếu anh muốn thế giới ảo gần với thực tế hơn, thì anh phải cho phép tội phạm xuất hiện. Con người có 7 cảm xúc và 6 ham muốn, hành vi cực đoan hay hành vi mạo hiểm, thực ra chúng đều là những hành vi bình thường. Chỉ là trong mắt của hầu hết mọi người đều không thể chấp nhận những hành vi như vậy hành vi như vậy có thể gọi là phạm tội nhưng đúng sai thì không thể phân xử rõ ràng được nó giống như việc con người ăn thịt lợn điều đó đúng trong mắt con người chúng ta vì chúng ta muốn tồn tại hay vì thịt lợn ngon nhưng đối với con lợn chuyện đó chẳng có chút nào là đúng cả đây chính là một cách suy nghĩ khi đứng ở góc độ khác tất nhiên hành vi và suy nghĩ của con người không thể được mô tả đơn giản như việc ăn thịt lợn nhưng về cơ bản mà nói thế giới mà chúng ta đang sống luôn là một thế giới mà thiểu số phải phục tùng đa số. Và chẳng có ai sẽ sẵn sàng chịu sự tra tấn đau đớn, cho dù là tra tấn thể xác hay tinh thần. Vì vậy, tội phạm vẫn phải bị trừng phạt. Hoác Khải hy vọng rằng những người tái sinh trong thế giới ảo cũng có thể sống trong những quy tắc tương tự như thế giới thực. Các người được phép phạm tội, nhưng sau khi phạm tội, các người sẽ bị trừng phạt. Từ trước đến nay, đó chính là lẽ tự nhiên. Nếu không, với tốc độ phản hồi của hệ thống cảnh báo sớm trên thế giới ảo, thì khả năng phạm tội của những người bên trong gần như là bằng không. Bởi vì đây là truy cập sóng não, chỉ cần người bên trong có một chút ý nghĩ về tội ác trong đầu, hệ thống sẽ biết và ngăn chặn trước. Điều này nghe hơi giống một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó của nước ngoài, khi nhà tiên tri dự đoán các hoạt động tội phạm trong tương lai, sau đó bắt giữ những tên tội phạm trước khi chúng hành động. Hoác Khải không thích một thế giới như vậy, quá nhàm chán, thứ anh muốn xây dựng không phải là thiên đường, mà là thế giới thực. Hành vi của mấy trăm người này sau khi vào thế giới ảo rõ ràng là khác so với đợt đầu tiên. Họ đã biết rõ các quy tắc chung, đó là trí tưởng tượng sẽ dẫn dắt mọi thứ. Vì vậy, điều đầu tiên người nước ngoài làm sau khi vào là sử dụng trí tưởng tượng của họ để bắt đầu xây dựng thành phố, pháo đài và khoang sinh tồn. Tóm lại, họ mong có cơ sở để tự bảo vệ mình trước khi làm việc khác. Người dân trong nước thì khác, Ngoại trừ một nhóm nhỏ những người đi dạo trong sân nhàn rỗi và tận hưởng niềm vui của thế giới mới, những người còn lại đều đang bận tu luyện. Một số người đang tưởng tượng rằng có dòng năng lượng đang chảy trong cơ thể họ, và họ còn muốn tu luyện thuật trường sinh bất tử. Một số người khác thì muốn học hỏi từ Hoác Giai Minh, luyện chế ma khí, thuốc viên. Một số người tham gia vào việc nấu ăn và trồng hoa. Hành vi như vậy được cư dân mạng gọi là hành vi thiếu hiểu biết trên các diễn đàn được bước vào thế giới mới mà không tu luyện thành người bất tử vậy các người đi vào đó làm gì chứ không còn nơi nào khác trong thế giới thực để các người trồng hoa và nấu ăn hay sao thực sự là khiến người khác tức điên lên còn có những người tu luyện không nghiên cứu gì đặc biệt chỉ ngồi yên dưới đất tìm cho mình cảm giác thoải mái cái gì mà thành trì cái gì mà pháo đài chứ cứ ngồi yên thì thời cơ sẽ tự nhiên tới thôi bọn họ cứ như thế chân chất thật thà như những chú dế nhũi những người này đã đánh giá thấp sự khó khăn trong việc thích nghi với thế giới ảo dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ thì việc bứt phá rào cản tâm lý trong thực tế vẫn rất khó tiềm thức của con người đã phát triển trong nhiều năm sẽ khiến chúng ta tưởng những điều đơn giản là bất khả thi thường thì những suy nghĩ trong đầu đều bị bản năng kiềm chế ngay khi chúng vừa xuất hiện vì vậy những người may mắn ở tuần thứ ba và thứ tư không tạo ra được nhiều thành tích đa phần chỉ có thể mang theo những hướng đi con đường khác nhau cho người đến sau để mọi người biết mình sẽ làm được gì sau khi bước vào. chương 635, Thế giới ảo mở ra đối với thế giới ảo, Hoác Khải cũng không quan tâm lắm. Khi thời gian tuyên truyền kéo dài một tháng trôi qua và thế giới ảo chính thức mở cửa, mọi thứ rồi sẽ dần dần tự đi vào quỹ đạo. Điều duy nhất cần chú ý là liệu các máy chủ đã mua trước đó có thể chịu được một lượng truy cập khổng lồ như vậy hay không? Nếu đúng theo kế hoạch, thì trong ngày đầu tiên mở cửa chính thức, sẽ có hàng trăm triệu lượt truy cập vào giai đoạn cao điểm. Giai đoạn cao điểm đó sẽ là điều mà chưa từng có một công ty nào khác được trải nghiệm qua. Số lượng máy chủ cho dù đủ, nhưng việc chúng có phù hợp để gỡ lỗi hay không và có chịu được thử nghiệm tắc nghẽn vào giai đoạn cao điểm hay không còn phụ thuộc vào khả năng của các kỹ thuật viên. Tuy nhiên, với sự hiện diện của các cao thủ máy tính và sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, Hoác Khải tin rằng không có vấn đề nào trong số đó là không thể giải quyết được điều anh phải làm bây giờ là đối phó với thế lực ngầm. Hoác Khải đã bước đầu phát thảo toàn bộ kế hoạch, và ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch sẽ là khi thế giới ảo mở cửa hoàn toàn. Cho đến nay, hy vọng mới đã thâu tóm tổng cộng 6 công ty dưới sự chỉ huy của thế lực ngầm, có tổng tài sản vượt quá 150 tỷ đồng. Vì thế lực ngầm cũng muốn sử dụng các công ty này để thâm nhập vào hy vọng mới, nên giá cả thu mua được giữ ở mức thấp, giá mua về cơ bản thấp hơn nhiều so với tổng tài sản. Vào ngày thứ hai sau khi mua lại thành công 6 công ty này, tất cả các giám đốc điều hành hàng đầu đều đã bị thay thế bằng người của hy vọng mới. Tất cả các kênh thông tin đều được đóng lại, không ai được phép tiếp xúc ngoại trừ đội ngũ nhân viên của hy vọng mới. Lý do rất rõ ràng, chính là vì mục đích bảo mật. Điều này đương nhiên gây ra sự không hài lòng từ nhiều người trong công ty, họ phản đối rằng hành vi này đã ngăn cản việc kinh doanh của họ phát triển thuận lợi. Nhưng hy vọng mới bỏ ngoài tai tất cả những lời phàn nàn, bất kỳ ai muốn phản đối thì cứ cút đi, không có vấn đề gì để tiếp tục giải thích thêm cả. Điều này khiến những người của 6 công ty nhận ra rằng hy vọng mới không phải chỉ là một công ty nhiều tiền ngu ngốc, mà họ chính là một con hổ dữ. Những người đó đã tự cho hổ dữ vào đây, con hổ dữ đó tất nhiên sẽ bắt đầu ăn thịt người. Lúc này không ai dám chủ động gây sự, chỉ có thể bí mật đến chỗ của thế lực ngầm báo cáo sự việc. Nhưng những người của thế lực ngầm không lập tức làm bất cứ điều gì sau khi nghe báo cáo, bởi vì họ không biết trong chuyện này liệu là do Hy vọng mới cố tình hay vô ý. Theo phong cách những lần mua lại trước của Hy vọng mới, thì họ thường không thay đổi ban lãnh đạo cấp cao của công ty trên quy mô lớn, mà sẽ giữ lại đội ngũ ban đầu để công ty có thể chuyển đổi suôn sẻ hơn. Nếu đội ngũ ban đầu quản lý đủ tốt, họ thậm chí sẽ còn được giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Nhưng có phải ngẫu nhiên mà cả 6 công ty này đều phải thay đổi tất cả các giám đốc điều hành ban đầu hay không? Thế lực ngầm không hề biết chân tướng của việc này nên vô cùng hoang mang, nhưng cũng chỉ có thể án binh bất động, mặc cho người trong 6 công ty kia thấp thỏm mà vẫn không chịu ra tay. Trong mọi trường hợp, ít nhất khi 6 công ty này nằm trong tay của hy vọng mới, thì việc chúng đạt được mục đích xâm nhập của thế lực ngầm là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Giờ đây, thế lực ngầm mới nhận ra rằng không dễ dàng để xâm nhập vào hệ thống hy vọng mới đến thế. Cho đến nay, các công ty đã sát nhập vào hệ thống hy vọng mới vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Thành quả lớn nhất của các ngày trong tuần là được giao dịch với các công ty trong hệ thống và khiến cho công việc kinh doanh trở nên tốt hơn. Cùng với uy tín của hy vọng mới, thế giới bên ngoài tràn đầy niềm tin vào các công ty trong hệ thống này và khối lượng kinh doanh đã tăng vọt. Đối với các công ty bình thường, đó có thể là một điều tốt. Nhưng đối với thế lực ngầm, điều đó là vô nghĩa. Bọn chúng không còn cần phải kiếm tiền để thực hiện một mục đích nào đó, mà bọn chúng muốn biến hy vọng mới thành của riêng mình. Đặc biệt là khi một công ty siêu tiềm năng như hy vọng mới có thể bị bọn chúng kiểm soát, sau đó bọn chúng có thể lập tức vươn ra thế giới, sẽ không có thế lực nào có thể đỏ sức với bọn chúng nữa. Nhưng không có công ty nào trong số những công ty được cài cắm vào thành công trong việc khai thác thông tin, Bọn chúng không biết liệu có phải do doanh nghiệp của bọn chúng không tương thích với hệ thống Hy vọng mới hay không. Dù sao thì cũng rất khó để hòa nhập vào cốt lõi của công ty này. Ngay cả khi cố tình tiếp cận, thì người ngoài đội ngũ nhân viên của Hy vọng mới đều sẽ bị từ chối. Muốn dùng tiền để xâm nhập vào hệ thống kinh doanh cốt lõi của chúng tôi sao? Xin lỗi, chúng tôi không thiếu tiền. Nơi này là Hy vọng mới, cũng là đáp án duy nhất cho mọi câu hỏi của bọn chúng. Vì vậy, bọn chúng chỉ có thể đặt hy vọng vào các công ty khác trong khi cố gắng xâm nhập vào hy vọng mới thế lực ngầm cũng liên hệ với các công ty cốt lõi khác trong hệ thống với hy vọng có thể đi đường vòng để khai thác thông tin nhưng điều này không hề dễ dàng vì hy vọng mới có hệ thống giám sát rất chặt chẽ đối với các công ty khác trong hệ thống bất kể công ty của họ làm trong ngành gì thì đều phải chịu sự giám sát về nhân sự tài chính và thậm chí cả hoạt động kinh doanh một khi vấn đề được phát hiện Hình phạt sẽ được áp dụng ngay lập tức. Nặng nhất còn có thể bị đuổi ra khỏi hệ thống. Hai năm trước nếu ai đó bị đuổi khỏi hệ thống thì có lẽ cũng chẳng có mấy người quan tâm, nhưng ngày hôm nay, ai sẽ sẵn sàng để công ty bị đuổi khỏi hệ thống kia chứ? Vì thế, các công ty này sẵn sàng trao quyền giám sát cho Hy vọng mới, và họ cũng phát hiện ra rằng mặc dù sự giám sát của Hy vọng mới rất mạnh và đủ nghiêm ngặt để khiến cho nhiều người phải khốn khổ, nhưng nó đã cải thiện đáng kể tình hình của toàn bộ công ty chỉ trong vòng nửa năm bầu không khí trong công ty đã hoàn toàn thay đổi từ sự lười biếng trước đây đã trở nên tràn đầy sức sống mọi người đều có một sự nhiệt tình vô tận để làm mọi việc mà không chậm chạp một phút một giây nào một sự thay đổi như vậy là điều mà ban lãnh đạo cấp cao của mọi công ty muốn thấy do đó họ không có ý kiến hơn nữa còn hợp tác với các giám sát viên của hy vọng mới để thực hiện các cuộc đánh giá nội bộ lớn hơn trong một môi trường làm việc như vậy nếu như thế lực ngầm muốn dùng chiêu trò để xâm nhập vào công ty cũng sẽ vô cùng khó khăn. Chỉ cần có người nào lộ ra mục đích khác thì cho dù chỉ hỏi han một chút ít cũng sẽ bị đuổi cổ ngay lập tức. Nói đến việc xâm nhập vào ban quản lý cấp cao thì lại càng khó khăn hơn. Thế lực ngầm mạnh thì có mạnh đấy, nhưng có mạnh bằng Hy vọng mới hay không? Các người kiểm soát 200 công ty thì sao, tổng tài sản của các người đạt hàng ngàn tỷ thì sao? Định giá của Hy vọng mới đã vượt quá 10 ngàn tỷ tùy tiện lấy một công ty ra so sánh thì cũng đã hơn 200 công ty của các người. Nếu như cộng lại tất cả các công ty khác trong toàn bộ hệ thống, thì khi đó tổng tài sản lại càng không thể tưởng tượng được. Điều quan trọng nhất là đất nước đã và đang chủ trương nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ để trẻ hóa đất nước, nên đường hướng kinh doanh của hy vọng mới chính là điều mà thời đại này cần. Có cả một đất nước đứng sau sự phát triển của họ, hỏi ai có thể so sánh được. Vì vậy, các quản lý cấp cao lại càng gạt bỏ những điều kiện do thế lực ngầm đưa ra. Cho dù mỗi năm các người đưa ra 1 tỷ hay 8 tỷ đi chăng nữa thì cũng xin lỗi, chúng tôi cứ không thích đấy. Tất cả mọi người đều biết rằng đi theo hy vọng mới sẽ có một tương lai tươi sáng vô hạn, làm gì có ai lại đi chấp nhận rủi ro vì chút lợi ích trước mắt này chứ? Các thế lực ngầm lúc nào cũng sẵn sàng chi tiền, từ hàng chục triệu khi chiêu dụ giản tư tư, đến hàng trăm triệu, thậm chí đến hàng tỷ đồng và giá cả vẫn liên tục tăng lên. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có ai bị bọn chúng chiêu dụ. Bọn chúng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi trong thất vọng, hoặc tiếp tục nâng giá để xem cái giá của sự phản bội là bao nhiêu. Trong khi thế lực ngầm không ngừng tìm kiếm cơ hội xâm nhập theo nhiều cách khác nhau, thì ngày mà thế giới ảo hoàn toàn rộng mở cuối cùng cũng đã đến. Một ngày sau khi hàng trăm người may mắn rời khỏi thế giới ảo, trụ sở chính trong và ngoài nước của Hy vọng mới đã đồng loạt đưa ra thông báo. Vào thời điểm mặt trời mọc từ đường chân trời, máy chủ toàn cầu sẽ được bật. Khi đó, không cần biết bạn ở khu vực nào, miễn là mạng Internet có phủ sóng xung quanh bạn, miễn là bạn có thiết bị, thì tất cả mọi người đều có thể truy cập vào thế giới ảo. Thiết bị truy cập sóng não của hy vọng mới qua quá trình nghiên cứu và tối ưu hóa liên tục, giờ đây về cơ bản không khác gì một chiếc mũ bảo hiểm. Không cần đeo bất kỳ mảnh kim loại nào lên người, khi đeo để kích hoạt sẽ có những chiếc kim mềm dính vào da, và người dùng có thể đã hoàn thành quá trình truy cập sóng não trước khi họ có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì khác lạ. Những thiết bị như vậy mang tính công nghệ cực cao, đồng thời còn được tích hợp với hệ thống chống trộm được thiết kế bởi cao thủ vô danh. Bất cứ ai muốn tháo thiết bị ra thì bằng mọi cách, con chip bên trong sẽ bị cháy ngay lập tức. Thiết bị công nghệ cao, quan trọng nhất chính là chip, không có chip thì dù biết cấu tạo mạch của nó cũng vô dụng, hiệu quả tương ứng cũng không đạt được bảng mạch luôn là loại có công nghệ thấp nhất trong các sản phẩm công nghệ. Với hệ thống chống trộm tiên tiến như vậy, khả năng vi phạm bản quyền về cơ bản có thể bị loại bỏ, trừ khi xuất hiện ai đó có kỹ năng tốt hơn cao thủ vô danh. Có thể trên đời này cũng tồn tại những người như vậy, nhưng trong thời gian ngắn nhất định không thể tự dưng xuất hiện được. Đối với những thiết bị này, hy vọng mới cũng không bán ra quá nhiều. Về cơ bản, 2.000 tệ một chiếc là giá vốn thêm một hoặc hai trăm nhân dân tệ là lợi nhuận, rẻ hơn nhiều so với ước tính hàng chục ngàn hoặc thậm chí hàng trăm ngàn của những người bên ngoài. Do đó, lượng người đặt hàng trong giai đoạn đầu chỉ vào khoảng một tỷ, nhưng khi biết tin chỉ cần hai ngàn tệ là có thể bước vào thế giới ảo, lượng đặt trước trên trang web chính thức đã tăng lên hàng trăm triệu chỉ trong một giờ. chương 636, Cưỡng chế thu mua Tuy nhiên, ngay cả khi nhà máy của Hy vọng mới đã hoạt động hết công suất 24 phần 24 giờ, thì cũng chỉ sản xuất ra được số thiết bị cho 500 triệu người dùng trong một tháng. Nếu muốn đáp ứng lượng tiêu thụ của hàng chục tỷ con người, thậm chí là lượng tiêu thụ của toàn bộ con người trên trái đất, thì ít nhất cũng cần đến một năm rưỡi. 500 triệu người này sẽ là nhóm người may mắn thứ ba được bước vào thế giới ảo sớm hơn hàng tỷ người còn lại. Không có ai được đánh số trước, tất cả mọi người đều thất vọng chờ đợi, họ muốn ra giá cao hơn để mua thêm, nhưng hy vọng mới từ lâu đã ràng buộc các thiết bị ảo thông qua nhiều phương tiện kỹ thuật khác nhau. Mỗi người chỉ có thể mua một thiết bị, không bán nhiều hơn, và không để người mua chuyển nhượng nó cho người khác. Nếu chip bên trong phát hiện người giữ nó không phải là người được phép kết nối, nó sẽ bị khóa ngay lập tức và chỉ có thể gọi người của hy vọng mới đến để mở khóa. Phí mở khóa là 10.000 tệ, chưa bao gồm tiền vé khứ hồi và chi phí tàu xe. Điều quan trọng nhất là sau khi mở khóa thì người khác vẫn sẽ không sử dụng được. Kỹ thuật này đã hoàn toàn tiêu diệt sạch phe chợ đen ham kiếm tiền bằng cách đầu cơ. Khi mặt trời mọc từ đường chân trời, các máy chủ toàn cầu được bật cùng lúc và những người đã chờ đợi từ lâu ngay lập tức tràn vào. Lưu lượng truy cập đạt đỉnh ngay lập tức khiến cho tất cả các máy chủ kêu ù ù. Các kỹ sư đã chiến đấu dưới đáy biển Nam Cực một tháng trời ròng rã, theo dõi tình hình của máy chủ một cách lo lắng. Bất kể chiếc nào gặp sự cố đều phải được bảo dưỡng ngay. Mặc dù nước dưới tảng băng đã đủ mát nhưng các máy chủ công suất lớn và tải cao vẫn phát ra nhiệt độ cao, khiến nước biển gần đó nóng lên nhanh chóng. Cũng may là họ đã thực hiện phân tích mô hình có liên quan trước đó nên vị trí của các máy chủ rất rộng, nếu không, ngay cả khi có tảng băng nằm phía trên thì nó cũng sẽ bị tan ra. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người xuất hiện những máy chủ quy mô lớn hoạt động cùng lúc như vậy. May mắn thay, sau khi hoàn thành việc truy cập sóng não của 300 triệu người, máy chủ vẫn duy trì hoạt động ổn định mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Khi đạt đỉnh lưu lượng 400 triệu, chỉ có một số máy chủ có vấn đề nhẹ về chất lượng, nhưng vẫn không gây ảnh hưởng gì lớn đến hoạt động chung. Ảnh hưởng nhiều nhất chỉ là tốc độ vào thế giới ảo có chậm hơn một chút. Tất cả các máy chủ đều sử dụng phương thức liên hệ N M, về cơ bản phương thức này đảm bảo rằng bất kỳ máy chủ nào gặp sự cố thì thông tin có thể ngay lập tức được chuyển đến các máy chủ khác để tiếp tục hoạt động chỉ trong một phần 10 giây. Với thời gian phản ứng thần kinh của con người thì hoàn toàn không thể nhận thấy được gì lạ với tốc độ nhanh như vậy. Truyền thông khắp nơi trên thế giới đang nháo nhào đưa tin về dịp trọng đại này và rất nhiều người trong giới truyền thông cũng đã may mắn được bước vào thế giới ảo. Trong khi cả thế giới còn đang đổ dồn mọi ánh mắt vào quá trình mở cửa hoàn toàn của thế giới ảo, thì Hy vọng mới đã đưa ra một thông báo khác. Thông báo này không thu hút được quá nhiều sự chú ý của mọi người, chỉ có một số lượng rất nhỏ người chú ý. Nội dung thông báo là Hy vọng mới sẽ tiến hành cưỡng chế thu mua một số công ty nhất định. Các công ty đó là những quân cờ quan trọng nhất của thế lực ngầm và cũng là hạng mục lớn nhất trong hệ thống của bọn chúng. Nếu những công ty đó bị thâu tóm thì thế lực ngầm sẽ bị tổn thất nặng nề. Trong một tháng này, hy vọng mới đã tích lũy được rất nhiều tài nguyên. Chỉ cần bán cổ phiếu là đã kiếm về được hàng trăm tỷ. Mặc dù việc bán các thiết bị ảo chỉ kiếm được vài trăm tệ, nhưng số lượng bán ra lớn cũng khiến cho họ kiếm được không ít tiền. Nếu bán hết 500 triệu thiết bị thì sẽ kiếm được gần 200 tỷ. Tất cả chỗ tiền đó đều chưa được sử dụng đến, vì tất cả các chi phí của công ty đều do hệ thống doanh nghiệp cơ bản và công nghệ tái sinh chịu trách nhiệm. Đồng thời, Vương Vũ Hành ở thị trường thứ cấp cũng đã quét sạch hàng trăm tỷ. Khi thông báo được đưa ra vào lúc 9 giờ sáng, cậu ta đã dẫn đầu đội của mình tiến hành đàn áp các công ty này. Ngoài ra, hy vọng mới cũng áp dụng pháp luật để cưỡng chế thu mua các công ty này và được phê duyệt chỉ sau nửa giờ. Phần còn lại phụ thuộc vào thế trận giữa hai bên. Cuộc tấn công xảy ra quá nhanh, thế lực ngầm thậm chí còn không thể phản ứng kịp trong 2 giờ đầu tiên. 6 công ty trước đó đã được mua lại trong một quy trình nhẹ nhàng, điều đó khiến cho bọn chúng không có sự chuẩn bị cho tình huống như vậy. Giờ đây, hy vọng mới lại đột nhiên ập đến ngay lúc bọn chúng đang mất cảnh giác. Khi nghe cấp dưới báo cáo, những thành viên cấp cao của thế lực ngầm sửng sốt, bọn chúng vẫn đang bận xác minh tính xác thực của báo cáo đó. Sau khi đơn xin cưỡng chế thu mua được phê duyệt, một giờ đã trôi qua. Trong một giờ này, Vương Vũ Hành đã tiêu gần một phần ba trong số hàng trăm tỷ đồng của mình. Cổ phiếu của các công ty này đã rất giá, và một số lượng lớn các cổ phiếu đã được cậu ta mua lại. Khốn kiếp, hy vọng mới muốn làm gì vậy, bọn chúng điên rồi sao, một thành viên cấp cao của thế lực ngầm vỗ bàn chửi bới. Bất kể bọn chúng định làm gì thì điều quan trọng nhất bây giờ là phải ngăn chặn bọn chúng lại. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động nếu mất đi những công ty này, người khác nói. Bảo đội tài chính chống trả ngay lập tức, tôi không tin rằng tiền của bọn chúng có thể đủ để nuốt sạch cổ phiếu của tất cả các doanh nghiệp mà chúng ta có. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như có những kẻ săn mồi bí mật trên sàn chứng khoán cố ý gây rối? Có vẻ như đó là một đội ngũ nào đó đang rất được chú ý trong thời gian gần đây. Theo phân tích trước đây của đội tài chính, bên kia rất có thể đang nắm giữ hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư. Nếu chúng ta cứ liều mạng bán ra cổ phiếu lỡ đâu bọn chúng có thể mua hết thật thì sợ là sẽ không có cách nào để cứu vãn được nữa vậy thì phải làm sao để cho bọn chúng tiếp tục như thế này hà tôi nghĩ chúng ta có thể đợi thêm một thời gian nữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ không có quá nhiều cổ phiếu khi bọn chúng chặn giới hạn ngày như thế này nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ tham lam và không muốn bán ngay lập tức vì vậy chúng ta có thể đợi đến niêm yết giới hạn trong vài ngày nữa giá nhất định sẽ tăng sau đó bán đi với giá cao hơn khi đó, chi phí của bọn chúng sẽ phải tăng lên, điều này có lợi cho chúng ta hơn là bán ra ngay bây giờ. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, thế lực ngầm quyết định giữ nguyên tình hình, để vương vũ hành khiến cho cổ phiếu tăng giá trên thị trường thứ cấp. Đối với việc thu mua của hy vọng mới, bọn chúng liền muốn toàn diện ngăn chặn. Tất cả các cổ đông lớn nhỏ đều bị đem ra cảnh cáo, không ai được phép bán đi cổ phần của mình. Không cần biết là một phần trăm, một phần ngàn hay một phần mười ngàn, Kẻ nào bán thì cũng đều sẽ trở thành kẻ thù. Đối mặt với sự uy hiếp của Hy vọng mới, thế lực ngầm không dám xem nhẹ, bọn chúng biết rất rõ thực lực của công ty này. Nếu dám khinh thường, bọn chúng sẽ phải chết một cách thê thảm. Nhà họ Hoắc chính là một ví dụ rất rõ ràng. Nhà họ Hoắc hiện tại đã trở thành một trong những công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Hy vọng mới, mặc dù Hoắc Trạch Minh vẫn là chủ tịch nhưng bọn chúng đã bí mật liên lạc với nhà họ Hoắc cách đây một thời gian và nhận thấy nhà họ hóc đã không còn nghe lời nữa. Theo lời của Hoắc Trạch Minh, vì trước đây các người đã chọn từ bỏ nhà họ Hoắc, cho nên bây giờ nhà họ hóc không liên quan gì đến các người nữa. Đừng có mà cố tiếp cận tôi, tiền lương mà Lý Phong đưa ra đã đủ cao, cao hơn các người rất nhiều, cho nên tôi sẽ không phản bội bọn họ. Chưa kể, dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì đi theo hy vọng mới cũng có nhiều hứa hẹn hơn đi theo các người. Điều này khiến các thành viên cấp cao của thế lực ngầm tức giận, trước đó để thu phục được nhà họ hoác, thế lực ngầm cũng đã phải tốn rất nhiều công sức. Sau tất cả thì vào lúc bấy giờ, hoác khải đã khiến cho nhà họ hoác trở nên vô cùng thịnh vượng. Không dễ dàng để người nhà họ hoác phản bội anh, nhưng thế lực ngầm cũng đã đưa ra một cái giá không hề thấp, và cuối cùng bọn chúng cũng móc nối được các mối quan hệ. Kết quả là nhà họ hoác mới 2 năm đã bị hy vọng mới mua lại, khiến khoản đầu tư của bọn chúng trở nên hoàn toàn vô ích bây giờ hoác trạch minh lựa chọn đi theo hy vọng mới đoạn tuyệt quan hệ với bọn chúng nên người của thế lực ngầm tất nhiên là rất tức giận bọn chúng đe dọa sẽ gây bất lợi cho hoác trạch minh hoặc lật tẩy vụ ám sát hoác khải của hoác trạch minh nhưng hoác trạch minh dường như không chút nào sợ hãi nếu như các người dám uy hiếp tôi tôi liền sẽ đem sự tồn tại của các người nói cho cả thế giới biết để xem đến lúc đó ai sẽ thua ai nếu để người khác biết rằng có rất nhiều công ty bị kiểm soát bởi cùng một thế lực thì lúc đó ai sẽ là người chịu thiệt hại đây? Không một quốc gia nào cho phép những thế lực như vậy tồn tại. Vì vậy, thế lực ngầm cũng biết mức độ nghiêm trọng và nguy cơ của các mối đe dọa, nên bọn chúng sẽ không thực sự làm như vậy. Mất đi một nhà họ Hót đã đủ khiến bọn chúng khó chịu, bây giờ hy vọng mới còn muốn ra tay với các công ty khác, bọn chúng tất nhiên là không chịu nổi. Bên phía hy vọng mới liệu có phải đã nhận thức được sự tồn tại của chúng ta rồi hay không, nghi vấn này dễ dàng nảy ra trong đầu các thành viên cấp cao của thế lực ngầm. chương 637, đối đầu. Cuộc tấn công của hy vọng mới quá mạnh mẽ, gần như không cho chúng có cơ hội phản kháng, nhưng thế lực ngầm kinh doanh nhiều năm như thế cũng không phải chỉ có cái mã. Chúng nhanh chóng khởi động phương án khẩn cấp, trên thị trường thứ cấp, bắt đầu cạnh tranh với vương vũ hành để giành blue chip mà trong thị trường chính thì lại dựa vào kênh phía chính phủ để phủ nhận kế hoạch thu mua của Hy vọng mới. Tất cả các cổ đông lớn nhỏ đều bị ràng buộc nghiêm ngặt, nghiêm cấm việc bán cổ phần. Đây là những phương pháp rất thông thường có thể dự đoán được, chúng có thể nghĩ tới thì đương nhiên hoắc Khải cũng vậy. Muốn mua những công ty này không phải là việc dễ dàng, nhưng khi cuộc chiến đã bắt đầu thì không còn đường lui nữa. Hoặc là thua hoặc là thắng, không có lựa chọn thứ ba trong tuần thứ ba sau khi thế giới ảo khởi động toàn diện cổ phiếu của những công ty này gần như tăng lên gấp đôi lúc này vương vũ hành đã dùng giá cực cao để mua blue chip gần như muốn mua sạch thị trường thứ cấp quản lý cấp cao của thế lực ngầm trong ngày đầu tiên của tuần mới vẫn phát thông báo phủ nhận việc thu mua đồng thời chúng nhả ra số lượng lớn blue chip trong tay không phải hy vọng mới các anh muốn mua cả sao được chúng tôi đã chuẩn bị lượng lớn blue chip xem các anh mua bao nhiêu từ 9 giờ 30 sáng bắt đầu, giá cổ phiếu cứ tăng theo đường thẳng lên giá trần, điều này khiến người của thế lực ngầm rất vui mừng. Theo chúng thấy thì Vương Vũ Hành còn quá non, chỉ biết dùng sức mạnh nhưng lại không hiểu thị trường tài chính. Tiền chỉ hỗ trợ, thứ có sức mạnh to lớn chính là trí tuệ của con người. Nâng giá cao như thế mà cậu ta vẫn điên cuồng mua sạch thì đúng là tự sát. Hơn nữa, sau mấy tuần tăng giá, những nhà đầu tư bán lẻ đã có chút mê muội. Không quan tâm giá cả đã tăng gấp đôi mà đầu tư toàn bộ số tiền trong tay đầu tư vào, muốn đi theo con cổ phiếu điên này. Nhìn giá cổ phiếu lần nữa được giữ chốt ở giá trần, một chủ quản tài chính của thế lực ngầm vui vẻ hút điếu xì gà, nói có những nhà đầu tư cá nhân này giúp đỡ thì cũng giảm bớt áp lực cho chúng ta rất nhiều, xem ra đến cả ông trời cũng đứng về phía chúng ta. Có người không hiểu hỏi, những nhà đầu tư cá nhân cũng mua thì không phải là đang giúp họ sao, tại sao ông lại nói có lợi cho chúng ta? Tài chính của họ có hạn, mua cổ phiếu 3 tuần rồi thì trong tay còn lại bao nhiêu tiền? Cậu không nhìn xem tỷ lệ giao dịch mấy tuần gần đây đã mua đi bán lại blue chip mấy lần. Cho nên đợi sau khi tiền của họ hết sạch thì vẫn còn những nhà đầu tư cá nhân kia giúp đứng gác, đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu của chúng ta được họ liên kết với nhau nâng lên gấp đôi. Như thế, nếu chúng ta muốn rút tiền thì ngay lập tức có thể thu được số tiền gấp đôi so với 3 tuần trước. Cậu nói có phải là lợi cho chúng ta không? một chủ quản tài chính khác cười, nói cho nên nói, làm ngành này, không chỉ nhìn trước mắt mà tầm nhìn phải xa một chút. Người vừa rồi hỏi tỏ vẻ khâm phục, khẽ gật đầu, trên khuôn mặt đầy vẻ vui sướng. Đúng lúc này, bỗng có người kinh ngạc kêu lớn, có một lượng lớn cổ phiếu giá sản được xuất bán, đã hơn 100.000 lô rồi. Chủ quản tài chính vừa hút xì gà ban nãy vội vàng quay sang nhìn màn hình máy tính bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy giá trần đã bị phá vỡ, Giá cổ phiếu đang giảm mạnh xuống giá sàn theo đường thẳng. Điều này khiến mấy người vừa rồi còn vui vẻ không ngớt đều đầy vẻ sững sờ. Theo tính toán của chúng, có lẽ Vương Vũ Hành còn phải chống đỡ thêm một, hai tuần nữa mới đúng. Tại sao bỗng nhiên bán ra nhiều như thế? Điều tra ngay, tra rõ xem lệnh bán đến từ đâu. Chủ quản tài chính gấp gáp nói. Đã có người tra ra nên trả lời ngay. Tra ra rồi, chính là phòng kinh doanh trước đây điên cuồng mua sạch hàng. Chắc là cùng một nhóm người. Bọn họ điên rồi sao, không dễ gì mới tăng giá, tại sao đột nhiên muốn giảm xuống? Hết tiền rồi, mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới, chủ quản tài chính nhận cuộc gọi, bên trong truyền ra giọng nói của một quản lý cao cấp nào đó của thế lực ngầm, lập tức huy động toàn bộ tiền của chúng ta, chuẩn bị khớp lệnh. "Hả? Tại sao?" Chủ quản tài chính không hiểu hỏi. "Quản lý cao cấp của thế lực ngầm nặng nề nói: Hy vọng mới lại xuất hiện một con thiêu thân, ông tự xem thông báo mới nhất của họ đi. Tóm lại, phải ổn định giá cả trở lại, tuyệt đối không được để xảy ra hiện tượng tăng nhanh giảm mạnh. Sau khi cúp điện thoại, chủ quản tài chính vội vàng mở trang web của Hy vọng mới, quả nhiên nhìn thấy thông báo mới nhất ở trang chủ. Bộ phận chiến lược thu mua đưa ra thông báo rất rõ ràng, vài công ty trước đây Hy vọng mới muốn thu mua đều là tin giả. Những đối tác mà hy vọng mới muốn hợp tác là những công ty có tiềm lực và triển vọng thị trường mạnh mẽ, chứ không phải là những ngành công nghiệp sắp tàn. Khuyến cáo các nhà đầu tư nên thận trọng, tốt nhất là cẩn thận trong đầu tư, đừng nghe tin đồn mà đưa ra quyết định sai lầm. Nội dung của tin tức này rất đơn giản, ngắn gọn, chính là chúng tôi không thu mua nên cũng khuyên mọi người đừng mù quáng làm theo. Một thông báo có tính bề nổi như vậy xem ra hầu như cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng nó vừa lướt qua bộ não của chủ quản tài chính thì khiến ông ta kinh ngạc đến nỗi đổ mồ hôi lạnh ông ta chợt hiểu ra tại sao quản lý cấp cao lại bảo mình lập tức chuẩn bị khớp lệnh cũng hiểu tại sao có một lệnh bán lớn như vậy hy vọng mới đã không thu mua rồi sao nếu là công ty niêm yết bình thường bác bỏ tin đồn thì ảnh hưởng chẳng đáng là bao nhưng là công ty công nghệ cao đang phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới thì một câu nói của hy vọng mới có thể gây ra một cơn chấn động to lớn ở thị trường thứ cấp có thể tưởng tượng được, thông báo này kết hợp với 100.000 lô ghim ở giá sàn sẽ kích thích những nhà đầu tư khác. Đúng như dự đoán, đến khi chủ quản tài chính xem máy tính thì phát hiện mấy công ty đều đã xuống giá sàn chỉ trong một phút. Con số trên bảng giá sàn không ngừng tăng lên, một số là lệnh nhỏ vài lô, mười mấy lô, ngoài ra còn có một số là lệnh lớn hàng trăm, hàng ngàn lô. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là nhà đầu tư cá nhân và vốn lưu động đều nhìn thấy thông báo này nên muốn bán ra bằng mọi giá. Nếu hành vi này trở thành xu thế thì có thể tưởng tượng được giá cổ phiếu của công ty sẽ giảm đến mức nào, đến lúc đó, những cổ đông còn sợ là sẽ muốn giết họ mất. Chủ quản tài chính hiểu rõ, mấy cổ đông lớn đều muốn nhân dịp giá cổ phiếu lên giá cao để rút tiền. Có thể đạt được lợi ích gấp đôi thì ai mà không tham chứ? nếu ông ta khiến họ bỏ lỡ lợi ích lần này thì có khi nhẹ nhàng tìm người đến phanh thây ông ta luôn cũng nên nghĩ đến đây hai ông chủ quản tài chính đưa mắt nhìn nhau đều chỉ nhìn thấy trong mắt đối phương sự hoảng loạn sợ hãi họ không nhiều lời lập tức ra lệnh cho nhân viên tất cả mọi người đầu tư toàn bộ tiền mặt xóa bỏ giá sản kéo giá cổ phiếu lên vừa dứt lời một số tiền lớn lên tới mấy chục tỷ bắt đầu mua cổ phiếu vào như điên Dựa vào con số trên bảng giá sàn có thể thấy, khoảng 30 tỷ thì có thể hoàn toàn kéo giá cổ phiếu của mấy công ty này lên được. Nhưng trên thực tế, khi mấy chục tỷ đầu tư vào thì lại phát hiện ra tuy rằng trong tay có rất nhiều blue chip nhưng giá cổ phiếu vẫn bị ghim ở bảng giá trần. Trong 3 tuần này, Vương Vũ Hành đã gần như bỏ tất cả tiền trong tay ra để mua sạch cổ phiếu trên thị trường thứ cấp. Tuy vẫn chưa tiêu hết tiền, nhưng blue chip trong tay cậu ta ít cũng phải có khoảng 200 tỷ phía thế lực ngầm muốn kéo giá cổ phiếu lên thì Vương Vũ Hành đương nhiên không hề do dự thả những blue chip trong tay ra nhiều hơn. Ông mua 10 tỷ thì tôi thả 20 tỷ, ông mua 20 tỷ thì tôi thả 30 tỷ. Trước đây, thế lực ngầm nhiều tiền hơn Vương Vũ Hành, mà bây giờ tình hình đã đảo ngược. Vương Vũ Hành chiếm quyền chủ động, cậu ta muốn để ông thở thì ông có thể thở, cậu ta không cho ông thở thì ông chỉ đành ngạt chết. Kế hoạch trước đó của thế lực ngầm là sau khi giá cổ phiếu tăng lên thì thả Blue Chip trong tay ra để quét sạch hết tiền của Vương Vũ Hành. Cho nên, họ không chuẩn bị nhiều tiền để ứng phó với cục diện trước mắt. 3. Bốn chục tỷ tiền mặt đã là số tiền tối đa họ chuẩn bị được trước mắt. Nhiều tiền hơn nữa thì phải cần thời gian đợi gom, không phải muốn lấy ra là có thể lấy ra được. Do đó, khi kết thúc phiên giao dịch một ngày thì giá cổ phiếu của các công ty này vẫn bị ghim ở bảng giá sản. Đúng lúc đó, các hãng truyền thông về tài chính đều bắt đầu viết bài về sự kiện này. Sau khi hy vọng mới từ chối thu mua, giá cổ phiếu của các công ty này đều bị sụt giảm mạnh. Chuyện này rất dễ dàng thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Nhất là những người đầu tư vào cổ phiếu của các công ty đó thì càng hạ quyết tâm, ngày mai cho dù tình hình như thế nào thì nhất định phải nhanh chóng bán tháo số cổ phiếu trong tay. Tất cả mọi người đều biết, đối đầu với hy vọng mới không có kết quả tốt, tập đoàn Phong Âu Nhà họ Hót đều là những nhân chứng sống để chứng minh điều này. Chương 638, động không đáy. Những công ty bị hy vọng mới tỏ ý từ chối thu mua thì có thể có kết quả tốt sao? Cuống hồ, trong thông báo của Hy vọng mới đã nói, họ đã là ngành công nghiệp cũ kỹ, sắp tàn. Thế nào là ngành công nghiệp cũ kỹ? Đương nhiên chính là những ngành không còn sống được lâu nữa. Bây giờ những ngành nhìn thì có vẻ kiếm được tiền, nhưng một khi cải cách thì lại phá sản trong chớp mắt. Trong lịch sử, đã có vô số những công ty như vậy, rất nhiều công ty đang phát triển mạnh nhưng vì trở mình không kịp nên trở thành hoa tàn cuối ngày. Hai chủ quản tài chính, sau khi hết phiên giao dịch cũng bị quản lý cấp cao của thế lực ngầm gọi tới, mắng cho không biết giấu mặt vào đâu. Mấy chục tỷ đưa cho các ông, thế mà còn không phá được giá sàn, thì các ông còn có tác dụng gì? Hai chủ quản tài chính cũng đầy bất bình, số blue chip mà đối phương thu thập được nhiều vô kể, bình thường mấy chục tỷ có thể đủ để kiểm soát giá cổ phiếu của rất nhiều công ty, nhưng trong cuộc đối đầu quy mô lớn như vậy vốn dĩ chỉ như muối bỏ biển. Theo tính toán của họ, muốn nâng giá cổ phiếu thì ít nhất cũng phải có từ 300 tỷ trở lên. Con số này, chưa kể đến chủ quản tài chính cảm thấy quá lớn mà để quản lý cao cấp của thế lực ngầm nghe thấy thế cũng thầm run dày. 300 tỷ. Những công ty mà họ nắm trong tay cộng lại cũng có mấy ngàn tỷ, thậm chí gần chục ngàn tỷ nhưng như thế thì sao tài sản không phải tiền mặt huống hồ rất nhiều công ty họ chỉ tham gia vào ban lãnh đạo chứ không có nghĩ đó là công ty của họ một số quyết sách bình thường thì có thể thao túng bằng những kẻ gián điệp này nhưng khi liên quan đến lợi ích căn bản thì lại không hữu ích cho lắm nhất là khi cần động đến quyền lực của đại hội cổ đông thì đa số phiếu tán thành của thành viên hội đồng quản trị chỉ là một con số nhỏ so với toàn bộ cổ đông mà thôi hơn 90% vốn chủ sở hữu của nhiều công ty nhỏ đều lưu thông trên thị trường thứ cấp. Ngôn Tình Hải, họ chỉ để lại khoảng 10% ở nội bộ công ty, những quyết sách thông thường cũng đều dựa vào phần nhỏ cổ phần này. Nhưng nếu thật sự có người mua sạch thị trường thứ cấp thì 10% của họ chỉ là thứ vớ vẩn. Nhưng khi không ai mua thì mới là giống như kiểu trên núi không có hổ thì khỉ được làm vua vậy. Ông chắc chắn là cần ít nhất 300 tỷ, một quản lý cao cấp của thế lực ngầm nặng nề nói. Đúng vậy, theo quan sát và tính toán của chúng tôi, trong thời gian này, họ đã mua ít nhất 200 tỷ blue chip trên thị trường thứ cấp. Bây giờ họ đang bán tháo blue chip, chúng ta khớp lệnh, tình hình hoàn toàn ngược lại với trước đây. Nếu hy vọng mới thật sự muốn kìm hãm giá cổ phiếu của chúng ta, vừa bán vừa mua, 200 tỷ chip cũng đủ để thị trường biến động rất nhiều lần. Cho nên, 300 tỷ chỉ là con số ước tính một cách rẻ rặt, một ông chủ quản tài chính nói. Nghe những lời này Sắc mặt của quản lý cấp cao trong thế lực ngầm càng trở nên u ám. Kể cả 300 tỷ cũng chưa chắc đã đủ. Nhưng nếu không giải quyết thì giá cổ phiếu của công ty sẽ không biết giảm đến mức nào nữa, đến lúc đó càng bị động. Điều quan trọng nhất là không có cách nào giải thích với cổ đông. Ngoại trừ một số công ty quy mô trung bình bị họ hoàn toàn khống chế thì những công ty khác đều dựa vào sự tham gia của thành viên hội đồng quản trị là chính. Một khi cổ đông nhỏ cảm thấy không hài lòng, Bắt đầu gây khó dễ thì vai trò của cuộc họp hội đồng quản trị cũng bị hạn chế. Có khi đại hội cổ đông vừa kết thúc thì thành viên hội đồng quản trị đều bị vạch tội, đến lúc đó sự vất vả của chúng trong nhiều năm nay cũng bằng không. Cho nên những người này muốn ổn định giá cổ phiếu không hoàn toàn vì muốn rút tiền mà càng hy vọng quản lý cao cấp có thể duy trì trạng thái ổn định này. 300 tỷ này, chúng tôi sẽ nghĩ cách nhanh chóng gom lại trước khi mở phiên giao dịch vào ngày mai. Ít nhất sẽ có 100 tỷ trước trong vòng 3 ngày bắt buộc phải bình ổn giá cổ phiếu, tuyệt đối không thể xuất hiện tình trạng xuống dốc không phanh, rõ chưa? Nếu không làm được thì các ông cũng không cần đến gặp tôi nữa, quản lý cấp cao của thế lực ngầm tức giận nói. Hai ông chủ quản tài chính vội vàng đồng ý rồi rời đi ngay. Đừng thấy họ đồng ý chắc nịch như vậy nhưng thật ra sau khi ra khỏi phòng làm việc thì đều tỏ ra vô cùng buồn phiền. 100 tỷ, còn không so được với số blue chip trong tay đối phương thì làm sao có thể bình ổn giá cổ phiếu. Cuộc đối đầu như thế này sợ nhất là chiến thuật thêm dầu vào lửa. Hoặc là ông chi số tiền lớn một lần, nhanh chóng, trực tiếp đánh cho đối phương tan tác. Hoặc là ngồi nhìn đối phương tạo ra sóng gió. Một ngày cho 100 tỷ, đến cuối cùng thì vẫn bỏ vốn 300 tỷ nhưng không biết đã đánh bao nhiêu vòng, khiến người ta khó thở rồi. Đối với cuộc chiến trên thị trường thứ cấp thì hai chủ quản tài chính này không có một chút tự tin nào. Đến ngày thứ hai, 100 tỷ được chuyển vào tài khoản như đã hứa và hứa thêm trước khi kết thúc phiên giao dịch vào buổi chiều lại có thêm 70 tỷ nữa. Tuy nhiên, khi 170 tỷ được rót vào thì vẫn không ngăn được cổ phiếu bị ghim tại giá sàn. Bởi vì ngoài blue chip của Vương Vũ Hành thì bây giờ đã thêm rất nhiều lệnh ăn theo. Có thể là những quỹ quy mô lớn sẽ không rút nhanh được vì lượng tiền quá lớn. Nhưng những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì không như vậy. Trong tay họ có mấy lô, mười mấy lô, một tài khoản có thể mua khoảng 10.000 tệ thì đã coi là nhiều rồi. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ như vậy không quan tâm đến người khác, cách làm cơ bản của họ là tăng thì đuổi theo mà giảm thì bán ra. Một khi cổ phiếu nào đó có thông tin tiêu cực thì những người bán nhỏ lẻ này chạy nhanh nhất. Họ chưa từng cân nhắc đến tin thật hay giả, ảnh hưởng về sau như thế nào. Một nhà đầu tư bán lẻ mấy ngàn tệ Mấy chục ngàn tệ cũng không chẳng đáng mấy phần trong 170 tỷ. Nhưng ông không thể chống lại quá nhiều người đâu. Giống như kiến giết voi, một nhà đầu tư bán lẻ 10 ngàn, 100 người thì chính là 1 triệu, 10 ngàn người thì chính là 100 triệu. Mà số lượng các nhà đầu tư bán lẻ trong thị trường cấp 2 nào chỉ có 5 con số. Cho dù chỉ có 20 đến 30 tỷ lệnh ăn theo, cũng sẽ khiến mọi thứ thay đổi rất lớn. Mà đến ngày thứ 3... Số tiền đổ vào thị trường thứ cấp đã đạt hơn 300 tỷ. Nhưng giá cổ phiếu vẫn lưu lại ở vị trí giá sàn. Quản lý cao cấp của thế giới ngầm nhìn thấy cảnh này thì tức đến nổ phổi. Đã cho các ông 300 tỷ rồi mà vẫn không phá được giá sàn, các ông còn sống làm gì? Đội ngũ tài chính khổ sở mà không thể nói. Quản lý cao cấp rất thành thục việc thâm nhập vào các công ty khác nhưng hiểu biết về thị trường tài chính lại rất hời hợt nào có hiểu được chiến thuật thêm dầu vào lửa là điều cấm kỵ lớn nhất trong những cuộc đối đầu này nhưng họ không có cách nào để nói chỉ có thể ngậm mồm chịu trận tuy nhiên khi ông là người mua thì không còn cách nào khác chỉ có thể dùng tiền thật để mua blue chip bây giờ tiêu hết tiền rồi thì khác gì tay không tất sắt mà bắt giặc và điều khiến chúng đau đầu nhất là đúng như dự đoán vương vũ hành vừa mua vừa bán tranh giành blue chip với chúng số blue chip hôm qua giành lại được ngày hôm nay sẽ bị ép chết trên bảng giá sàn, đồng thời lại tiếp tục mua sạch chip. Thị trường chứng khoán luôn là ưu tiên trên số lượng tiền. Ông mua 10.000 lô một lần, thì người mua 9.000 sẽ xếp sau ông. Đây là lý do tại sao những đơn lớn ghim cứng ở giá sàn thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng không bán ra được, lệnh của ông không to bằng lệnh của người ta. Bị vương vũ hành hành cho tan tác, đội ngũ tài chính của thế lực ngầm căn bản không có giải pháp nào tốt hơn bây giờ lệnh bán chiếm ưu thế tuyệt đối, họ muốn mua thì cũng không có nhiều tiền như thế. Sở dĩ, Vương Vũ Hành không ngừng xoay vòng tiền ra trận để xử lý ông là vì ông đang khấp lệnh, nhưng họ lại không khấp lệnh tiếp. Đôi khi có những nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc vốn lưu động nhỏ không chịu nhìn nhận tình hình muốn đấu tranh để lật ngược tình thế nhưng gần như không thể giúp đỡ được nhiều. Do đó, chủ quản tài chính chỉ có thể tiếp tục yêu cầu sự giúp đỡ từ quản lý cao cấp, tiếp tục hỗ trợ về tài chính quản lý cao cấp của thế lực ngầm cũng nhận ra rằng mấy ngày nay, thị trường thứ cấp cũng đang bị đe dọa, nếu không có lấy một thứ áp chế thì thật sự không thể có kết quả tốt. Chúng không có cách nào, nên chỉ đành tìm đổ mọi cách huy động tiền từ những chỗ khác ném vào thị trường thứ cấp từng khoản một. Nhưng, điều thật sự khiến chúng thay đổi sắc mặt không phải do thị trường thứ cấp như cái động không đáy nuốt chừng một lượng lớn tiền mà mấy công ty của họ đột nhiên bị bao vây và đàn áp. Cách thức bao vây và đàn áp của nhà họ Hóc đối với Hy vọng mới vô cùng mãnh liệt, chính là nhờ vào sức ảnh hưởng của nhà họ Hóc khiến tất cả mọi người đều không muốn làm ăn với ông. Mà cách thức bao vây và đàn áp của Hy vọng mới thì xem ra có vẻ ôn hòa hơn nhiều. Họ không bắt những người khác không được hợp tác với ông, nhưng mấy công ty này đột nhiên phát hiện ra rằng chi phí hoạt động của họ đã tăng lên trong hoạt động kinh doanh thường ngày. Khi hỏi những nhân viên cấp dưới thì mới biết, mấy tuần gần đây, các nhà cung cấp đều đột nhiên tăng giá họ không nhằm vào ai mà là những nhà cung cấp này đều được hy vọng mới tiếp xúc và lôi kéo họ vào thế cục này. Hy vọng mới đưa ra tiêu chuẩn rất cao, theo công nghệ hiện hành của họ thì hoàn toàn không đạt chuẩn. Muốn đạt chuẩn thì bắt buộc cải cách trình độ công nghệ, mà chính điều này đã khiến giá thành tăng lên. chương 639, chơi đều. Việc thành lập một dây chuyền sản xuất đôi khi đòi hỏi sự nỗ lực chung của tất cả các bộ phận trong công ty không phải cứ đưa tiền ra là có thể thực hiện các thay đổi trong dây chuyền sản xuất dựa trên bản vẽ thiết kế chỉ cần thay đổi một chút thì những máy móc khác trong dây chuyền đều không thể sử dụng do đó chỉ có những công ty hàng đầu mới có thể đồng thời sở hữu các loại dây chuyển sản xuất cao cấp trung cấp và thấp cấp mà những công ty nhỏ hoặc vừa chỉ có thể tập trung toàn lực để xây dựng dây chuyển sản xuất công nghệ cao hoặc là dồn sức vào khai thác nhanh chóng những dây chuyển sản xuất thấp cấp Yêu cầu họ đồng thời sử dụng hai dây chuyền sản xuất quy mô khác nhau thì sẽ gây áp lực vô cùng lớn cho chi phí vận hành. Mà việc hy vọng mới chủ động tìm kiếm sự hợp tác đã khiến những công ty này tin rằng đây là cầu nối tốt nhất để họ tham gia vào thị trường cao cấp. Tất cả các công ty không ngần ngại mà đồng ý, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất để cải tiến dây chuyền sản xuất, hoặc dứt khoát bỏ đi dây chuyền cũ và thay thế dây chuyền mới. Kết quả là những sản phẩm cấp thấp bị họ loại bỏ mà những công ty của thế lực ngầm có không ít sản phẩm dựa vào những đầu vào chung và thấp cấp này để thúc đẩy doanh số. Bây giờ nhà cung cấp thay đổi dây chuyền sản xuất nên chi phí sản xuất tăng lên. Các ông muốn mua thì đương nhiên cũng phải bỏ ra nhiều tiền. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất mà những công ty kia đột nhiên chi phí mua hàng tăng lên. Không phải chúng không muốn đàm phán, nhưng đàm phán thế nào? Giữa hy vọng mới và bọn chúng thì thằng ngốc cũng biết nên chọn thế nào hoàn toàn không có chút tự tin cạnh tranh nên chúng chỉ đành chọn chấp thuận. Có người nói, vậy ông đổi nhà cung cấp đi, nhưng phải biết rằng, không phải các nhà cung cấp đều ứng dụng dây chuyền sản xuất có cùng công nghệ. Mà sản phẩm của công ty chúng đã hợp tác với nhà cung cấp nhiều năm rồi, đã quen với công nghệ đó. Tất cả các sản phẩm đều chế tạo bằng những công nghệ tương tự. Nếu thay đổi nhà cung cấp vậy thì phải thay đổi công nghệ chế tạo của chính công ty họ, khiến chi phí vận hành cũng bị nâng cao hơn nữa vật liệu mới và công nghệ chế tạo cần thời gian để thích ứng trong quá trình thích ứng có thể xảy ra các vấn đề khác nhau điều này đối với bất kỳ công ty nào mà nói đều có thể gây ra tổn thất cực lớn nhất là khi sản phẩm xảy ra vấn đề uy tín với khách hàng bị giảm sút trong thời đại mà tất cả mọi người đang bàn mạng sông lên thì sự suy giảm của ông chẳng khác gì tự sát cho nên mấy công ty này có thể không để ý chi phí sản xuất tăng lên nhưng chúng lại quan tâm đến thái độ của nhà cung cấp các anh không nói tiếng nào mà thay đổi dây chuyền sản xuất thì chúng tôi phải làm thế nào ai chịu trách nhiệm cho tổn thất của chúng tôi hơn nữa các nhà cung cấp gần như thờ ơ với chúng các ông muốn tiếp tục hợp tác vậy thì phải chấp nhận sản phẩm cao cấp mà dây chuyền sản xuất mới của chúng tôi sản xuất ra nếu không chấp nhận thì mời tìm nhà cung cấp khác dù sao bây giờ chúng tôi hợp tác với hy vọng mới, không thiếu một khách hàng nhỏ như các ông. Không sao, trong những ngày này, danh tiếng của hy vọng mới đã lan khắp thế giới. Tuy rằng thế giới ảo chỉ thu được mấy trăm triệu, nhưng những sản phẩm khác của họ thì đã bán chạy trên toàn thế giới. Trụ sở ở nước ngoài đầu tư một số tiền lớn để xây dựng hệ thống vận chuyển và phân phối. Những thành phố và quốc gia có chút danh tiếng là gần như có thể nhận được sản phẩm trong vài giờ thậm chí ở các thành phố đến hiện tại chưa có chi nhánh thì người tiêu dùng cũng mua hàng qua mạng. Thời gian chuyển phát chậm một chút cũng không sao, họ chỉ muốn dùng thử sản phẩm mới. Doanh số bán hàng một ngày của hy vọng mới đã tăng trưởng đến con số kinh người, ước tính sơ bộ thì lượng khách hàng của họ trong tương lai ít nhất cũng có thể đạt đến 2 tỷ người. Nói cách khác, bình quân cứ 3 người thì có một người là khách hàng của hy vọng mới. Số lượng khách hàng như thế thì công ty nào nhìn thấy mà không thèm. Họ biết không thể cướp khách được với hy vọng mới, chỉ có thể đặt mục tiêu lên chuyện ăn theo, chỉ cần có thể ăn theo được một miếng thì mùa đông cũng có thêm áo ấm rồi. Cho nên, những công ty khác thật sự bị họ bỏ qua. Thế là, mấy công ty này đành phải đau khổ đưa ra lựa chọn, hoặc là phải bỏ thêm tiền, hoặc là mạo hiểm sụp đổ thương hiệu đổi nhà cung cấp khác. Có hai công ty lựa chọn bỏ tiền, chúng không dám mạo hiểm, mà bốn công ty còn lại thì chọn nhà cung cấp khác. Nhưng điều khiến chúng cạn lời là khi vừa đổi nhà cung cấp mới được 3 ngày thì bên đó lại có thông báo nói hy vọng mới tìm đến, hy vọng có thể hợp tác nhưng tiêu chuẩn công nghệ của họ không đạt nên bắt buộc phải tiến hành nâng cấp dây chuyền sản xuất. Để hợp tác với hy vọng mới, họ đành phải hoãn hợp tác với bên này, hy vọng có thể được thông cảm. Nếu thật sự không thông cảm được thì các ông có thể khởi tố, dù sao chúng tôi cũng muốn ôm đùi của hy vọng mới. Nếu đến lúc này mà còn không hiểu xảy ra chuyện gì vậy thì mấy người này thật sự lãng phí nhiều năm làm kinh doanh như thế. Rõ ràng là Hy vọng mới đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để ép buộc những nhà cung cấp đó nâng cao tiêu chuẩn công nghệ, làm rối loạn nhịp điệu kinh doanh hàng ngày của chúng. Ông không muốn bỏ tiền, cũng không sao, dù sao ông hợp tác với ai thì tôi cũng tìm người đó hợp tác. Tất cả công ty bây giờ đều sẵn sàng liên kết lại với Hy vọng mới, không ai có đủ tư cách để so sánh với chúng tôi nhưng nếu luôn bị rát mũi như thế thì cũng không phải là cách giải quyết. Nếu hy vọng mới đã dùng cách thức như vậy để ép buộc họ thì coi như ông bỏ thêm tiền, thích nghi với tiêu chuẩn công nghệ mới mà hy vọng mới lại nói một câu thôi là hiện tại chúng tôi đang cần sản xuất gấp một lượng lớn sản phẩm. Lúc đó, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, nhà cung cấp nhất định sẽ lập tức ngừng sản xuất tất cả các sản phẩm khác, dốc sức đảm bảo nhu cầu của hy vọng mới. Đến lúc đó, ông có thích nghi đến mấy cũng phí công. Nghĩ đến khả năng này, chủ tịch của mấy công ty kia mặt mày xám xịt hết cả. Thế này thì chơi thế nào? Trong tay mình giỏi lắm thì là cây gậy, trong tay người ta ôm bom hạt nhân, dù không ném ra thì cũng dọa ông sợ chết khiếp rồi. Mà đây chỉ là một trong những phương pháp bao vây và đàn áp của Hy vọng mới. Trên thị trường thiết bị đầu cuối, Hy vọng mới cũng nhanh chóng hợp tác với các công ty trong nội bộ hệ thống cho ra những sản phẩm tương tự chức năng tương tự nhưng có chất lượng tốt hơn mà giá cả thì lại thấp hơn của ông một tệ đúng vậy hy vọng mới đã làm tất cả những điều tra chuyên nghiệp về từng sản phẩm không nhiều không ít giá chỉ thấp hơn ông một tệ so sánh ra thì ai còn muốn mua hàng của ông hy vọng mới là thương hiệu gì cơ chứ chính là công ty hàng đầu thế giới ngay cả thế giới ảo và phẫu thuật thay đầu họ còn làm được thì những thứ đồ nhỏ nhặt này có thể làm kém được sao dưới điều kiện giá cả ngang bằng nhau thì hầu hết không có người tiêu dùng nào muốn mua sản phẩm mang thương hiệu của thế lực ngầm nếu chúng thúc đẩy lượng bán thì những công ty trong hệ thống của hy vọng mới cũng lập tức bắt đầu những hoạt động thúc đẩy bán hàng muốn chơi như thế nào thì tôi cũng phải chơi chết ông lỗ một chút cũng không sao hy vọng mới sẽ bù lỗ coi như không bù lỗ thì khi cướp được thị trường của các ông trong tương lai chúng tôi cũng kiếm lại được tiền những công ty có chỗ đứng trong hệ thống hy vọng mới hiện tại nghe lời răm rắp ông chủ lớn, chỉ đâu đánh đó. Kết quả là, kinh doanh của những công ty kia tuột dốc không phanh, chỉ trong thời gian chưa tới một tháng đã tổn thất hơn 60%. Tốc độ như thế đúng là khiến người khác kinh hoàng. Nhân viên trong công ty thì sốt ruột, các cổ đông mở đại hội cổ đông, mắng như tát nước vào mặt các thành viên hội đồng quản trị. Ngày bình thường tôn trọng các ông là vì các ông có thể giúp tôi kiếm tiền, nhưng bây giờ thì sao? bị hy vọng mới đánh cho tan tác chúng tôi cũng sắp lỗ chết rồi rốt cuộc các ông có tác dụng gì thành viên hội đồng quản trị cảm thấy rất oan ức sao họ biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy vốn dĩ không có bất kỳ xung đột nào trong kinh doanh với hy vọng mới hai bên nước sông không phạm nước giếng ai biết được hy vọng mới nghĩ thế nào bỗng nhiên muốn thu mua mà khi vừa bị từ chối thì lập tức trở mặt chơi đều loại chơi đều này còn khủng khiếp hơn cuộc bao vây và đàn áp của nhà họ hóc lúc đầu hoàn toàn chiếm ưu thế không cho ông bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Các thành viên hội đồng quản trị rất muốn xoa dịu các cổ đông nhưng không tìm được bất cứ lý do gì. Nếu là tình huống bình thường, thế lực ngầm còn có thể rút tiền, hỗ trợ cho các công ty này hoặc giúp họ đánh một trận kịch liệt. Nhưng bây giờ, thế giới ngầm đã huy động mấy trăm tỷ ném vào thị trường thứ cấp. Số tiền này đã bị Vương Vũ Hành kéo sâu xuống bùn, rất khó rút ra. Nếu chúng rút tiền ra thì giá cổ phiếu sẽ tan nát ngay lập tức. Phải biết rằng, trong thời gian này, kể cả tốn khoảng 400 tỷ thì giá cổ phiếu của các công ty này cũng không thể nào khởi sắc. Chương 640, ba nhát rìu. Đôi khi may mắn hoặc quyết định chiến lược chính xác thì có thể kéo giá cổ phiếu từ giá sàn lên hơi đỏ một chút, nhưng muốn tăng mạnh thì là chuyện không thể. Bây giờ Vương Vũ Hành đang quyết tâm dốc sức chơi với ông. 300 tỷ tiền mặt không ngừng bán cao mua thấp khiến ông không có cơ hội mà thở. Cho nên, chỉ cần thế lực ngầm rút tiền ra thì Vương Vũ Hành sẽ lập tức chân áp kéo giá cổ phiếu trở lại giá sàn. Đối với thế lực ngầm mà nói thì đây là chuyện chúng không hy vọng thấy. Không có ai dám rút tiền vào lúc này, bây giờ duy trì giá cổ phiếu đã không còn là vấn đề nữa mà ai là người ăn được tiền của đối phương. Nếu thế lực ngầm thắng, vậy thì mấy năm nỗ lực của Vương Vũ Hành trở về con số 0, làm lại từ đầu. Nếu Vương Vũ Hành thắng, không những kiểm soát được mấy công ty này trên thị thường thứ cấp mà còn thắng được số tiền mấy trăm tỷ. Đến lúc đó trong tay cầm gần một ngàn tỷ như cậu ta sẽ trở thành người đứng đầu giới tài chính trong nước. Trận đánh này quyết định ai sẽ làm vua, nó cùng một hệ thống với cuộc chiến trong thị trường thiết bị đầu cuối nhưng trên một ý nghĩa nào đó lại nằm độc lập ngoài hệ thống. Có vương vũ hành cản trở tầm nhìn của thế lực ngầm, ngâm tiền của bọn chúng thì hy vọng mới lại xuất đòn thứ ba, hoạt động ngầm. Cái gọi là hoạt động ngầm thật ra rất đơn giản. Khi sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào các công ty lớn, thì hy vọng mới lại âm thầm thu mua những công ty trong vòng kiểm soát của thế lực ngầm nhưng có thứ hạng thấp. Trong danh sách mà ám giới cung cấp, Hoác Khải rất rõ những ai đã thâm nhập vào những công ty này. Tuy rằng mấy công ty này gần như đã bị thế lực ngầm hoàn toàn không chế nhưng như đã nói, Mục tiêu thâm nhập của thế lực ngầm luôn tập trung ở tầng lớp quản lý tầm trung, cao cấp. Con đường này của bọn chúng thật ra không tệ, khống chế chủ tịch hội đồng quản trị cũng tương đương với việc kiểm soát những công ty đã niêm yết này. Nhưng vấn đề là, quyết sách của hội đồng quản trị chỉ thích hợp ở trong điều kiện bình thường. Mà hoắc khải lại cho nhân viên liên lạc với phần lớn cổ đông nhỏ, thông qua các hình thức khác nhau để họ liên kết lại, thông qua đại hội cổ đông tố cáo quản lý cao cấp xâm nhập vào công ty. Thành viên hội đồng quản trị thay đổi trong nháy mắt, đây là chuyện mà rất nhiều người không nghĩ tới. Những kẻ bị vạch tội, đến khi bị cách chức cũng chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Những cổ đông nhỏ bình thường không dám ho he câu nào, tại sao lại liên hợp lại với nhau chứ? Hơn nữa, vạch tội chúng cần phải trả giá rất lớn, họ lấy đâu ra tiền? Đến khi trên trang web của Hy vọng mới đăng tin thông báo kế hoạch thu mua thành công thì chúng mới hiểu ra, chỗ dựa của những cổ đông nhỏ này là ai? Trên thị trường vốn thì sức mạnh vốn vĩnh viễn chiếm vị trí chủ đạo. Nói trắng ra, ai có nhiều tiền thì người đó có thể làm gì thì làm. Mà dòng tiền của Hy vọng mới chắc chắn là một trong những công ty kinh khủng nhất trên toàn thế giới, hơn nữa trong tương lai gần sẽ bỏ được từ một trong những này đi. Khi Tin Thu mua được người khác biết thì những quản lý cao cấp của thế lực ngầm tức đến lật bàn. Đã nói là đánh vào các công ty lớn Bây giờ đang đánh không phân thắng bại thì anh đột nhiên là lén lút thu mua những công ty nhỏ. Anh muốn chơi luật rừng à? Chuyện này khiến mọi người đều nhận ra sức mạnh tài chính khủng khiếp của hy vọng mới. Trong khi chi ra mấy trăm tỷ để đánh người ta còn chi thêm hơn một trăm tỷ để thu mua các công ty khác. Hơn nữa trong thời gian này, hy vọng mới vẫn chưa ngừng thu mua các công ty nhỏ còn lại. Có người tính toán sơ bộ, chỉ riêng nửa năm nay, hy vọng mới đã tiêu tổng số tiền lên đến 500 đến 600 tỷ. Đây là con số khủng khiếp đến thế nào, có lẽ rất nhiều công ty có lý tưởng cả đời chỉ là một phần nhỏ của con số này mà thôi. Sau ba nhát rìu, tuy thế lực ngầm chưa thiệt hại nghiêm trọng nhưng cũng tổn thất không nhỏ. Mấy trăm tỷ tiền trên thị trường thứ cấp đều bị ghim lại, mấy công ty nhỏ đều bị thu mua, có đôi khi chúng cũng nghi ngờ, rốt cuộc bản thân đang chơi cái trò gì. Tại sao đánh đi đánh lại mà như đấm vào bịch bông? nhưng đối thủ lại phát nào ra phát đấy đánh mạnh mẽ vào ra thịt chúng không thể không nói tài năng kinh doanh của Hoắc Khải đúng là có một không hai trên thế giới toàn bộ kế hoạch chiến thuật đều do anh đích thân xây dựng mà đội phụ trách thu mua của Hy vọng mới cũng thực hiện một cách hoàn hảo phương án hạng nhất cộng thêm hành động hạng nhất thì kết quả đạt được đương nhiên sẽ là kết quả cao nhất sau khi hoàn thành việc thu mua những công ty nhỏ Hy vọng mới cũng không ngừng các bước công kích mà muốn rèn sắt khi còn nóng tiếp cận với các công ty khác mà thế lực ngầm kiểm soát. Họ đã tiếp cận với hầu hết tất cả các công ty của top 20, khiến thế lực ngầm tuy trong lòng nghi ngờ nhưng khó có thể xác định, rốt cuộc là hy vọng mới biết cái gì hay chỉ là có tham vọng lớn, muốn thôn tính toàn bộ thị trường trong nước. Điều quan trọng nhất là hy vọng mới đã tiếp cận với rất nhiều công ty khiến chúng hoàn toàn không biết công ty tiếp theo bị đưa vào tầm ngắm là công ty nào. Thế lực ngầm dù có mạnh đến mấy nhưng nhân lực, vật lực của chúng cũng có hạn không thể phòng thủ tất cả công ty như vững chắc như một cái thùng sắt. Lơ là một chút sẽ dẫm lên vết xe đổ. Rõ ràng biết điểm này nhưng không thể làm được gì, thật tức chết mà. Một đòn này của hy vọng mới, khiến thế lực ngầm không có cách nào chống đỡ, cũng khiến chúng đột nhiên cảm thấy, dường như việc kiểm soát nhiều công ty cũng không phải là chuyện tốt. Nếu chỉ có vài công ty thì có thể dốc sức phòng ngự, tìm chính xác thời cơ để phản công. Nhưng bây giờ, lực phòng ngự của chúng chia năm xẻ bầy, thậm chí có thể nói là toàn bộ dựa vào phán đoán. Nhưng ngay cả khi ông tạm thời đoán đúng thì hy vọng mới cũng có thể chuyển mục tiêu sang một công ty khác trong nháy mắt. Tình hình trước mắt giống như hy vọng mới đã hóa thân thành một con nhện khổng lồ, nhện đã giang tơ khắp nơi, thế lực ngầm đã bị xa bẫy. Chúng dốc sức để vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, chỉ đành chừng mắt nhìn chính mình từng bước bị ăn thịt. Bây giờ, hy vọng duy nhất chính là giống như hy vọng mới, tiến hành xâm nhập. Hy vọng có thể xâm nhập vào quản lý cấp cao để giúp đỡ chúng một chút. Nhưng vấn đề là, cho đến nay, hy vọng mới cũng chỉ phát hành 10% cổ phần và vẫn chưa bán hết. Còn lại 90% đều nằm trong tay Ninh Thần và Hót Khải. Khi quản lý cao cấp của thế lực ngầm nhận ra điểm này thì đều im lặng. 90% đều nằm trong tay đôi vợ chồng này có nghĩa là gì? Có nghĩa là trên thế giới này, hai người họ là những kẻ thật sự giàu nhất thế giới một vài công ty có quy mô vài ngàn tỷ, thậm chí 10 ngàn tỷ nhưng vậy thì sao? Đó là tài sản của công ty, không phải của cá nhân. Mà 90% tài sản của hy vọng mới đều thuộc về hai vợ chồng Hoác Khải và Ninh Thần. Điều này thật đáng sợ. Đến giờ, công ty của họ vẫn chưa niêm yết lên sàn chứng khoản, 10% tiền đầu tư xem ra chỉ giống như hành vi lấy lệ. Ngay cả khi họ không bán cổ phiếu thì cũng không thiếu tiền. Xâm nhập vào tầng lớp quản lý cấp cao của Hy vọng mới thì ý nghĩa duy nhất chính là nắm được bí mật kinh doanh, tham gia vào cuộc đối đầu công nghệ chính diện. Nhưng ngay cả khi thâm nhập thành công, có được bí mật thì cũng cần thời gian. Bây giờ, thứ họ thiếu nhất lại chính là thời gian. Điều quan trọng là, dù họ có gặp may, đối đầu chính diện thì cũng không nhất định sẽ thắng. Tất cả mọi người đều biết, người đầu tiên chiếm lĩnh thị trường sẽ chiếm được thị phần lớn nhất, vì con người là sinh vật có tư duy quán tính. Chỉ cần không xảy ra sai sót lớn thì thông thường, khách hàng sẽ không dễ dàng thay đổi. Vì vậy, gần như chỉ còn một con đường chết. Có một số người còn thầm nghĩ, hay là dứt khoát đầu hàng là xong. Trở thành đối thủ của công ty như hy vọng mới thì áp lực quá lớn rồi, gần như không nhìn thấy hy vọng chiến thằng nào cả. Nhưng họ không nói ra suy nghĩ này, không dám nói cũng không muốn nói. Đã tốn nhiều công sức như thế, hao phí bao nhiêu thời gian không dễ gì mới hình thành bố cục như bây giờ, sao có thể thừa nhận thất bại. Nhưng, nghĩ đến sự phát triển của hy vọng mới, chỉ mất 3, 4 năm đã vượt qua chúng, điều này thật khiến người ta nản lòng. Không ai có cách khác thì hoặc là giết cả nhà họ, tài sản không có người thừa kế, hy vọng mới mới sẽ dối thành một đống. Hoặc là ly gián hai vợ chồng, chỉ cần một người đứng về phía chúng ta thì sẽ có cơ hội lật ngược tình thế, một thành viên quản lý cao cấp của thế lực ngầm nói những người khác ngồi trước bàn đều im lặng, như đang suy nghĩ nên chọn như thế nào. Trong hai cách này, cách thứ nhất thì mạo hiểm rất lớn nhưng lại có hiệu quả nhanh nhất. Vì giết người là chuyện đơn giản nhất trên đời, chỉ một nhát dao đã có thể khiến người chết trong tích tắc. Không có cách nào nhanh hơn cách này. chương 641 phát triển. Giết người tuy đơn giản nhưng lại quá rủi to, nhất là đối với công ty có tầm ảnh hưởng siêu lớn như hy vọng mới một khi Hoắc Khải bị ám sát thì chắc chắn cả thế giới sẽ để mắt tới chuyện này. Đến lúc đó, rất khó nói thế lực ngầm có đủ sức để bảo vệ mình được không. Mà phương pháp thứ hai tuy hiệu quả chậm hơn nhưng lại thắng trong an toàn, vì ông đang đi theo đạo đức và pháp luật, sẽ không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Nhưng, thế lực ngầm không có nhiều thời gian chờ đợi như thế, nếu Hoắc Khải và Ninh Thần qua một năm rưỡi mới ly hôn thì có khi chúng đã bị đánh bại hoàn toàn nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, thế lực ngầm vẫn quyết định từ bỏ lựa chọn giết người. Dù trước đây chúng đã từng chọn làm như vậy rất nhiều lần, nhưng ám sát một nhân vật có tiềm năng và ám sát một nhân vật lớn đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chúng dám giết ngôi sao hy vọng của nhà họ hoác, nhưng không dám giết người đại diện pháp luật của hy vọng mới. Nhưng không giết không có nghĩ là không làm gì cả, Mục tiêu của những người này chuyển sang những người bên cạnh Hoắc Khải. Một mặt, chúng cử người liên hệ với Ninh Thần, thử can thiệp vào các chính sách, quyết định. Mặt khác thì điều tra những người mà Hoắc Khải quan tâm nhất. Ninh Quốc Năng, Đặng Tuần Mai, Ninh Ngọc Lâm, Giản Tư Tư. Từng người được cân nhắc, sau đó lại bỏ qua, cuối cùng, mục tiêu được nhắm đến là Đường Đường. Đường Đường đã 10 tuổi, đã sớm trở thành một bé gái xinh đẹp cho dù đi đến đâu cũng đều trở thành tâm điểm chú ý của người khác ngay cả khi hoác khải và ninh thần có con trai ruột thì anh vẫn yêu chiều đường đường như vậy bất kể đường đường đưa ra yêu cầu gì thì anh đều đáp ứng tất nhiên đường đường rất nghe lời cũng rất thông minh chưa bao giờ cô bé lại đưa ra yêu cầu vô lý thậm chí sau mỗi lần đưa ra yêu cầu cô bé sẽ đều làm điều gì đó trước hoặc sau coi như là trả giá điều này cũng là quy tắc do hoác khải đặt ra cho dù trong nhà có bao nhiêu tiền thì đó đều là của nhà mình. Khi con ra bên ngoài có thể sẽ có lúc không có tiền. Thậm chí nói một cách khó nghe là không chừng một ngày nào đó công ty phá sản trở lại cuộc sống nghèo khó thì làm thế nào? Trên đời này mọi thứ đều được trao đổi ngang giá, con muốn đạt được cái gì thì phải bỏ công sức để trao đổi. Ngay cả những phụ nữ ham vật chất mà rất nhiều người chán ghét cũng vậy tưởng như bọn họ có thể lấy được tiền dễ dàng nhưng thực ra lại dùng thân thể và thanh xuân của mình để trao đổi thanh xuân có giá sao có lẽ trong lòng nhiều người thanh xuân không đáng giá bao nhiêu nhưng họ có đó là cái giá mà họ có thể trả đường đường cũng vậy cô bé đã quen với cách làm dựa vào nỗ lực của bản thân để nhận được phần thưởng nhưng khi lớn lên thì cô bé cũng thử kinh doanh nhỏ của riêng mình ví dụ học một vài món ăn nhẹ hấp dẫn thậm chí tự thiết kế quần áo, giúp bạn học vẽ tranh minh họa. Cô bé làm những thứ này rất giỏi khiến nhiều bạn nhỏ yêu thích. Ở trường học có học sinh không những có thành tích học tập xuất sắc mà còn có thể kiếm được số tiền nho nhỏ. Những bạn đó được gọi là con nhà người ta. Cô bé như thế thì ai mà không thích. Cho dù đường đường chỉ có 10 tuổi nhưng Hoác Khải vẫn cử một đội viên tinh anh âm thầm bảo vệ mỗi ngày. Còn ngoài mặt thì có một vệ sĩ kiêm lái xe chuyên nghiệp mời từ công ty bảo vệ. Một trong tối, một ngoài sáng thì bảo vệ đã đủ ổn thỏa rồi. Trước đây từng xảy ra chuyện có tên côn đồ muốn kiếm chút thì đã bị vệ sĩ kiêm lái xe nhẹ nhàng xử lý, khi những tên lưu manh đó muốn chơi xấu thì bị đội viên tinh anh đánh cho sợ chết khiếp. Lần này âm mưu nhằm vào đường đường được thế lực ngầm đã bố trí vô cùng tỉ mỉ. Bằng cách điều tra toàn diện, chúng theo dõi 24 giờ, cuối cùng phát hiện ra dấu vết của đội viên tinh anh tuy không rõ nguồn gốc của đối phương nhưng có thể khẳng định đó là một cao thủ. Cao thủ có thể được phái đến để bảo vệ con gái ông chủ hy vọng mới thì chắc chắn là rất khó đối phó. Ngoài ra, để không bị liên lụy, thế lực ngầm còn cố ý chi mạnh tay, mời vài cao thủ hàng đầu từ nước ngoài. Vào giữa tháng thứ hai từ khi thế giới ảo hoàn toàn mở cửa, vào thời điểm này, hy vọng mới đã tạo ra hơn một tỷ thiết bị truy cập ảo mà với một tỷ thiết bị này thì lượng truy cập mỗi ngày đều vượt quá 99%. Nói cách khác, trong một tỷ người có có 999,99 ,99 triệu người đều truy cập mỗi ngày ít nhất một lần. Số lượng người trực tuyến cùng một lúc cũng vượt quá 500 triệu. Không biết bao nhiêu công ty phải ghen tị chảy nước miếng khi nhìn thấy con số này. Nếu website của họ mỗi ngày đạt lượng xem nhiều như thế thì có thể dễ dàng đút túi hàng chục tỷ lợi nhuận một năm. Mà mỗi ngày hy vọng mới lại có nhiều người như vậy cùng trực tuyến, mà đó lại là con số ít nhất. Điều này còn là vì thiết bị cung cấp không đủ nhu cầu. Nếu mọi người trên thế giới đều có một thiết bị trong tay, trừ những khu vực xa xôi, cằn cỗi không có mạng thì có lẽ ít nhất cũng có thể tạo ra kỷ lục 2 tỷ người trực tuyến đồng thời. Nghe có vẻ khó tin, trên thế giới chỉ có 7 tỷ người, từ những người già dạ yếu bệnh tật thì cũng còn khoảng 5,6 tỷ. Nhiều người như thế sẽ có gần nửa trực tuyến cùng lúc lẽ nào không tồn tại múi giờ sao không sai trong thế giới ảo thực sự không có múi giờ chỉ cần quen sống trong thế giới ảo thì giao lưu bằng trí lực thuần túy còn tiêu hao đối với cơ thể con người rất ít nhất là đối với những bạn trẻ quen cú đêm thì chuyện họ thức hai ngày hai đêm không ngủ giữ trạng thái trực tuyến cũng không phải điều kỳ lạ mà trước mắt lượng truy cập một tỷ người khiến thế giới ảo phát triển nhanh chóng nhưng sau một tháng ở đây đã từ từ nơi hoang vắng buồn bã ban đầu trở thành nơi tràn đầy sức sống. Tuy rằng suy nghĩ của con người ở mỗi vùng miền không giống nhau, không phải ai cũng thích chuyển mọi thứ trong thế giới thực vào thế giới ảo như thiết kế đã định lúc đầu, nhưng chỉ cần một phần người người làm điều đó thì đã là công trình lớn không thể tưởng tượng được. Mỗi tuần, Hoắc Khải sẽ truy cập vào thế giới ảo một lần. Mỗi lần anh đều thấy sự chuyển biến vô cùng to lớn anh có tầm nhìn của Thượng Đế nên có thể dễ dàng phán đoán chỗ nào có thay đổi và thay đổi bao nhiêu. Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian cho đến khi thành hình cuối cùng, nhưng theo tình hình hiện tại thì cũng đã rất hài lòng rồi. Điều duy nhất khiến anh đau đầu là người trong nước dường như thích tu tiên. Ngoại trừ một số ít người không tranh giành với thế giới thì phần lớn đều tạo hình tu tiên. Chưa kể là chỉ hai tháng, họ còn thật sự tập trung trí tuệ quần chúng, Thông qua vô số thí nghiệm được diễn ra không ngừng thì đã nghiên cứu thành công quy luật tu tiên trong thế giới ảo. Luyện khí, khai huyệt, luyện hóa tiên đan, cuối cùng là chuyển hóa thành thần. Từng bước từng bước giống như những gì trong thần thoại đã viết. Nhưng ngoài luyện khí, cảnh giới sau đó đều vẫn là những suy luận trên lý thuyết, có thể thành công hay không thì còn phải xem sự phát triển sau này. Cho nên, khu vực trong nước mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một lượng người đông đảo ngồi ở dưới đất luyện khí mà ở nước ngoài thì lại phát triển đa dạng. Một số tham gia xây dựng cuộc sống, một số phát triển phát triển khoa học công nghệ, đương nhiên cũng có một số muốn thành thần. Bởi vì suy nghĩ không giống nhau nên người nước ngoài không thích luyện khí, cũng không có khái niệm này. Khái niệm của họ đối với thần linh rất đơn giản, cũng rất bình dị, chính là rời khỏi mặt đất thì trở thành thần. Đúng vậy, chỉ cần dốc sức tưởng tượng bản thân có năng lực gì sau đó nhanh chóng đạt được, cuối cùng trở thành thần linh. Mặc dù cho đến nay, người có thành tựu cao nhất cũng chỉ có thể nhảy cao lên mấy trăm m, giao chém không dứt, nước lửa không xâm, sở hữu thần lực, nhưng vẫn còn cách thần linh trong truyền thuyết một đoạn xa. Nhưng ngay cả như thế thì so sánh với những người luyện khí trong nước thì đã coi là rất giỏi rồi. Trong vài xung đột quy mô nhỏ, những người trong nước luyện khí đã bị đánh cho tơi tả. Mỗi ngày trên diễn đàn đều có rất nhiều bài viết chế giễu người trong nước ngốc nghếch đi luyện khí, bị người đánh còn không tránh được. Điều này khiến những người luyện khí trong nước vô cùng khó chịu nhưng họ tin tưởng rằng có tài sớm muộn cũng thành công, chăm chỉ tích lũy sẽ có đủ năng lực. Tuy rằng bây giờ họ chưa đánh lại được, nhưng trong tương lai gần đợi họ đủ nguyên thần, hô mưa gọi gió thì chỉ cần một câu nói là đánh lại dễ dàng. Còn bây giờ, có thể nhịn thì sẽ nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn. Nói một cách dễ hiểu, thế giới này hiện tại vẫn hơi lộn xộn, hầu hết mọi người đều tùy ý làm những gì mình thích ngoài những người có thế lực lớn, gần như không có hệ thống tổ chức nào đáng tin cậy. Tuy nhiên, Hoác Giai Minh ở đây là chơi vui quên trời đất, mỗi ngày đều tổ chức luận đạo, thu hút một lượng lớn người đến nghe. Cái mà cậu ta gọi là luận đạo chính là nói những hiểu biết của cậu ta về thế giới này, có lúc nói đơn giản dễ hiểu, có lúc lại nói mơ hồ khó hiểu, khiến người khác không phân biệt rõ rốt cuộc là thật hay giả. chương 642, Cất Nhắc Hoác Khải nhìn thấy thế thì giờ khóc giờ cười, anh chàng này cứ nói luôn mồm cũng không biết cuối cùng sẽ dở cho gì hoác giai minh có chút mê muội còn thật sự muốn biến thành thần thánh tổ tông ở đây hoác khải cũng không muốn ngăn cản cậu ta hoác giai minh ở trong thế giới thực có lẽ cả đời này rất khó tỉnh lại nếu đã như thế thì sao phải quan tâm cậu ta sống thế nào ở trong thế giới ảo chỉ cần vui vẻ là đủ mà đường trọng vi cũng trầm mê trong thế giới ảo nhưng cô ấy lười phải nghe hoác giai minh làm nhảm mỗi ngày đều bay đi bay lại không biết là bận rộn cái gì. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ phàn nàn là tuy mình hóa thân thành thái nguyên ngọc nữ nhưng lại không thể đi cùng với bản cổ. Đây chính là ám chỉ một cách trực tiếp, hoặc khải chỉ có thể làm như không nghe thấy, hoặc giải thích với cô ấy, bản cổ đã hóa thân thành vạn vật trên thế giới, không thể xuất hiện nữa. Mỗi lần như thế, đường trọng vi sẽ giàu dĩ không vui đến nửa ngày. Lại thêm mấy ngày nữa, khi Hoắc Khải rời khỏi thế giới ảo thì Ninh Thần cũng vừa về đến nhà. Cuộc đối đầu giữa Hy vọng mới và thế lực ngầm vẫn đang tiếp tục, để đối phương không có cơ hội thở phào, mỗi ngày Hy vọng mới sẽ đều tiến hành số lượng lớn các phân tích thu mua. Ninh Thần và Giản Tư Tư đã không quan tâm đến các phương diện khác được nữa, hai người họ đi đầu, dẫn dắt một đám người ngày ngày họp hành, nghiên cứu. Họ đã quan sát được sự tồn tại của thế lực ngầm đang đối đầu với Hy vọng mới. Tuy rằng không biết thế lực này là hình thành trong lúc vô ý hay đã tồn tại từ trước nhưng đã muốn đối đầu với họ vậy thì chắc chắn không thể cho chúng yên ổn. Không đánh cho đối thủ nằm bò trên mặt đất thì không thể thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, từ trên xuống dưới của hy vọng mới đã hình thành một ý kiến thống nhất. Trời cao đất rộng, tôi to nhất. Niềm tự hào tự trong xương tủy, từ tổng giám đốc đến dì lao công đều giống nhau. Bất kỳ ai muốn thách thức họ thì họ sẽ không nhượng bộ nửa bước chỉ tiến về phía trước, không ngừng tiến lên. Đương nhiên, Ninh Thần có thể dốc sức để đối đầu với thế lực ngầm chủ yếu là vì các mảng nghiệp vụ khác trong công ty đều đã vào quỹ đạo. Cho dù cô không quản lý thì vẫn hoạt động bình thường. Duy nhất chỉ có một điều lo lắng là số tiền kiếm được mỗi ngày quá nhiều nên cô phải đau đầu chuyện đóng thuế. Cho nên, tốt nhất là tiêu tiền đi thì ít nhất tiền chi ra chính là chi phí hoạt động kinh doanh của công ty, không cần phải đóng thuế hôm nay sao lại về sớm thế, hoặc khải bỏ chiếc mũ truy cập thế giới ảo ra, hỏi. Từ từ nói gần đây em ở công ty quá lâu, sợ anh không vui nên bảo em về nhà cùng chồng con, ninh thần đi tới, hôn lên môi anh. Vợ chồng già rồi, cũng không còn e rè như trước. Có lẽ vì sinh con lần thứ hai nên bây giờ ninh thần cũng thoải mái hơn. Con trai ở bên ông bà, nếu em muốn qua đó xem thì chúng ta cùng đi, rồi cùng ăn cơm với cả nhà, Hoắc Khải cười nói. Thế thì thôi, em mệt muốn chết, không còn sức đi xem thằng bé nữa. Cũng không biết lúc đầu sinh đường đường em trải qua như thế nào, cảm thấy cũng không mệt lắm, Ninh Thần ném chiếc túi lên giường, thở dài nói. Lúc đó, mọi suy nghĩ của em đều đặt lên đứa nhỏ. Bây giờ thì đặt vào công ty nên không đủ sức làm là điều bình thường, Hoắc Khải đi tới, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho cô, nói, nếu đã mệt như thế thì nghỉ ngơi một chút, chuyện của công ty cứ giao cho Tư Tư là được rồi anh cho rằng em không muốn nghỉ sao, nhưng vấn đề là có một đống việc, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Đã mấy ngày không rời khỏi công ty, 24 giờ quay cuồng với công việc, Ninh Thần đang hưởng thụ sự dịu dàng của chồng cô thì đột nhiên nói, à, em đang chuẩn bị thăng chức cho Ninh Hạo Bân thành phó tổng giám đốc bộ phận thu mua, anh thấy thế nào? Ninh Hạo Bân trở lại hy vọng mới đã sắp 2 năm rồi. Trong 2 năm nay, anh ta làm việc chăm chỉ, hoàn thành tốt mọi việc. Vì trước đây phản bội công ty cho nên phải chịu sự xa lánh, hắt hủi của mọi người, nhưng anh ta chưa từng phản nàn về điều đó. Nhiều khi nghe người khác bàn tán về mình cũng chỉ im lặng bỏ đi. Năng lực công việc lớn, lại không dễ thăng chức nên anh ta ở tầng dưới là một nhân vật rất dễ bị bỏ qua. Cậu có giỏi đến mức nào thì cũng chỉ làm công việc như chúng tôi sao? Mà, trưởng bộ phận thường vì năng lực vượt trội của anh ta là giao cho rất nhiều việc. Ninh Hạo Bân cũng không chê mệt, Sắp xếp việc gì thì làm việc đó, lâu dần, ấn tượng của mọi người về anh ta cũng thay đổi. Điều quan trọng nhất là lúc đầu Ninh Hạo Bân và Giản Tư Tư là người yêu của nhau, cho nên nếu họ không quan tâm đến người khác thì cũng phải giữ thể diện cho Giản Tư Tư. Bởi vì Ninh Hạo Bân có thể trở lại hy vọng mới cũng là do một tay Giản Tư Tư thúc đẩy. Không phải do cô ấy bảo đảm thì cả đời này Ninh Hạo Bân cũng không có cơ hội trở lại. Rất nhiều người cảm thấy giản tư tư đối với ninh hạo bân vẫn còn tình cũ chưa hết chỉ có những người thật sự hiểu bọn họ mới biết giản tư tư người đã thăng chức trở thành phó tổng giám đốc từ lâu trong lòng chỉ có một người đó là ông chủ chuyện này cũng không phải là bí mật ở công ty mỗi lần hoác khải đến công ty thì ánh mắt giản tư tư nhìn anh đều đầy vẻ tôn sùng kiểu thần thái mê muội này trừ khi là mắt mù thì mới không hiểu nhưng sự tồn tại của ninh thần khiến ý định của giản tư tư chỉ có thể trở nên vô nghĩa trong lòng mọi người cảm thấy tiếc nuối và cũng thầm chờ đợi một ngày nào đó sẽ có kỳ tích xuất hiện. Nếu Giản Tư Tư thật sự ở bên Hoắc Khải thì họ cũng không lấy làm lạ. Cái gọi là lâu ngày sinh tình, chưa kể Giản Tư Tư còn là một cô gái xinh đẹp xuất chúng. Trong lòng họ hiểu nhưng không dám nói ra miệng, sợ Ninh Thần biết sẽ gây khó khăn cho Giản Tư Tư. Chuyện này, đương nhiên Ninh Thần cũng biết, nhưng cô chưa từng nhắc đến. Có những chuyện biết rồi chưa hẳn nhất định phải nói ra, không nói thì càng tốt. Giản tư tư cũng vậy, âm thầm giấu tình cảm nay trong lòng, chỉ chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Mà sự phối hợp của cô ấy và Ninh Hảo Bân cũng coi là vô cùng hoàn hảo. Trong hai người, một người có năng lực hành động hạng nhất, một người có năng lực ra quyết định hạng nhất, thật sự là cặp đôi vàng. Dưới sự bồi dưỡng của giản tư tư, Ninh Hạo Bân cũng thật sự giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn của công ty thời gian lâu dần lập nhiều công lao khiến ninh thần không thể không cất nhắc anh ta trước đây ninh hạo bân đã được cất nhắc lên chức trưởng phòng của bộ phận nhưng so với công lao của anh ta làm một phó tổng như giản tư tư cũng không quá đáng chỉ là một trưởng bộ phận thì quả thực có chút ấm ức cho anh ta nhưng anh ta không phàn nàn cũng không trùn bước trong công việc khiến ninh thần cảm thấy có chút ngại sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì cuối cùng mới quyết định cho ninh hạo bân một cơ hội nhưng trước khi cất nhắc anh ta thì trước tiên phải được hoác khải đồng ý dù sao lúc đầu đã nói sau khi ninh hạo bân trở lại thì tất cả sự đề bạt phải theo một tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất em cảm thấy được thì được anh không có ý kiến gì hoác khải nói em cho rằng anh sợ cậu ta tham gia vào vị trí cốt lõi sẽ xảy ra chuyện giống như trước đây không ngờ anh lại đồng ý nhanh như thế ninh thần bất ngờ nói cô hiểu rõ sự cẩn thận của anh đừng thấy quản lý cao cấp trong công ty nhiều như thế các công ty liên quan nhiều như sao trời, nhưng những người thật sự tiếp xúc đến lớp cốt lõi thì vô cùng ít ỏi. Khoác Khải mỉm cười, nói: "Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây rừng." Anh rất hiểu về điển cố này, Ninh Hạo Bân thực sự là một nhân tài có thể đào tạo, nếu bỏ không dùng thì cũng phí. Hai năm nay cậu ta đã biểu hiện rất xuất sắc, chứng minh lời hứa lúc đầu của cậu ta. Vậy thì cho cậu ta một cơ hội thì cũng không quá đáng. Hơn nữa ngay cả khi cậu ta vẫn còn muốn cắn ngược lại chúng ta thì anh cũng chắc chắn sẽ không để cậu ta thành công vâng em tin anh có thể làm được ninh thần ra sức gật đầu trong chuyện này cô chưa từng nghi ngờ hoác khải vậy ngày mai em tới công ty thì sẽ ra thông báo đến lúc đó anh có muốn đi cùng không đến lúc đó xem nhé nếu không có chuyện gì thì anh sẽ đến công ty một chuyến hoác khải khẽ gật đầu nói anh là thần thánh của công ty mỗi lần đến công ty đều nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Đi một lần thì người trong công ty đều sẽ phấn khởi suốt thời gian dài. Là ông chủ của công ty, người đại diện pháp luật, Hoắc Khải cũng có trách nhiệm thường xuyên đến công ty để tạo lòng tin với nhân viên. Ninh thần giờ đồng hồ lên xem, sau đó hỏi, đường đường vẫn chưa tan học về nhà sao? chương 643, bắt cóc. Bây giờ con bé nên về nhà rồi mới đúng có thể ở trường xảy ra chuyện gì đó chăng, Hoắc Khải nói. Con bé này bây giờ càng ngày càng không nghe lời, em một chút cũng không thể kiềm chế được con bé được nữa, Ninh Thần nói. Nếu như đã không thể kiểm soát thì cứ để cho con bé tự nhiên. Con bé đã có những suy nghĩ độc lập của riêng mình, vì vậy em nên bỏ qua cho con bé và để cho con bé tự do lớn lên. Ninh Thần lặng người nhìn anh rồi nói, anh chiều chuộng con bé quá mức khiến cho con bé càng ngày càng không nghe lời như vậy. Bây giờ con bé chỉ mới có 10 tuổi mà chúng ta đã không thể kiềm chế được nữa. Sau này khi nó 18 đôi mươi thì chúng ta biết phải làm sao chứ? Khi con bé 18 tuổi thì đã không cần sự giám sát của chúng ta về mặt pháp lý nữa rồi. Hơn nữa, anh nghĩ cứ như con bé bây giờ cũng rất tốt. Con bé có thể hoàn thành mọi việc một cách độc lập, rất nhiều bậc cha mẹ muốn được như vậy mà còn không thể làm được. Hoắc Khải cười nói, đối với việc cưng chiều con bé, anh cũng không nghĩ là có hại gì cả. Cưng chiều con bé đến tận trời cao, để cho tầm nhìn của con bé càng lúc càng cao hơn. Nếu không như vậy thì sau này dễ bị mấy đứa không ra gì lừa đi theo thì sao? Với tính tình của con bé, nó chưa đi lừa người khác thì thôi chứ làm gì có ai có thể lừa được nó. So với con bé, có lúc em còn cảm thấy mình thật ngốc nghếch, Ninh Thần bực bội nói. Hoắc Khải bật cười, Đường Đường quả thực rất thông minh, không có bạn bè đồng trang lứa nào có thể so sánh được với cô bé. Có lẽ do điều kiện gia đình quá tốt nên cũng khiến cô bé rất tự tin, làm việc gì cũng hào phóng không chê vào đâu được. Một đứa thông minh như Đường Đường nhất định sẽ có tương lai rực rỡ, nên Hoắc Khải cũng không muốn gò bó cô bé bằng những suy nghĩ của người lớn. Thế giới tương lai sẽ luôn thuộc về những người trẻ tuổi, khi Đường Đường lớn lên thì họ cũng đã già đi mất rồi. Về già chỉ cần có thể an hưởng tuổi xế chiều là được rồi, sao phải bận tâm nhiều đến vậy làm gì? hai người cứ nói qua nói lại như vậy thì thời gian cũng đã trôi qua hơn nửa tiếng. Ninh thần dù sao cũng là một người mẹ, nên rất dễ lo lắng. Cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ mấy lần, thấy thời gian đã muộn, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Cô nhấc điện thoại gọi cho tài xế, muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Kết quả là không có ai trả lời điện thoại di động của tài xế. Ngay cả Hoác Khải cũng cảm thấy không ổn, cao mày bấm một số khác số này thuộc về thành viên tiểu đội tinh anh mà anh đã cử đến để bảo vệ cho đường đường tuy nhiên không có ai nghe máy nhìn thấy hoác khải để điện thoại di động xuống ninh thần lo lắng hỏi làm sao vậy sao không có ai nghe điện thoại chẳng lẽ đã xảy ra chuyện anh không biết anh sẽ tìm ra người để hỏi hoác khải không muốn đưa ra những giả thiết quá tồi tệ trước khi kết quả được xác nhận lúc anh vừa định gọi người hỏi thăm thì bên ngoài có tiếng hét Hoắc Khải và Ninh Thần ngay lập tức rời khỏi phòng và chạy ra ngoài xem xét, họ thấy thành viên của tiểu đội tinh anh đang dựa vào tấm cửa dính đầy máu. Anh ta bị thương nặng, vịn vào tấm cửa cũng không đứng vững được, lúc Hoắc Khải đi ra, thành viên của tiểu đội tinh anh lập tức nhỏ giọng yếu ớt, "Ông chủ, không xong rồi, cô chủ đã bị bắt cóc." "Cái gì?" Ninh Thần la lên, cả người run lên và hai chân gần như mềm nhũn ra tại chỗ. Sự mệt mỏi trong mấy ngày qua, cộng với sự đả kích của tin tức xấu này, khiến cô có chút không chịu nổi. Hoắc Khải vội vàng đỡ lấy cô, sau đó nói với người bảo mẫu đang hoảng sợ, đóng cửa lại, đem hộp thuốc qua đây. Vâng, bảo mẫu phản ứng lại, nhanh chóng đóng cửa đi lấy đồ. Hoắc Khải đỡ Ninh Thần ngồi xuống ghế sofa, sau đó đi tới xem xét vết thương của thành viên tiểu đội tinh anh. Đều chỉ là vết thương ngoài da, chảy chút máu mà thôi, thành viên của tiểu đội tinh anh cảm thấy rất tội lỗi, liền nói: "Ông chủ, tôi thật vô dụng." chỉ là mấy tên nhãi nhép, nhưng tôi đã quá sơ suất khi khinh thường bọn chúng. Nếu như cô chủ thật sự xảy ra chuyện gì, tôi xin tạ tội bằng cái chết. Đừng nói nhảm như vậy, tôi biết năng lực của anh, cho dù anh có khinh địch như thế nào thì mấy tên nhãi nhép cũng sẽ không thể làm tổn thương đến anh, bọn chúng khẳng định là dân chuyên nghiệp rồi, Hoắc Khải nói. Ông chủ, hộp thuốc đây, bảo mẫu chạy tới với hộp thuốc. Hoắc Khải nhận lấy hộp thuốc rất thành thạo trong việc lấy ra các loại thuốc chữa trị khác nhau để giúp thành viên của tiểu đội tinh anh điều trị vết thương. Đồng thời anh cũng gọi bác sĩ riêng đến truyền máu cho anh ta. Người bình thường không thể được truyền máu ở bên ngoài bệnh viện, chỉ có tầm ảnh hưởng của Hawk Khải mới có thể dễ dàng làm được điều này. Như lời của thành viên tiểu đội tinh anh đã nói, vết thương của anh ta không đặc biệt nghiêm trọng, nhưng máu chảy ra nhiều khiến anh ta trở nên yếu đi. Tất nhiên, nói là vết thương không đặc biệt nghiêm trọng nhưng vết thương đó cũng chỉ có những cao thủ giống như anh ta mới có thể chịu nổi. Còn đối với những người bình thường, loại thương tích này đủ để bọn họ chết đi mấy lần. Trong quá trình chữa trị, Hoác Khải biết rằng đường đường đã bị tấn công không lâu sau khi cô bé rời khỏi trường học vào buổi chiều. Bọn chúng tổng cộng có 5 tên, hai tên trong số đó đã làm nổ lốp xe bằng một quả bom nhỏ trên cung đường hẻo lánh. Phương tiện bị mất lái, dù đã phản ứng nhanh nhưng tài xế vẫn bị choáng váng trước khi phản ứng kịp cửa kính ô tô đã vỡ tan một trong số hai tên đã làm tài xế bị thương nặng tên còn lại đi ra ghế sau và kéo đường đường xuống khi tôi chạy tới có ba tên nữa đã lao ra để ngăn cản tôi bọn chúng sử dụng vũ khí cận chiến rất giỏi giống như đều là những tên quanh năm thực chiến tôi không ngờ rằng bọn chúng lại đến nhiều người như vậy một lúc không để ý tôi đã bị đâm hai nhát vào bụng trước khi lâm vào thế bất lợi nếu không thì khi đối đầu trực diện tôi cũng không thua bọn chúng đâu, thành viên của tiểu đội tinh anh thuật lại. Hoắc Khải vừa nghe xong liền nhíu mày, như đã nói lúc trước, dù khinh địch thế nào thì những kẻ tay mơ cũng sẽ nhất định không phải là đối thủ của tiểu đội tinh anh. Hơn nữa, theo miêu tả của thành viên trong tiểu đội tinh anh, mặc dù những tên đó che mặt, nhưng xét trên kích thước cơ thể và màu tóc thì có lẽ chúng không phải là dân trong nước. Nói cách khác, đây là năm tên cao thủ đến từ nước ngoài. Ai đã yêu cầu bọn chúng bắt cóc đường đường đi? Hoắc Khải nhanh chóng nghĩ đến kẻ thù của mình trong đầu, có rất nhiều người có thù với anh, nhưng cũng không nhiều người có thể mời đến được năm tên cao thủ như vậy. Bởi vì những cao thủ có thể so sánh với người của tiểu đội tinh anh là cực kỳ hiếm trên thế giới. Những người bình thường sẽ không có bất kỳ phương tiện nào để liên hệ với những cao thủ như vậy cho dù muốn mời bọn chúng đến đi chăng nữa. Có thể là thế lực nào đó ở nước ngoài, theo logic mà nói nếu bọn chúng muốn có được những bí mật của hy vọng mới thì bọn chúng không thể không bắt cóc những người xung quanh hoác khải để uy hiếp anh nhưng vấn đề là hiện tại hoác khải đang ở trong nước và những người thân của anh cũng đang ở đây nếu họ đang ở nước ngoài sẽ không có gì lạ ngay cả khi bọn chúng có đặt tên lửa trên đường nhưng ở trong nước bọn chúng không có khả năng cử đến năm cao thủ nước ngoài vào trong nước vì vậy năm người này chắc chắn phải được một thế lực nào đó trong nước mời về và chỉ có người của họ mới có thể qua được trạm kiểm soát. Trong số những kẻ thù trong nước, ngoài thế lực ngầm thì chỉ có nhà họ Họp là mạnh nhất. Không phải nhà họ Họp không có khả năng làm được, nhưng liệu họ có làm được không? Trong khoảng thời gian đầu, khi trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Hy vọng mới, nhiều người trong nhà họ Họp đã cảm thấy đây là một điều đáng xấu hổ. Nhưng theo thời gian, họ đã thấy được lợi ích của việc đi theo Hy vọng mới có hy vọng mới như một chiếc xe lớn dọn đường ở phía trước, mọi công việc kinh doanh của bọn họ đều diễn ra cực kỳ dễ dàng. Với cùng một chiến lược tiếp thị, họ hiện vẫn đang phát triển nhanh hơn và mang về nhiều lợi nhuận hơn. Chỉ trong hai tháng, nửa năm lợi nhuận của nhà họ Hoác đã có thể so sánh với lợi nhuận của năm ngoái. Cứ tiếp tục tăng như thế này, thì ước tính họ sẽ có thể tăng gấp đôi lợi nhuận chỉ sau nửa năm. Đối với một doanh nghiệp lớn có tài sản hơn 300 tỷ, Việc tăng gấp đôi lợi nhuận là điều rất đáng sợ. Nói chung, rất khó để thực hiện đến bước này, trừ khi có thể gặp phải một dự án rất tốt, nắm bắt được cả thiên thời địa lợi nhân hòa. Vì vậy, người trên kẻ dưới của nhà họ Hóc ngoại trừ những người lựa chọn ra đi ngay từ đầu, thì hầu như không ai nghĩ đến việc rời khỏi hy vọng mới nữa. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ thuộc về hy vọng mới trên danh nghĩa, thực tế Hoắc Khải đã giao cho những người này rất nhiều quyền lực. Truyện Lai Novel Họ được phép tự do phân chia lợi nhuận trong nội bộ và chỉ cần bàn giao 50% trong số đó cho trụ sở mỗi năm. Rõ ràng không có công ty nội địa nào có thể thu về 50% lợi nhuận sau khi bị mua lại. Ngay cả khi nhà họ Hóc còn đứng độc lập như trước đây thì cũng không hề có chuyện thế này xảy ra. Trong nhà họ Hóc lúc bấy giờ, rất nhiều tiền lợi nhuận đều bị bí mật lấy đi để trả cho thế lực ngầm. Bây giờ bọn họ mới có thể được coi là thực sự tự do. Từ góc độ này mà nói, nhà họ Hoắc không có bất cứ lý do gì để nổi loạn. Ngay cả Hoắc Trạch Minh cũng không có lý do để làm điều đó. Chương 644, điều kiện. Thông qua tin tình báo của mình, Hoắc Khải biết rằng Hoắc Trạch Minh đã đoạn tuyệt quan hệ với thế lực ngầm. Suy đi nghĩ lại, dường như chỉ còn có thế lực ngầm là có thể mời được năm cao thủ nước ngoài đến đây bắt cóc đường đường. Cho dù là phân tích từ trạng thái thủ địch của hai bên hay từ góc độ tương quan lực lượng, thì đều rất trùng khớp với thế lực ngầm. Gần đây thế lực ngầm đã bị ảnh hưởng nặng nề. 10 công ty của bọn chúng đã bị hy vọng mới mua lại bằng nhiều cách khác nhau. Mặc dù 10 công ty chỉ là một tỷ lệ nhỏ so với 200 công ty, nhưng theo thời gian, hết công ty này đến công ty khác cũng sẽ dần dần bị thâu tóm, và bọn chúng biết chắc chắn rằng đây chính là một cái chết đến từ từ. Muốn tự cứu mình thì phải phá hỏng kế hoạch của đối phương. Kế hoạch của Hoác Khải rất hoàn hảo, Hy vọng mới đã làm việc chăm chỉ để xây dựng nên một hệ thống vững chắc chỉ trong vài năm và cuối cùng cũng đã thành công. Hệ thống được hy vọng mới hình thành nên gần như là hoàn chỉnh, có khả năng bao vây và đàn áp bất kỳ công ty nào trong nước, thậm chí có thể nói rằng nó có thể đánh bại đối thủ mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. Ngay cả thế lực ngầm cũng không phải là ngoại lệ. Tất cả các công ty của bọn chúng đều nằm trong khả năng bao vây và đàn áp của hệ thống hy vọng mới, không hề có khả năng phản kích. Vì vậy, bọn chúng chỉ có thể chấp nhận rủi ro đi bắt cóc đường đường tạo nên một mối đe dọa đối với hy vọng mới bọn chúng rốt cuộc là muốn hy vọng mới trực tiếp rút tay về hay muốn có được công nghệ bí mật nào đó thì vẫn chưa ai biết được nhưng điều chắc chắn là bọn chúng sẽ không bao giờ đưa ra một điều kiện tốt gọi cảnh sát đi ninh thần đột nhiên đứng bật dậy nói không được hoác khải lắc đầu nói bọn chúng dám bắt cóc người khác giữa thanh thiên bạch nhật chắc chắc bọn chúng đã có chuẩn bị tinh thần ngay cả khi chúng ta gọi cảnh sát cũng sẽ rất khó để tìm thấy đường đường hơn nữa nếu bọn chúng bị đánh động rất có thể bọn chúng sẽ gây nguy hiểm cho đường đường vậy thì chúng ta cứ chờ đợi như thế này sao nếu bọn chúng thực sự làm gì đó với đường đường thì sao hai mắt ninh thần đỏ hoe sắp khóc đến nơi cô chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy tuy rằng những người xung quanh thỉnh thoảng cũng sẽ gặp nguy hiểm nhưng hoác khải đều giải quyết tất cả cô căn bản không cần quan tâm đến những chuyện đó Đứng trên một khía cạnh nào đó mà nói, thì Ninh Thần cũng giống như một bông hoa trong nhà kính, không biết bên ngoài nguy hiểm như thế nào. Cũng giống như câu nói, thế giới này không thật sự yên bình, chỉ là có người khác đang giúp bạn gánh vác thế giới hỗn loạn ở trên vai mà thôi. Thế giới của Ninh Thần luôn ổn định, nhưng vụ bắt cóc đường đường ngày hôm nay đã trở thành ngày đen tối nhất trong cuộc đời cô. Hoắc Khải suy nghĩ một chút, gọi mấy cuộc điện thoại để thu xếp một số việc. Ngay khi điện thoại vừa được cúp, thì một cuộc gọi khác lại đến. Xếp lý, cậu vẫn khỏe chứ, có một giọng nam trầm thấp vang lên trong điện thoại, người bên kia có vẻ tâm trạng rất tốt, giọng điệu rất thoải mái. Nhưng Hoác Khải đang có tâm trạng rất tồi tệ, anh hừ mũi lạnh lùng nói, tôi không cần biết ông là ai, muốn gì thì mau nói mẹ nó ra đi. Xếp lý, dù sao thì cậu cũng là ông chủ của hy vọng mới, một doanh nhân nổi tiếng sao lại có thể ăn nói thô tục như vậy. Đúng rồi, tên cao thủ mà cậu đặt trong thế lực ngầm bây giờ còn sống không, người bên kia hỏi. Hoác Khải từ lâu đã đoán được người bên kia chính là người bắt cóc đường đường, anh lạnh lùng nói là ông đã bắt cóc con gái tôi. Con bé đâu rồi? Nói gì vậy, tôi không có bắt cóc con gái của cậu, đừng có mà nghĩ oan cho người khác. Tuy nhiên, tôi đã nghe được một số tin tức về con gái của cậu, không biết xếp lý có hứng thú lắng nghe không? Dĩ nhiên thời buổi bây giờ lúc nào cũng chú trọng đến việc trao đổi ngang giá, cho nên nếu cậu muốn nghe thì cũng phải trả một cái giá không nhỏ đâu. người kia nói, nói thẳng ra đi, các người muốn thế nào? Hoắc Khải hỏi. cũng không có gì nhiều. thứ nhất, hy vọng mới gần đây đã gây hấn, đàn áp nhiều công ty đến mức khiến mọi người đều cảm thấy không hài lòng. vì vậy, tôi mong rằng xếp lý đừng làm nên những điều quá khích nữa. cậu đang nắm bọn họ trong tay thì cũng nên chia sẻ cho bọn họ một chút lợi ích. tại sao lại không làm điều đó chứ? muốn hy vọng mới trao đổi quyền chia sẻ thông tin với các công ty đó chắc cũng không khó đúng không người bên kia nói nói tiếp đi hoác khải không có cho bọn chúng một câu trả lời rõ ràng bên kia có vẻ như chưa sẵn sàng để đáp lời hắn cười vài lần rồi mới nói tiếp thứ hai hy vọng mới đã thâu tóm quá nhiều công ty khiến ai cũng phải gặp rủi ro tôi thì nghĩ tất cả đều chỉ là chuyện làm ăn thôi sao lại làm khó nhau thế chứ chỉ bằng để chúng tôi bỏ ra 10 tỷ mua lại một số công ty con của hy vọng mới, coi như là chút giận cho các công ty cùng ngành của chúng tôi. Mà này, xếp lý, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, tôi không liên quan gì đến bọn bắt cóc con gái cậu, chỉ là tôi không đồng ý với cách làm việc của hy vọng mới nên mới bắt đầu thương lượng chuyện làm ăn với cậu thôi. Nếu như xếp lý muốn gọi cảnh sát thì tôi cũng không có gì để nói. Đối phương đã nói rất rõ ràng, hắn không liên quan đến chuyện này, cho dù có gọi cảnh sát đến điều tra thì cũng không ích gì. Các người chỉ cần những thứ này thôi sao? Khẩu vị của các người kém thật. Tôi còn nghĩ các người sẽ muốn có cổ phần của hy vọng mới, hoặc khải nói. Chúng tôi đang nghĩ, nếu xếp lý sẵn sàng bán đi cổ phần, tất nhiên chúng tôi sẵn sàng mua. Tất nhiên, giá cả phải hạ xuống, nếu không với giá cả thị trường hiện tại thì chúng tôi không thể mua được, bên kia trả lời. Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó nhưng ông phải cho tôi biết con gái tôi đang ở đâu và con bé có an toàn hay không tôi phải gặp con bé hoác khải nói chuyện này thì xếp lý trước tiên cứ xem xét các điều kiện của chúng tôi nếu cảm thấy khả thi thì mới có thể tiếp tục nói đến chuyện khác vua dứt lời đối phương thẳng thừng cúp điện thoại nhìn thấy hoác khải để điện thoại di động xuống ninh thần vội hỏi làm sao vậy hỏi được tin tức gì rồi sao anh chưa hoác khải lắc đầu bấm một dãy số khác trầm giọng nói kiểm tra thông tin của số điện thoại vừa gọi đến. Tôi muốn có được tất cả thông tin. Sau khi cúp điện thoại một lần nữa, Hoác Khải mới giải thích một vài điều kiện mà đối phương vừa đưa ra. Trái tim của ninh thần như run rẩy, mỗi một điều kiện đều như muốn lấy đi cả sinh mệnh của hy vọng mới. Điều gì là quan trọng nhất trong thời đại này? Không phải là nhân tài, mà đó chính là một thành lũy kỹ thuật công nghệ có thể làm thay đổi cả lịch sử loài người miễn là còn nắm trong tay loại công nghệ mà những người khác không thể nào vượt qua thì sẽ có thể dẫn đầu mãi mãi. Bọn chúng nói về quyền chia sẻ thông tin, thực chất là muốn sử dụng mấy công nghệ vô giá trị của bọn chúng để đổi lấy công nghệ cốt lõi của hy vọng mới. Ví dụ như công nghệ VR, công nghệ tái sinh. Lại còn muốn dùng 10 tỷ mua lại công ty con của hy vọng mới. Ngay cả chi nhánh giáp tử có nền tảng kinh doanh cơ bản nhất hiện nay cũng đã được định giá hơn 100 tỷ rồi. Chỉ muốn chi ra 10 tỷ, các người muốn mua cái gì chứ bình tâm mà nói ninh thần chắc chắn không muốn đồng ý nhưng con gái của cô đang ở trong tay người khác con bé phải làm sao nếu như cô không đồng ý bọn chúng dám dở trò bắt cóc chắc chắn là có lá gan lớn chuyện gì cũng có thể làm trong trường hợp bọn chúng thực sự muốn gây bất lợi cho đường đường thì việc bọn chúng chặt hai ngón tay của cô bé đưa qua đây cũng không có gì lạ môi ninh thần run lên cô muốn nói đồng ý với bọn chúng nhưng cô không thể nói ra điều đó, bởi vì trong thâm tâm cô biết, dù có làm thế nào đi nữa thì công ty cũng là do chồng cô thành lập. Nếu không có anh thì sẽ không có hy vọng mới như bây giờ. Do đó, quyền quyết định không nằm trong tay của cô. Hoác Khải nhìn cô, nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng, anh sẽ cứu đường đường ra. Sứt lời, Hoác Khải nhìn về phía thành viên tiểu đội tinh anh đang ngồi dưới đất nói, bảo mọi người tập trung lại ngay, bất kể bây giờ họ đang làm gì, đều phải ngưng lại hết. Được, tôi sẽ thông báo cho đội trưởng ngay lập tức, biết được vấn đề này quan trọng với Hoác Khải như thế nào, thành viên của tiểu đội Tinh Anh ngay lập tức gật đầu đồng ý. Tiểu đội Tinh Anh là đội ưu tú nhất dưới trướng của Hoác Khải, chỉ cần tất cả các thành viên đều tập hợp lại thì không có việc gì là không làm được. Câu hỏi bây giờ là liệu những kẻ thù đó có cho Hoác Khải đủ thời gian để tập hợp đội hay không? Nếu sự kiên nhẫn của bọn chúng có giới hạn, Bọn chúng sẽ bắt Hoắc Khải đưa ra câu trả lời trong một thời hạn nhất định chăng. Điều này cũng không phải là không thể xảy ra, bọn chúng đã lên kế hoạch từ rất lâu và việc cân nhắc như vậy là điều bình thường. Nếu bọn chúng nghĩ rằng chỉ có một thành viên của tiểu đội tinh anh ở xung quanh Hoắc Khải thì bọn chúng đúng là những kẻ ngu ngốc. Nhưng kẻ ngốc sẽ không dám làm nên một việc như vậy. Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Mỗi khi chuông điện thoại vang lên, dây thần kinh trên đầu Ninh Thần lại đập dữ dội. Nguyên nhân là do sự căng thẳng đến cùng cực. Hoắc Khải bắt máy, bên trong truyền ra một giọng nói, đã xác minh được đó là số điện thoại của phó chủ tịch một công ty niêm yết trong nước, tên là Lý Thiên Thụy. Công ty của hắn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, có tổng tài sản khoảng 70 tỷ. Không quá lớn trong ngành công nghiệp hóa chất, mối quan hệ gia đình của hắn là. Nhiều thông tin đã được báo cáo về, mọi thứ đều rất rõ ràng. Hoắc Khải lắng nghe một cách cẩn thận. Sau đó nói, lần theo những manh mối này để tìm ra liên hệ gần nhất của hắn, cho dù đó là điện thoại di động hay địa chỉ email, hay một bức thư bình thường cũng thế. Chương 645, đầu mối. Ngay cả khi sức ảnh hưởng của Hy Vọng mới hiện tại đã lan rộng ra toàn thế giới, thì việc tìm hiểu đủ loại thông tin liên lạc của phó chủ tịch một công ty niêm yết trong nước cũng vẫn còn khá rắc rối. Đặc biệt phó chủ tịch này còn là một người của thế lực ngầm, không cần nghĩ cũng biết bọn chúng nhất định sẽ cố gắng hết sức, không cho hy vọng mới có thêm tin tức. Quan trọng nhất là một khi bị đối phương phát hiện, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngay lập tức. Nghĩ rằng đối phương có thể gây bất lợi cho đường đường, Hoác Khải cũng rất lo lắng. Chỉ là khi ninh thần lo lắng thì cô sẽ bày ra mọi thứ trên nét mặt, nhưng Hoác Khải thì không. Anh biết rất rõ ràng rằng dù cho có thể hiện ra sự lo lắng cũng sẽ không mang lại bất kỳ thay đổi nào cho mọi việc, mà chỉ tạo thêm gánh nặng tâm lý cho những người xung quanh anh mà thôi. Hơn nữa loại gánh nặng đó sẽ khiến người ta mất đi bình tĩnh, trong trường hợp này, càng mất bình tĩnh thì càng dễ mắc sai lầm. Và mỗi sai lầm của họ có thể sẽ khiến cho họ hối hận cả đời. Làm xong những gì mà anh có thể làm trước, sau đó Hoác Khải bật tính năng chiếu ảnh ba chiều thời gian thực mới được cài đặt tại nhà để mô phỏng bản đồ của toàn thành phố và khu vực xung quanh. Rồi anh nhìn thành viên tiểu đội tinh anh đang bị thương và hỏi, bọn chúng có lái xe rời đi không? Không, bọn chúng rất thông minh, chúng bắt cóc rồi đi thẳng vào một con hẻm. Tôi không biết sau đó có phương tiện di chuyển nào khác không, thành viên tiểu đội tinh anh trả lời. Hoác Khải suy nghĩ trong vài giây, sau đó bắt đầu vẽ các vòng tròn trên bản đồ. Đầu tiên anh vẽ một vòng tròn lớn và nói, nếu bọn chúng lái xe, ngay cả khi có nhanh hơn, thì cũng chỉ có thể lái với tốc độ cao nhất là khoảng 50 km một giờ. Bọn chúng đã gọi cho tôi 10 phút trước, nên đường đường chắc chắn đã bị bọn chúng nhốt lại êm xuôi rồi. Vì vậy, khoảng cách di chuyển xa nhất của bọn chúng sẽ là ở đây. Sau khi vẽ một vòng tròn lớn trên bản đồ toàn bộ thành phố, bao gồm cả vùng ngoại ô thành phố cách 30 km, Hoắc Khải lại nói, nhưng nếu bọn chúng đi bộ, chúng chỉ có thể đi được khoảng 3 km. Sau đó, anh lại vẽ một vòng tròn nhỏ trong vòng 3 km dựa trên địa điểm xảy ra vụ việc. Thành viên tiểu đội tinh anh thấy vậy thì như hiểu ra, liền nói ý anh là phạm vi hoạt động của bọn chúng nằm trong khoảng từ 3 đến 50 km này. Gần như vậy, Hoác Khải gật đầu. Nhưng nếu bọn chúng tiếp tục lái xe đi mà không dừng lại thì sao, Ninh Thần không chắc chắn hỏi. Chuyện đó không có khả năng xảy ra, Hoác Khải lắc đầu nói, bất kỳ ai trước khi phạm tội đều sẽ nghĩ ra lối thoát trước. Cái gọi là lối thoát không chỉ ám chỉ lối thoát thật sự mà còn là cách che đậy tội lỗi của bọn chúng, che đậy tất cả bằng chứng và manh mối. Vì vậy, bọn chúng chắc chắn đã quyết định một nơi ẩn náu trước đó, bởi vì nếu muốn anh đồng ý, bọn chúng phải để cho anh đảm bảo rằng đường đường vẫn được an toàn, nên nếu bọn chúng vẫn còn trên xe, xác suất là quá nhỏ để được anh chấp thuận. Do đó, bọn chúng chỉ có thể ẩn náu ở một địa điểm cố định. Ninh Thần khẽ gật đầu, thừa nhận lời phân tích của chồng cô là có lý. Nếu đổi lại là cô, cô cũng có thể sẽ tìm một nơi an toàn và bí mật để ẩn náu, chờ đợi sự phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, với diện tích lớn như vậy, dù có vẽ ra cũng khó tìm được, Ninh Thần lại nói. Hoác Khải nhìn chằm chằm vào hai vòng tròn đó, một lúc sau, anh đột nhiên nhấc điện thoại lên, lại bấm một dãy số. Lần này, anh gọi cho cao thủ vô danh. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Hoác Khải nói, đăng một nhiệm vụ tạm thời trong thế giới ảo, chính là chụp ảnh theo ý muốn. Lý do là để nâng cao quy tắc và chi tiết của thế giới ảo, tất cả những ai chụp ảnh và tải chúng lên máy chủ của thế giới ảo đều có thể được giảm một nửa giá khi mua thiết bị ảo lần sau. 10.000 người đầu tiên tải lên cũng sẽ nhận được huy chương cộng tác viên thế giới mới miễn phí. Tải lên tất cả rồi sao nữa, cao thủ vô danh hỏi. truyền tất cả các bức ảnh đã tải lên cho tôi và kết nối tôi với bộ não AI của thế giới ảo. Tôi cần một số sức mạnh tính toán của nó để trợ giúp, hoặc khải nói. Vì thế giới ảo chứa quá nhiều lưu lượng và thông tin, bộ não con người không thể quản lý hiệu quả được nên cao thủ vô danh đã kết hợp với nhiều lập trình viên hàng đầu để tạo ra thành công một bộ não nhân tạo cực kỳ thông minh. Khả năng phân tích của bộ não trí tuệ nhân tạo này nhanh hơn vô số lần so với bất kỳ siêu máy tính nào trên thế giới và nó liên quan đến khoa học lượng tử rất phức tạp. Mặc dù bộ não thông minh rất dễ sử dụng, nhưng hoắc Khải thường không sử dụng đến công nghệ cao cấp này. Kể cả thông tin của công ty cũng được lưu trữ trong một máy chủ riêng. Anh luôn duy trì một mức độ cảnh giác nhất định, cho dù máy tính do con người tạo ra, anh cũng phải đề phòng sai lầm. Những chiếc máy tính trong phim khoa học viễn tưởng phản bội lại lập trình của con người cũng không phải là điều không thể. Cao thủ vô danh không biết vì sao, nhưng cũng chỉ đồng ý. 10 giây sau, mọi người trong thế giới ảo đều nhận được nhiệm vụ từ bộ não thông minh trong tâm trí của họ. Sau khi tải lên những bức ảnh xung quanh bạn, bạn có thể được giảm giá một nửa cho lần mua thiết bị ảo tiếp theo sau khi hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh. Trên thực tế, điều này có thể không khiến mọi người động lòng, dù sao thì hầu hết mọi người đều không thiếu khoản tiền ít ỏi này. Nhưng 10.000 người tải lên đầu tiên có thể nhận được huy chương cộng tác viên thế giới mới miễn phí, điều này khiến cho họ rất hào hứng. Kể từ khi bước vào thế giới ảo, tất cả mọi thứ đều do chính họ xây dựng, không cần biết hoa lá, cây cối, cá, côn trùng, chim chóc, thú vật hay tất cả các loại công trình khác. Nhìn thế giới bằng chính nỗ lực của mình mà thay đổi từng chút một, trong lòng bọn họ tràn đầy cảm giác thành tựu. Và huy chương đóng góp thế giới mới này sẽ trở thành biểu tượng cho sự ghi công của họ. Ba giây sau khi nhiệm vụ được phát hành, ai đó đã tải lên bức ảnh đầu tiên, và ngay sau đó, vô số các bức ảnh được tải lên máy chủ. Đồng thời, bộ não thông minh ở nước ngoài cũng kết nối với máy chủ riêng của Hoác Khải thông qua một tuyến cáp quang biển xuyên quốc gia. Máy chủ ở nhà cũng rất tân tiến, nhưng vẫn chưa đủ, thậm chí một phần mười ngàn khả năng của bộ não thông minh cũng không thể hiển thị được. Nhưng dù chỉ một phần mười ngàn thôi cũng đủ rồi. Sử dụng địa điểm chiếu ảnh 3 chiều làm điểm xuất phát, phân tích tất cả các bức ảnh trong phạm vi từ 3 km đến 50 km để tìm ra dấu vết của người nước ngoài, khoác khải ra lệnh cho bộ não thông minh. Máy chủ không phát ra tiếng động nào, máy hoạt động trơn tru, kết quả phân tích liên tục hiển thị. Ngay cả khi đó chỉ là những bức ảnh được tải lên của một thành phố thì con số cũng đã lên tới hàng trăm ngàn, nếu dùng não người hoặc máy tính thông thường để phân tích khuôn mặt thì có thể sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng dưới tác động của bộ não thông minh, tốc độ phân tích của những bức ảnh này nhanh đến kinh ngạc. Trong nháy mắt, đã có thể đã phân tích xong 100.000 bức ảnh. Chỉ trong 2 giây, quá trình phân tích tất cả các bức ảnh được tải lên từ trước đến nay đã hoàn thành, bộ não thông minh gạt tất cả những bức ảnh đáng ngờ sang một bên và hoác khải tự mình sàng lọc chúng. Mặc dù thành viên tiểu đội tinh anh vẫn còn yếu, nhưng anh ta vẫn ngoan cường đến và đứng bên cạnh anh, cố gắng giúp anh nhận dạng bọn bắt cóc. Nhiệm vụ được đưa ra trong thế giới ảo đã thu hút vô số sự tham gia của mọi người, nhiều người không chỉ chụp một bức ảnh mà còn di chuyển và chụp ở nhiều chỗ khác. Có thể một người sẽ tải lên hàng chục bức ảnh. Với rất nhiều cặp mắt giúp tìm kiếm, hiệu quả nhanh hơn nhiều so với việc tự mình kiểm tra và giám sát. Nhìn thấy chồng cẩn thận sàng lọc các bức ảnh, trong lòng Ninh Thần ổn định hơn rất nhiều. Sau những hoang mang ban đầu, cô nhận ra rằng trên đời này có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần có chồng ở bên, cô không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Anh nhất định sẽ cứu được Đường Đường, bởi vì cho đến bây giờ, anh chưa từng làm ai thất vọng. Anh đã tạo nên biết bao kỳ tích, nay anh nhất định sẽ không thể nào có lỗi với con gái của mình. Đây là sự tin tưởng của Ninh Thần đối với Hoắc Khải và cũng là lý do để cô tự an ủi bản thân. Nhưng trong vô số những bức ảnh đó, không tìm thấy đường đường trong một bức nào cả. Chỉ có một khả năng, đó là đối phương đã giấu kỹ đường đường đến mức mà không ai có thể phát hiện ra. Nếu bọn chúng không xuất hiện, sẽ rất khó để tìm thấy bọn chúng. Nhưng Hoắc Khải không từ bỏ hy vọng, đây là điều duy nhất anh có thể làm. Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Hoắc Khải cầm điện thoại lên nhìn, là cuộc gọi từ số vừa rồi anh bắt máy bên kia truyền ra giọng nói xếp lý đúng là bận quá tôi nghe nói thế giới ảo đột nhiên phát hành một nhiệm vụ mới hả sao vậy muốn tìm ra con gái bằng cách đó à ông suy nghĩ quá nhiều rồi việc vận hành thế giới ảo được giao toàn bộ cho nhóm va các máy chủ đều ở nước ngoài tôi thường không quan tâm đến những thứ đó hơn nữa người mà các người tìm tới có thể đánh bị thương người của tiểu đội tinh anh chắc chắn không phải tầm thường bọn chúng ẩn sâu như vậy trừ khi ngu ngốc chạy ra ngoài, nếu không thì ai có thể tìm được chứ, Hoắc Khải nói. chương 646, Đào Hố Đối phương cười đắc ý, nói cậu Lý nói rất đúng, xem ra cậu cũng rất hiểu chuyện. Vệ sĩ ngầm mà cậu thuê cũng rất giỏi, đáng tiếc là hai tay không đấu nổi bốn tay. Đừng nói nhiều lời thừa thải, tôi muốn tận mắt nhìn thấy con gái an toàn, nếu không sẽ không cân nhắc bất kỳ điều kiện nào của các ông. Ông cũng không cần dọa tôi, chưa thấy con gái còn sống thì tôi sẽ không đưa cho các ông bất cứ thứ gì đâu. Là một người thông minh, chắc hẳn ông cũng hiểu được điểm này, Hoắc Khải nói. Vào lúc này mà cậu Lý còn dám đe dọa người khác, thật là to gan. Cậu không sợ chúng tôi chặt mấy ngón tay của con gái cậu đưa qua sao?" đối phương nói. "Ông có thể thử xem," Hoắc Khải cất giọng lạnh lùng, "nếu ông muốn công nghệ của Hy Vọng Mới thì có thể đàm phán. Nhưng nếu trước khi đàm phán hoặc sau khi đàm phán Ông làm con bé bị thương thì tôi thề sẽ dùng tất cả thủ đoạn và nhổ tận gốc các ông bằng mọi giá. Mà tôi cũng không ngại nói cho ông biết, tôi biết tường tận về thế lực của các ông nên không một người nào có thể trốn thoát đâu. Dù có chạy đến chân trời góc bể thì tôi cũng có thể bắt các ông lại. Đừng quên, công nghệ tiên tiến nhất thế giới này là do tôi sáng tạo ra. Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, rõ ràng là những lời nói này của Hắc Khải đã khiến đối phương dao động rất lớn. Một lát sau, Bên kia lên tiếng, "Cậu Lý đang đe dọa sao? Tôi không tin cậu biết chúng tôi là ai." Trương Minh Lượng, Từ Thiên Hồng, Tô Cảnh Sinh, Tô Đàm Lâm, Hoắc Khải Trôi chảy đọc ra một loạt cái tên, đều là thành viên hội đồng quản trị hoặc chủ tịch của các công ty lớn đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Những người này là thành viên của thế lực ngầm, có vài người còn giữ chức vụ quan trọng trong tổ chức, vì công ty mà họ đang nắm giữ có khối lượng tài sản vô cùng lớn. Từng cái tên được nói ra khiến cho đối phương bị sốc sau khi nói một lèo 10 cái tên, Hoắc Khải hỏi, có cần tôi nói tiếp không? Không cần, giọng điệu của đối phương có vẻ hơi kỳ lạ, có lẽ là đang sợ hãi. Trước đây bọn chúng đã từng nghi ngờ, liệu Hoắc Khải có biết sự tồn tại của thế lực này, nhưng vẫn không thể khẳng định. Mà bây giờ, khi chúng dở thủ đoạn đê hèn thì Hoắc Khải lại thẳng thừng vạch mặt. Các ông bắt cóc con gái tôi, nhưng tôi biết tất cả thông tin về các ông, chỉ cần kết quả cuối cùng không như ý thì tôi sẽ làm thiệt tất cả đấy nếu là người khác nói câu nói đó thì người đầu kia điện thoại cũng chưa hẳn sẽ sợ như vậy. Dù gì thế lực của chúng có thể coi là đứng đầu cả nước. Ngoài hy vọng mới thì không có bất kỳ thế lực nào có thể so với chúng. Nhưng vấn đề là bây giờ ông chủ của hy vọng mới đang uy hiếp chúng. Lời nói như vậy không tin mà được sao. Nếu Hoác Khải thật sự không kiêng kỵ gì, dốc toàn lực để báo thù bọn chúng, có sự hỗ trợ của danh sách đó thì những người này thật sự sẽ ngủ không ngon giấc lúc đầu hy vọng mới vẫn chưa trưởng thành đến mức to lớn như thế công nghệ tái sinh vừa hoàn thành cuộc phẫu thuật đầu tiên toàn thế giới có vô số thế lực đã phái người đến cướp tài liệu kỹ thuật nhưng đều thất bại hy vọng mới tự dựa vào sức mình để đột phá vòng vây vậy thì họ làm được điều tương tự ở trong nước thì cũng không lấy làm lạ nếu trong tay cậu lý cũng có con át chủ bài thì chúng ta nên bình tĩnh ngồi xuống và nói chuyện hài hòa thôi nhỉ đối phương nói trước khi nói chuyện để tôi gặp con gái đã khi tôi chưa chắc chắn con bé vẫn bình an vô sự thì không có gì để bàn hết, Hoác Khải nói. Thái độ của anh quá cứng rắn, không giống người bố có con gái bị bắt cóc một chút nào. Người đầu bên kia điện thoại chắc cũng không ngờ Hoác Khải có thái độ như vậy, diễn biến của sự việc đã hơi đi lệch với dữ liệu của hắn. Tôi suy nghĩ một chút, đợi lát nữa trả lời cậu, bên kia nói xong thì cúp điện thoại. Ngôn tình tổng tài. Hoác Khải lập tức gọi điện thoại đi, nói theo dõi cuộc điện thoại vừa gọi đến, sau đó xác định xem hắn gọi cho ai, địa điểm và danh tính của người kia. Rõ. Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Khải quay sang, đi tới ôm ninh thần vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cô, Hoắc Khải nhẹ giọng an ủi, đừng lo. Anh sẽ cứu con bé trở về. Ninh thần khẽ vâng một tiếng, đôi mắt đỏ hoe ôm lấy chồng cô, nói em tin anh sẽ làm được. Trong mắt Hoắc Khải chỉ thấy sự bình tĩnh và vững vàng, cũng không vì đường đường bị bắt cóc mà rối loạn tình hình bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Từ cuộc nói chuyện vừa rồi, anh càng chắc chắn, sau khi mấy kẻ bắt cóc đường đường xong thì như anh dự đoán, chúng đã tìm được một chỗ ẩn náu rất kín đáo. Hoặc đối phương không nhận ra được, một câu nói thuận miệng của hắn đã cho Hoác Khải một đáp án khẳng định. Mà Hoác Khải cũng cố ý thể hiện thái độ như vậy. Càng yếu đuối thì đối phương sẽ càng thừa cơ làm bậy, nói không chừng sẽ thật sự chặt đứt ngón tay của đường đường để tặng nó cho anh nhưng bây giờ Hoắc Khải luôn thể hiện rõ thái độ nếu ông làm bị thương con bé thì tôi sẽ không đàm phán bất kỳ điều gì, chỉ dốc sức trả thù ông, khiến bên kia vuốt mặt phải nể mũi. Điều này rất quan trọng đối với sự an toàn của đường đường. Điều quan trọng nhất là, Hoắc Khải có thể khẳng định, chắc chắc đối phương sẽ tìm quản lý cấp cao để thương lượng. Nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, thì sau khi bàn bạc, có lẽ sẽ đáp ứng yêu cầu của Hoắc Khải. Hơn nữa, chúng có thể liên hệ với những cao thủ ở nơi ẩn trốn. Điều Hawk Khải muốn chính là cuộc gọi này, chỉ cần hai bên liên hệ với nhau thì anh mới có thể tìm ra vị trí của đối phương. Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng của một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán nào đó cách xa hơn ngàn cây số, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, nét mặt u ám, đúng vậy, trong tay cậu ta đúng là có một bản danh sách. Tuy không biết cụ thể có bao nhiêu người bị ghi lại, nhưng có lẽ không phải số lượng nhỏ nếu lúc này xung đột chính diện với cậu ta có lẽ sẽ bị đánh trả tan tác. Bên trong điện thoại, vang lên giọng nói của một người đàn ông khác, ông nói đúng, chúng ta muốn tự bảo vệ, muốn đột phá vòng vây chứ không phải là đồng quy vô tận với hy vọng mới. Nếu đã như thế thì đáp ứng lời yêu cầu của cậu ta, để cậu ta gặp mặt con gái. Nhớ rằng, điểm mấu chốt tuyệt đối không thể nới lỏng. Tôi hiểu rồi, sau khi người đàn ông kia trả lời thì cúp điện thoại, sau đó lại gọi đi. Sau khi điện thoại được kết nối, hắn trầm giọng nói, gọi video cho Lý Phong để cậu ta nhìn tình hình của con bé. Ngoài ra không được mạnh tay với nó, chỉ cần nó không bỏ chạy là được. Ok, giọng nói truyền ra từ điện thoại rõ ràng không phải là người trong nước. Sau khi ghi lại số điện thoại của Hoác Khải xong thì bên kia cúp điện thoại. Vài giây sau, điện thoại của Hoác Khải đổ chuông, có một cuộc gọi video đang gọi đến. Anh không nhận điện thoại ngay mà quay sang bên, quay màn hình điện thoại về phía camera phía sau nói, bộ não thông minh, phân tích các tòa nhà trong bức ảnh, tìm vị trí phù hợp nhất có thể. Sau đó, Hoác Khải mới nhận điện thoại. Trong điện thoại không có ai khác, chỉ nhìn thấy đường đường đang bị trói trên ghế. Mắt và miệng của cô bé đều bị quấn chặt bằng vải đen, thỉnh thoảng còn ra sức vùng vẫy. Từ đầu đến cuối trong điện thoại vẫn không có âm thanh nào vang lên, Hoác Khải lạnh lùng nói, lắc điện thoại, sau đó đi đến bên cạnh con bé để con bé trả lời câu hỏi của tôi tôi muốn chắc chắn đây không phải là video quay từ trước còn nữa bỏ tấm vải bịt mắt và miệng con bé ra nếu làm con bé bị thương thì tôi đảm bảo mấy người các anh không sống được mà rời khỏi đất nước này đâu trong điện thoại không có tiếng trả lời nhưng ngay sau đó điện thoại giao động một chút có người cầm điện thoại đi về phía đường đường sau khi tới trước mặt thì cởi tấm vải đen trên mắt và miệng của cô bé thấy sắc mặt của đường đường không có gì bất thường, hoắc khải thở phào nhẹ nhõm. Ninh thần không nhịn được nằm dạp trước điện thoại, hét lên, đường đường, đường đường. Con có sao không? Mẹ, bố, đường đường kinh ngạc kêu lên, sau đó ngẩng đầu nhìn người trước mặt nói, hiện tại con vẫn ổn, bố mẹ đừng lo lắng quá. Mẹ đừng khóc, sẽ có nếp nhăn đấy. Đến lúc này rồi mà cô bé vẫn quan tâm đến sẽ làm ninh thần có thêm nếp nhăn, thật không biết nên nói cô bé quá to gan hay nên nói cô bé suy nghĩ quá đơn giản lẽ nào cô bé không biết tính mạng của mình chỉ dựa vào một suy nghĩ của đối phương thôi sao nhưng hoác khải hiểu rõ đường đường cố ý như vậy để khiến họ bớt đau lòng cô bé quá lý trí khiến hoác khải càng hận thế lực ngầm đến mức nghiến răng over trong điện thoại vang lên một giọng nói sau đó video bị ngắt kết nối đường đường ninh thần lại hét lên sau đó ôm mặt khóc nức nở Hoác Khải vẫn chưa kịp tới an ủi thì điện thoại lại reo lên. Thế nào, cậu Lý đã có thể xác nhận con gái an toàn rồi chứ? Bây giờ chúng ta có thể đàm phán được chưa? Đối phương hỏi. chương 647, phân tích. Không thể, Hoác Khải không hề do dự mà nói. Đầu dây bên kia tức điên lên, trầm giọng nói cậu Lý đang đùa giỡn tôi sao? Thật sự cho rằng tôi không dám động vào con gái cậu. Hay phải nói là, cậu vốn dĩ là người máu lạnh vô tình, coi thường mạng sống của con gái ruột. Tôi không giống như các ông, tôi rất quan tâm đến con gái tôi. Nhưng chính vì như thế nên tôi sẽ chỉ đàm phán sau khi hoàn toàn xác nhận con bé đã được an toàn, Hoắc Khải lạnh lùng nói, cho nên, trước khi đàm phán điều kiện giao dịch, tôi yêu cầu phải nhìn thấy con gái tôi từng giây từng phút, hơn nữa cách mỗi phút để tôi nói chuyện với con bé, bảo đảm an toàn của con. Ngoài ra, chúng ta phải thương lượng làm thế nào đảm bảo con bé trở về an toàn trước nếu hai điểm này không được đáp ứng thì tôi sẽ không bàn bạc bất cứ chuyện gì với các ông. Trong lòng Hoác Khải rất rõ, tính mạng của đường đường nằm trong tay đối phương, nếu bị chúng rắt mũi thì kết quả cuối cùng nhất định sẽ rất tệ. Cho nên, anh phải tỏ thái độ cực kỳ cứng rắn, điều hướng đối phương. Hai yêu cầu này, một là xác định an toàn của đường đường, hai là xác định đường đường không bị chúng di chuyển, thuận tiện cho việc cứu hộ, ba là để cho những người này biết, bọn chúng không thể tùy ý rắt mũi anh trong điện thoại im lặng một lát sau đó nói ra một câu xem ra cậu lý vẫn cứng đầu lắm có lẽ trước đây chúng tôi đã bị cậu lừa rồi có phải cậu đã sớm biết sự tồn tại của chúng tôi lúc đó nói gì mà trở về bàn bạc cùng vợ thực ra là cố ý kéo dài thời gian sao nếu ông nghĩ như thế thì tôi cũng không còn gì để nói hoặc khải nói người đàn ông ở đầy dây bên kia hừ một tiếng nói lúc đó hy vọng mới còn chưa lớn mạnh tuy rằng nắm giữ công nghệ va nhưng không đạt đến trình độ cao như hiện tại. Nếu lúc đó chúng tôi không bị cậu lừa, tiến hành thủ đoạn cưỡng chế thu mua chính diện thì có lẽ bây giờ, hy vọng mới đã là của chúng tôi rồi. Thật là trời tính không bằng người tính, bị cậu câu thời gian dài như vậy, thật là thất sách. Đây là một trong những quản lý cấp cao của thế lực ngầm, nói chuyện hoàn toàn không nể nang. Như hắn đã nói, nếu lúc đầu không nghe hoắc khải, để anh trở về bàn bạc với vợ, Dựa vào sức mạnh của thế lực ngầm thì sớm đã xử lý xong hy vọng mới, nào có rắc rối như ngày hôm nay. Nhưng trên đời này không có nếu như, chúng không muốn bỏ lỡ một nhân tài như Hoắc Khải, muốn gắng sức kéo anh về phe mình. Một khi con người quá tham lam, sẽ rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Đây là chân lý từ xưa đến nay không thay đổi. Thế lực ngầm đã phạm phải một sai lầm như thế. Nếu đối phương đã là một nhân tài hiếm có thì sao có thể dễ dàng bị chúng thu mua chứ? chỉ có thể nói, khi trước mắt một người có quá nhiều hy vọng tốt đẹp thì chúng nhất định sẽ vô thức chọn hy vọng này làm kết quả cuối cùng. Đây chính là lòng người, cũng là kinh nghiệm nghiên cứu về tâm lý lớn nhất của Hắc Khải. Nắm giữ được nhân tâm thì rất nhiều chuyện trên thế giới này đều được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Hai yêu cầu này của cậu, tôi có thể đáp ứng, nhưng vẫn phải nhắc nhở cậu lý một câu, bây giờ chúng tôi nắm quyền chủ động, hy vọng cậu đừng mãi đưa ra quá nhiều điều kiện. Ép quá thì chúng ta đành phải đồng quy vô tận đấy. Quả thật Hy vọng mới rất lợi hại, nhưng thị trường chính của chúng tôi là ở trong nước. Tiềm lực của cậu lớn nhưng không có nghĩa là hiện tại nhất định có thể cạnh tranh được với chúng tôi, người đàn ông trong điện thoại lạnh lùng nói. Hắn nói vậy không tính là dọa dẫm người khác, thế lực ngầm nắm giữ rất nhiều công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Tổng tài sản trên lý thuyết thực sự nhiều hơn rất nhiều so với Hy vọng mới. Nhưng lỗ hổng của chúng là ở rất nhiều công ty chỉ nắm được chủ tịch hội đồng quản trị hoặc vài quản lý cấp cao nòng cốt chứ không có khả năng đưa công ty trở thành của riêng mình. Trong hoàn cảnh đó, nếu chúng muốn huy động sức mạnh của các công ty đó để đối đầu với hy vọng mới thì là một chuyện rất khó khăn. Trừ khi chúng từ bỏ những nỗ lực đã bỏ ra, chọn cách chết chung, thì chỉ có như vậy, chúng mới không hề kiêng rẻ phát huy 100% hiệu quả của những quân cờ. Mà kết quả của việc làm như thế là, có thể thắng hy vọng mới không thì chưa biết, nhưng tổ chức của chúng nhất định sẽ tan thành mây khói sau chuyện lần này. Các cổ đông sẽ không cho phép chuyện như thế tồn tại, nhà nước cũng không cho phép sự tồn tại của một tổ chức quấy nhiễu đến hoạt động kinh tế bình thường. Cho nên, không đến đường cùng thì thế lực ngầm sẽ không muốn làm như vậy, dù sao coi như thắng cũng không có ý nghĩa gì. Hoắc Khải không quan tâm đến đối phương, chỉ để điện thoại đặt trước camera của máy chủ. Mà người đàn ông ở đầu kia điện thoại lại liên lạc với mấy cao thủ phụ trách vụ bắt cóc ra lệnh cho chúng luôn duy trì cuộc gọi video với Hoắc Khải. Làm như vậy rất có thể để lộ vị trí, dựa vào sức mạnh kỹ thuật của hy vọng mới, có thể dễ dàng tìm được vị trí chính xác của chúng tôi thông qua điện thoại, một cao thủ nước ngoài lo lắng nói. Người đàn ông đó nghĩ một lúc thì thấy ý kiến này rất đúng. Ngay cả thế giới ảo, hy vọng mới còn làm được thì theo dõi vị trí điện thoại cá nhân chắc chắn không phải chuyện khó khăn. Thật sự để bên đó tìm ra được vị trí chính xác thì rất có thể sẽ cử cao thủ đến cứu. Sau một hồi cân nhắc, người đàn ông đó nói: "Thế này, các cậu lái một chiếc xe không đi theo quy tắc nào cả, khiến họ khó định vị, nhưng cuộc gọi video thì vẫn luôn phải duy trì." Đây là phương pháp không theo phương pháp nào, dù sao nếu không thể đáp ứng được một yêu cầu của khách khải thì có lẽ thật sự không có cách nào để đàm phán tiếp. Tên cao thủ nước ngoài kia vẫn rất lo lắng. Hắn ta không cho rằng làm như vậy sẽ an toàn 100%. Nhưng quản lý cấp cao của thế lực ngầm gấp gáp muốn đàm phán điều kiện cùng với Hoắc Khải, theo chúng thấy, chỉ cần thỏa mãn tất cả yêu cầu thì không chừng 10 phút là có thể bàn xong rồi. Nếu đã như thế còn lo xảy ra chuyện gì sao, dù gì sớm muộn cũng đưa người trở lại. Nói cho cùng thì chúng cũng không muốn ra tay quá tuyệt tình, thật sự khiến Hoắc Khải huy động tất cả năng lực hiện có, bỏ kinh doanh để đối phó với chúng nhưng phàn là người sống thì đều sẽ phải cân nhắc trước bản thân mình có chịu nổi mức độ báo thù như thế hay không. Nếu người thuê đã cố chấp yêu cầu thì tên cao thủ nước ngoài cũng không khuyên nhủ nhiều, dù sao chúng chỉ cầm tiền mà làm, người thuê nói làm như nào thì chúng làm như thế. Mình đưa ra góp ý thì cũng coi như chuyên nghiệp lắm rồi. Không lâu sau, phía Hoác Khải cũng nhận được cuộc gọi video của đối phương. Nhưng lần này khác với lần trước, có thể nhìn thấy rõ ràng là đường đường được bố trí ngồi ở ghế sau xe, hai bên đều có người, nhưng đeo mặt nạ không nhìn rõ mặt. Đối phương lựa chọn phương tiện giao thông di chuyển không mục đích, điều này Hoắc Khải cũng đã sớm nghĩ tới, cũng không quá bất ngờ. Nhưng khi thế lực ngầm gọi điện thoại đến anh vẫn phàn nàn nói, các ông có cần phải làm như thế không? Tại sao không thể ở một chỗ cố định, nếu xảy ra vấn đề gì thì sao? Chuyện đó không cần cậu lý phải lo lắng chỉ cần cậu xác nhận được con gái cậu an toàn là được rồi, không cần quan tâm đến những chuyện khác. Bây giờ chúng ta có thể đàm phán điều kiện rồi chứ?" đối phương đắc ý nói. Có lẽ hắn cho rằng cách làm như thế thật thông minh. Chiếc xe không đi theo quy luật nào thì gần như không thể bị phát hiện. Coi như cậu tìm được vị trí của cuộc gọi thì cũng khó mà dự đoán được tiếp theo chiếc xe đó sẽ đi đâu. Mà trong phạm vi mấy chục cây số, nghe có vẻ không lớn nhưng thật ra đã đủ lớn rồi vì phạm vi này, nhân chiều dài với chiều rộng, phạm vi 50 cây số thì đã hơn 200 km vuông rồi. Diện tích rộng như vậy, muốn tìm một chiếc xe chạy lung tung thì cũng khó như lên trời. Hoác Khải hừ một tiếng, tỏ ra không hài lòng, mà anh càng như thế thì hắn càng đắc ý. Con cừu nhỏ, thật sự cho là chúng tôi không biết cậu muốn làm gì sao. Cậu có mưu tính lợi hại đến đâu thì tôi cũng có phương án đối phó, xem ai dẫn mặt ai. Hắn nào biết, Tất cả biểu hiện của Hắc Khải đều là cố ý để hắn xem. Trên máy chủ đã cài đặt camera siêu nét, đã ghi lại toàn bộ những cảnh trên màn hình điện thoại. Tuy mấy cao thủ nước ngoài rất cẩn thận dùng vải đen che kín toàn bộ cửa sổ xe, khiến người khác không thể nhìn thấy tình hình xung quanh. Nhưng phân tích tất cả những thứ này, không phải là não người, mà là bộ não thông minh. Bên ngoài thì xem ra trong màn hình điện thoại chỉ hiện ra hình ảnh của đường đường, nhưng trên thực tế khi bộ não thông minh ghi chép lại nội dung của màn hình thì còn phân tích âm thanh trong và ngoài xe, thông qua việc so sánh và phân tích âm thanh có thể phán đoán ra tình hình của con đường gần đó. Xung quanh nhiều hay ít xe, có người hay không, là đường trong nội thành hay vùng ngoại ô. Chương 648, trì hoãn. Thậm chí, dựa vào thời gian xe khởi động, tiếng động cơ, tốc độ thì có thể phán đoán đại khái thương hiệu và loại xe được khóa lại trong phạm vi rất nhỏ. Đối với máy tính thông thường Phân tích như vậy có độ khó quá lớn, có lẽ gần như không có cách nào phán đoán. Nhưng sở hữu một máy tính AI với trí tuệ nhân tạo đã đủ để hoàn thành tốt công việc này. Hình chiếu 3D trước mặt Hoắc Khải không ngừng đưa ra những thông tin mà bộ não thông minh phán đoán. Từ phán đoán về loại xe, từng chiếc xe được liệt kê, đồng thời còn không ngừng so sánh với mỗi bức ảnh bất kỳ được tải lên. Cùng lúc đó, công ty công nghệ trực thuộc Hy vọng mới đã khóa được vị trí của cuộc gọi trên hình chiếu 3D xuất hiện lộ trình chuyển động và quỹ đạo trước đó của chiếc xe. Mọi quỹ đạo đều được phân tích toàn diện với những phán đoán trước đây của bộ não thông minh, đồng thời còn dựa vào động thái di chuyển của chúng để dự đoán. Thế lực ngầm đã nói rõ với cao thủ nước ngoài là đi theo lộ trình không có quy tắc, nhưng cái gọi là không có quy tắc thật ra cũng chính là một loại quy tắc. Vì lái xe là một con người, hắn không thể thực tự không có não mà chạy lung tung, chỉ cần là con người lái xe thì luôn theo phản xạ làm theo bản năng, sau khi phán đoán thì sẽ đi con đường nào tốt nhất. Chỉ cần bộ não đưa ra phán đoán thì sẽ có dấu vết để theo dõi. Dựa vào quỹ đạo chuyển động lúc trước có thể đại khái dự đoán con đường mà đối phương đã đi. Nếu đoán không đúng thì lại đổi sang quy tắc mô phỏng khác. Máy tính phổ thông cần rất nhiều thời gian để đưa ra mô phỏng theo quy tắc này nhưng đối với bộ não thông minh thì sau khi phát hiện ra quỹ đạo vận động không khớp sẽ lập tức thay đổi, gần như là liền mạch. Trên màn hình 3D, đã cho ra hàng trăm đến hàng nghìn mô phỏng con đường, cho dù đối phương đi con đường nào thì hắn đi càng xa, bộ não thông minh sẽ phân tích càng chính xác. Đến khi tỷ lệ chính xác đạt đến một mức nhất định thì Hoác Khải sẽ bắt đầu hành động. Mà trước khi đó, việc anh cần làm chính là kéo dài thời gian. Tiểu đội tinh anh đã xuất phát, nhưng họ ở phía bên kia đại dương, ngồi chuyên cơ đến cũng phải mất mười mấy tiếng. Điều này khiến trong lòng Hoác Khải bất giác nghĩ đến, có lẽ đến lúc thích hợp nên tham gia vào ngành hàng không vũ trụ. Bằng chuyển động siêu tốc bên ngoài tầng khí quyển, trong một tiếng đồng hồ, có thể đi tới khắp nơi trên toàn thế giới. Đây cũng là mục tiêu cuối cùng của hệ thống hậu cần mà Hoác Khải xây dựng, giao hàng trên phạm vi toàn cầu. Đương nhiên, đó là trên lý thuyết, hơn nữa, Nghiên cứu và phát triển chuyến bay không gian thì cần rất nhiều tiền. Mà hiện tại, hy vọng mới đã có ba cái động hút tiền không đáy rồi, thực sự không thích hợp để làm dự án khác, chỉ có thể đợi sau khi ba dự án kia đã ổn định, hoặc nghiên cứu được thành quả nào đó thì mới cân nhắc tiếp. Bỏ những suy nghĩ dư thừa đó ra khỏi đầu, Hoắc Khải bắt đầu đàm phán điều kiện thứ hai với người đàn ông của thế lực ngầm. Điều kiện thứ hai của Hoắc Khải là sau khi đàm phán giao dịch xong, thì làm thế nào để đảm bảo bọn chúng đưa đường đường an toàn trở về. Đối phương vẫn chưa mở lời, Hoắc Khải đã đưa ra yêu cầu của mình, muốn tôi đồng ý điều kiện của các ông thì đưa con gái tôi trở về trước. Khi con bé trở lại bên cạnh tôi thì tôi sẽ đồng ý với các ông. Cậu lý cảm thấy chúng tôi là những thằng ngốc sao? Con gái cậu có an toàn trở về hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết là nếu cậu không đồng ý thì cả đời này cũng không gặp lại con gái cậu, đối phương nói. Hoắc khải đương nhiên hiểu đối phương không thể đồng ý yêu cầu như thế anh chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi vậy các ông muốn làm như thế nào cách thức rất đơn giản cậu ký một thỏa thuận dùng chung công nghệ bao gồm việc sau khi ký xong thỏa thuận thu mua sẽ có người đưa con gái cậu đến một nơi nào đó ở đó cậu sẽ đưa thỏa thuận cho đối phương đón con gái về hai bên cùng vui người đàn ông kia nói đây là phương pháp chuộc người thường dùng nhưng hoắc khải đã từ chối luôn Tôi cảm thấy phương án mà ông nói không có vấn đề gì. Nhưng thỏa thuận thu mua và chia sẻ công nghệ bắt buộc phải có sự đồng ý của vợ tôi. Ngoài ra, có vài cơ quan nhà nước trước đây đã nói qua với tôi, cho dù chia sẻ công nghệ, bán thương mại với bất kỳ công ty nào đều phải nói rõ ràng với họ trước. Công nghệ của tôi liên quan mật thiết với vận mệnh của cả quốc gia, tôi nghĩ ông hiểu rõ điều này, hoặc khải nói. Nếu Hoắc Khải chỉ nói cần phải thương lượng với Ninh Thần thì chắc chắn đối phương sẽ cho rằng anh kéo dài thời gian. Nhưng phải nói rõ với cơ quan nào đó thì chuyện rất có tính chân thực cao. Bất kỳ quốc gia nào biết doanh nghiệp trong nước có công nghệ đi trước thời đại thì chắc chắn sẽ khá cẩn trọng. Công nghệ là của anh, không sai, nhưng nếu liên quan đến vận mệnh, an toàn của quốc gia thì bắt buộc phải thông qua kiểm tra cho dù anh không phải là công ty đã niêm yết chứng khoán thì cũng phải chịu sự ràng buộc của các quy tắc giám sát trên thị trường. Trước đây từng có vài công ty khi tiến hành chuyển nhượng công nghệ, cơ chế thẩm tra nghiêm cấm tùy tiện bán công nghệ trong tay. Trên thị trường, đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Đầu kia điện thoại im lặng một lát, Hoắc Khải cũng không thúc giục, thời gian đối phương suy nghĩ càng lâu thì càng có lợi với anh. Cậu cần bao lâu thì làm xong chuyện này, đối phương hỏi bàn bạc với vợ tôi thì chắc chắn là nhanh thôi. Cô ấy rất lo lắng đến an toàn của con gái, nhưng để nói chuyện với các cơ quan thì tôi không xác định được thời gian. Ông cũng biết chế độ thẩm tra trong nước rất nghiêm ngặt, có lúc thời gian thẩm duyệt cũng phải mất mấy ngày, thậm chí mấy tháng. Ông bảo tôi cho thời gian chính xác thì bây giờ tôi không trả lời được, Hoắc Khải nói. Người đàn ông ở đầu kia điện thoại lại im lặng một lát, cậu Lý, cậu đang dở trò đấy à? Cho dù là mấy ngày, hay mấy tháng đều không phải là kết quả mà chúng mong muốn, tốt nhất là bây giờ phải ký luôn thỏa thuận. Tôi không đùa giỡn gì cả, nếu tôi không có thành ý thì cũng không nói với ông những điều này. Ông có thể dùng kênh riêng để hỏi xem những lời tôi nói có phải là sự thật hay không, hoặc Khải nói. Anh rất có lòng tin với lý do này, ngay cả khi thế lực ngầm thật sự tìm người hỏi thì nhất định đúng như lời anh nói. Vì trước đây đúng là có một vài cơ quan đến nói cho anh, những công nghệ này không được tùy ý bán hoặc chia sẻ với các công ty khác, đặc biệt là với nước ngoài. Nếu chia sẻ với các công ty trong nước thì có thể miễn cưỡng cân nhắc, nhưng nếu là các công ty nước ngoài thì đừng bao giờ nghĩ đến. Không dễ gì đột phá được danh giới công nghệ, lần đầu tiên dẫn đầu thế giới về công nghệ tái sinh, sao có thể cho người khác cơ hội vượt qua dễ dàng. Anh muốn tiền tài, danh vọng, chúng tôi đều cho anh, nhưng đừng bao giờ vì lợi ích trước mắt mà bán đi thành quả nghiên cứu của mình. Có vấn đề gì thì có quốc gia chống lưng cho anh. Chính vì có câu nói này mà Hoắc Khải mới có tự tin như vậy. Mà người đàn ông của thế lực ngầm chắc cũng biết, Hoắc Khải không nói dối về chuyện này. Nếu thật sự muốn tiến hành chia sẻ thì trước tiên, chắc chắn phải điều tra chi tiết về công ty chúng, đảm bảo không có vốn nước ngoài mới xem xét có được chấp thuận hay không. Mà điều tra kiểu này, ít thì vài ngày, nhiều thì đến vài tháng, thực sự rất khó nói chắc. Cho nên lúc này người đàn ông kia cũng có chút khó xử theo tính toán ban đầu của chúng chính là dùng tính mạng của đường đường ép khoác khải ký thỏa thuận nhưng lại chưa cân nhắc đến còn có quy trình thẩm tra xét duyệt của cơ quan nhà nước nếu không tôi có thể ký hai bản thỏa thuận ngay tại chỗ nhưng không thể đưa cho ông ngay tôi phải đi tìm các cơ quan liên quan để tiến hành thẩm tra và xét duyệt sau khi qua vòng xét duyệt thì chúng ta sẽ lại đàm phán những việc khác nhưng tôi cần thời gian Ngoài ra, tôi muốn xem tình hình của con gái tôi trong toàn bộ quá trình. Không được lạm dụng hay làm bị thương con bé, nếu không thì các ông sẽ phải hối hận, hoặc khải chủ động nói. Đề nghị này của anh khiến đối phương cảm thấy bất ngờ thậm chí nổi lên hoài nghi. Không phải cậu nói phải thương lượng với vợ sao, tại sao bây giờ có thể thảo thỏa thuận rồi. Đồng ý nhanh gọn như thế, không giống phong cách trước đây của cậu cho lắm, người đàn ông kia nghi ngờ nói. Tôi đã từng nói, cũng không khó thương lượng với vợ tôi cô ấy cũng rất lo cho an nguy của con gái đối với chúng tôi công ty chỉ là sự nghiệp không còn sự nghiệp thì làm lại dù sao chúng tôi cũng không thiếu tiền nữa ngay cả khi chẳng làm gì thì nửa đời sau thậm chí mấy đời sau cũng không tiêu hết tiền nhưng không còn con gái thì cũng không thể trở lại nữa hoác khải nói ninh thần cũng đợi thời cơ thích hợp mở lời chồng tôi nói đúng vì con gái chuyện gì tôi cũng đồng ý các ông muốn gì thì tôi cũng đưa hết, chỉ cần đưa con gái tôi an toàn trở lại." Lời nói này của Ninh Thần khiến người đàn ông kia tin tưởng hơn nhiều, nếu không chỉ là lời của Hoắc Khải thì hắn thật sự không quá tin tưởng. Qua những lần tiếp xúc với Ninh Thần trước đây, hắn cũng hiểu vài phần tính cách của người phụ nữ này, quả thật cô rất quan tâm đến an toàn của con gái. Chương 649: Thỏa thuận chuyển nhượng. Những doanh nhân hàng đầu sẽ không hoàn toàn bị lung lay bởi tình cảm gia đình bởi vì tất cả những lợi ích liên quan đến họ quá lớn. Sau lưng họ có vô số người liên quan lợi ích với nhau, nếu vì tình cảm mà lơ là những lợi ích này thì kết quả sẽ càng thảm hơn. Nhưng Ninh Thần không được tính là doanh nhân chân chính, tuy rằng, Cô là tổng giám đốc của hy vọng mới nhưng tốc độ phát triển của hy vọng mới quá nhanh. Từ con số không đến khối tài sản hiện nay chỉ cần chưa đến 3, 4 năm. Trong thời gian ngắn như thế, có lẽ rất nhiều người còn chưa cả hiểu rõ làm thế nào để chạy thị trường. Vì vậy, Ninh Thần thật sự không từ bỏ tình cảm gia đình cũng là một trong những nguyên nhân khiến quản lý cao cấp của thế lực ngầm chọn cách tiếp xúc và tẩy não cô. Hơn nữa, bản thân phụ nữ cũng khá cảm tính, bây giờ con gái bị bắt cóc, với tính cách của Ninh Thần thì chắc chắn sẽ không tiếc trả giá để cứu con gái trở về. Lời nói của cô khiến quản lý cao cấp của thế lực ngầm vô cùng tin tưởng. Lúc này, người đàn ông đầu bên kia khẽ gật đầu, sau đó nói, nếu đã như thế thì tôi sẽ cho các cậu một ít thời gian, nhưng trước khi phê duyệt, cậu phải ký thỏa thuận và gửi qua đây. Đợi phê duyệt kết thúc thì chúng ta sẽ chính thức giao dịch. Không được, trừ khi ông giao con gái cho tôi trước, Hoắc Khải vẫn kiên quyết từ chối. Trong lòng người đàn ông kia rất tức tối, nói cậu mở mồm một câu lại nói không được, thật sự coi chúng tôi là quả hồng mềm sao? Cho dù ông muốn làm gì đều có thể thử xem, xem ai tổn thất nhiều hơn. Tôi mất con gái nhưng các ông sẽ mất tất cả. Hơn nữa, bao gồm cả đời con cháu các ông, chỉ cần tôi còn sống thì sẽ không cho các ông sống yên ổn. Nếu ông không tin thì cứ thử đi, Hoắc Khải lạnh lùng đe dọa. Ninh Thần ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì theo phản xạ kéo kéo Hoắc Khải, muốn khuyên anh vài câu. Nhưng do dự một lát, cô cũng không nói gì. Thật ra cô hiểu được, Hoắc Khải nói như vậy, không phải là anh không quan tâm Đường Đường. Ở trong nhà, người yêu chiều con bé nhất chính là Hoắc Khải. Cho dù Đường Đường muốn làm gì thì anh cũng sẽ đồng ý. Phạm lỗi nhỏ thì cũng dễ dàng bỏ qua. Con gái rượu là để yêu chiều, không ai được bắt nạt con bé. Nhưng vào lúc này, Hoắc Khải bắt buộc phải sắt đá. Chỉ cần anh biểu hiện một chút yếu đuối thì đều sẽ bị thế lực ngầm lợi dụng. Người đàn ông đầu kia điện thoại tức đến nổ phổi. Qua một lúc lâu sau mới nghiêm nghị nói, dù thế nào thì cậu cũng phải ký thỏa thuận trước. Ngoài ra, sẽ có người dám sát cậu về chuyện xin phê duyệt đừng nghĩ là có thể giả vờ để kéo dài thời gian. Nếu phát hiện cậu cố tình trì hoãn thời gian thì cậu nên biết hậu quả. Không có những công nghệ kia thì kết quả cuối cùng của chúng tôi là đều sẽ bị cậu nuốt chừng, thế thì không bằng đồng quy vô tận với cậu. Ít nhất, điều này có thể khiến cậu cả đời này ngủ không yên giấc. Hoác Khải biết cách lợi dụng lòng người, đối phương cũng biết gây áp lực tâm lý. Họ quả thật có thể khiến Hoác Khải ngủ không ngon giấc, chỉ riêng sự sống chết của đường đường đã đủ rồi ông yên tâm, tôi sẽ cố gắng chuyện xin giấy phê duyệt. Tôi biết các ông có người ở khắp nơi và cũng không dùng thủ đoạn vớ vẩn như thế, Hoác Khải nói. Cậu biết thế là tốt, thỏa thuận phải soạn xong trong vòng 3 tiếng đồng hồ, ký xong thì phép cho tôi một bản. Đây cũng không phải là làm khó cậu đấy chứ, người đàn ông kia hỏi. Hợp đồng gửi qua phép cũng có hiệu lực pháp lý nhất định, nhưng vì nó không phải bản gốc, cho nên nếu Hoác Khải sửa đổi trên bản gốc thì bản phép đó cũng không còn giá trị. Do đó, Hoác Khải cũng không có lý do gì để từ chối yêu cầu của đối phương, nói, không vấn đề gì, sau khi làm xong bản hợp đồng, tôi sẽ fax một bản cho ông. Đối phương đưa số fax, sau đó cúp điện thoại. Hoác Khải đặt điện thoại xuống, anh nhìn chằm chằm vào định vị đối phương hiển thị trên hình chiếu 3D, đó là một nơi cách đây hơn 1.000 cây em. Rõ ràng là đám người bắt cóc và tên đứng ra đàm phán không phải cùng một nhóm. Sau khi im lặng một lát, Hoắc Khải từ bỏ suy nghĩ tạo phiền phức cho đối phương ngay lập tức. Trong thế lực ngầm, có lẽ kẻ này có địa vị không thấp, nếu không cũng không thể được cử ra đàm phán với Hoắc Khải. Nhưng, ngay cả khi bắt được ông ta thì chuyện này cũng không thay đổi được nhiều cũng không thể làm lung lay gốc rễ của thế lực ngầm. Thay vì đánh rắn động cỏ, không bằng thả dây dài câu cá lớn. Chồng ơi, bây giờ chúng ta nên làm gì, lẽ nào thật sự phải đưa cho chúng những thứ đó sao, Ninh Thần lo lắng hỏi. Công bằng mà nói, nếu thật sự giao tài liệu kỹ thuật hoặc chi nhánh cho thế lực ngầm mà đổi được sự an toàn của con gái thì ninh thần cũng không hề do dự chút nào. Nhưng như đã nói, sự tôi luyện mấy năm nay chỉ bồi dưỡng tầm nhìn chiến lược và kỹ năng điều hành của cô lên một tầm mới còn cách tư duy của những doanh nhân đỉnh cao thì cô vẫn chưa thể quen được. Cái gì là lợi ích nhóm, cái gì mà vấn đề cơm ăn áo mặc của vô số người, vậy thì có quan hệ gì với cô? Là cô cho những người này cơ hội có cơm ăn, dẫn dắt mọi người cùng kiếm tiến, lẽ nào khi con gái mình gặp nguy hiểm vẫn còn phải lo người khác kiếm được bao nhiêu tiền sao? Dù sao bản thân cô cũng không hiểu rõ chuyện này. Cho nên, thật sự trong lòng cô mong muốn Hoác Khải có thể đồng ý điều kiện của đối phương, nhưng cô cũng biết, chồng cô sẽ không đồng ý dễ dàng như thế. Hoác Khải thở dài, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa cầm vào tóc cô, nói, đừng lo, tất cả sẽ ổn thôi. Cái ôm ấm áp và lời nói dịu dàng của anh khiến Ninh Thần an lòng hơn nhiều. Cô khẽ gật đầu, vòng tay ôm eo anh, nói: "Em tin anh, có anh ở đây thì sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn rồi, tất cả đều nhờ có anh tạo nên kỳ tích. Lần này, em tin rằng cũng không ngoại lệ." Sự tin tưởng vô điều kiện của vợ chợt khiến anh cảm thấy áp lực. Anh không muốn phụ sự tin tưởng của Ninh Thần, đối với chuyện này, không phải cứ năng lực lớn là có thể xử lý được nếu những kẻ kia thật sự điên lên, làm ra những chuyện không lý trí thì không ai có thể chắc chắn được điều gì. Sau đó, Hoác Khải cũng không chậm trễ, đích thân soạn thảo bản thỏa thuận chuyển nhượng. Tuy rằng anh chưa từng làm luật sư, nhưng làm kinh doanh nhiều năm, anh đã đọc rất nhiều các văn bản pháp luật và quy định liên quan. Hơn nữa, số lượng văn bản pháp luật qua tay anh còn nhiều hơn bất kỳ luật sư nào. Trên phương diện này, anh không xa lạ gì mà có khi còn làm tốt hơn nhiều luật sư mới vào nghề nếu đã đồng ý gửi fax cho đối phương, vậy thì văn bản này cũng phải làm thật. Nhìn chồng cô soạn từng dòng của bản thỏa thuận, Ninh Thần dè dặt hỏi có cần đánh tiếng với công ty không anh? Không cần, Hoác Khải lắc đầu. Theo anh thấy, cho dù kết quả cuối cùng như thế nào thì bản thỏa thuận chuyển nhượng này chắc chắc không có ý nghĩ gì cả. Cứu được đường đường thì không thể giao bản thỏa thuận này cho đối phương, mà không cứu được thì lại càng không thể giao cho chúng. Bây giờ, Tác dụng lớn nhất của bản thỏa thuận này là để kéo dài thời gian. Soạn thảo thỏa thuận mất khoảng 3 tiếng đồng hồ, anh không giao nó ra trước một giây phút nào. Mà đến đúng thời gian đối phương đã định, anh mới mở máy, phép một bản thỏa thuận gửi qua. Bên kia nhanh chóng nhận được, mà Hoác Khải cũng nhận được tin nhắn của đối phương, nhanh chóng làm xong các thủ tục thẩm tra, xét duyệt, đừng để vợ con cậu sống hốt hoảng lo sợ quá. Hoác Khải chỉ liếc qua tin nhắn rồi xóa đi, sau đó anh nói với Ninh Thần, tìm một người đáng tin, kín miệng một chút để cậu ta làm chuyện này. Không cần người giữ chức vụ cao, tránh thu hút chú ý của người khác. Nếu đã không muốn chuyện này thành công thì đương nhiên phải tìm người có địa vị thấp, cho dù đến các cơ quan chuyên trách thì cũng không có quá nhiều người quan tâm. Những người đặc biệt giống như Hoắc Khải, Ninh Thần, Giản Tư Tư, chỉ vừa ra khỏi cửa là đã thu hút một đám phóng viên hỏi đông hỏi tây, thực sự không phù hợp để làm chuyện này. Ninh Thần khẽ gật đầu, nói chuyện này giao cho em, nhưng anh chắc chắc muốn làm thật sao? Đương nhiên, cho dù kết quả ra sao thì vẫn phải làm theo quy trình này, Hoắc Khải nói. Ninh thần vâng một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Cô nghĩ một lát, sau đó tìm một luật sư biết giữ miệng của bộ phận pháp chế trong công ty để giao cho cậu ta đi làm chuyện này. Biết hy vọng mới muốn chia sẻ công nghệ, chuyển nhượng chi nhánh, hơn nữa với một cái giá cực thấp, chỉ 10 tỷ, luật sư đó bị dọa cho chết lặng. Tổng giám đốc Ninh Niên rồi, tại sao lại bán công ty với giá đó? Còn chia sẻ công nghệ, vậy thì càng khó tin, như thế khác gì cho không? Đương nhiên, là coi như bán thì trên thế giới này cũng có mấy người mua nổi công nghệ này. chương 650, thời gian là tất cả. Nói về giá trị, thì dù là công nghệ VR hay công nghệ tái sinh thì có công nghệ nào không có giá trị trên mấy ngàn tỷ đô, thậm chí còn cao hơn. Không có công ty nào trên thế giới có thể đưa ra nhiều tiền như thế ngay cả công ty của vị thần chứng khoán được mệnh danh là có lượng tiền nhiều nhất thì cũng chỉ có hơn trăm tỷ đô ở thời kỳ đỉnh cao phải biết rằng tổng dự trữ ngoại hối trong nước cũng mới có mấy ngàn tỷ nói cách khác lấy ngoại hối của cả nước thì cũng chưa mua nổi một công nghệ cho nên bản thỏa thuận đề cập đến việc chia sẻ công nghệ khiến người ta cảm thấy khó tin tổng giám đốc ninh chị xác định là muốn làm vậy sao vị luật sư đó hỏi ninh thần nặng nề nói vì cậu là người biết giữ miệng nên giao cho cậu làm thủ tục này, không thể nói linh tinh. Nhớ kỹ, chuyện này rất quan trọng, phải làm thật tốt, không thể để xảy ra sai sót nào. Luật sư trẻ tuổi nghe thấy giọng điệu cẩn trọng và nghiêm túc của Ninh Thần thì không dám hỏi nhiều. Cho dù mục đích thật sự của Ninh Thần là gì thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng cực lớn đối với công ty. Là một nhân viên pháp chế cấp thấp thì cậu ta không có tư cách hỏi quá nhiều. Chuyện gì nên hỏi thì hỏi không nên hỏi thì tốt nhất là coi như không biết tôi hiểu rồi tôi sẽ làm việc cẩn thận luật sư trẻ nói nhớ kỹ ngoài cậu ra thì không nói cho bất kỳ ai trong công ty được biết sau khi đi làm thì cũng phải nói rõ với các cơ quan liên quan trước khi thẩm tra và xét duyệt xong thì phải bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt ninh thần lại dặn dò thêm tôi biết rồi cho dù ra sao thì nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty Bất kể là danh tiếng hay uy tín đều sẽ giảm sút nghiêm trọng. Bởi vì nếu trên thế giới chỉ có một hy vọng mới thì tất cả mọi người sẽ ngước nhìn anh, nhưng nếu có hai hy vọng mới, thậm chí còn nhiều hơn thì uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Luật sư trẻ đến nhà cầm thỏa thuận chuyển nhượng rồi đi đến các cơ quan liên quan để thẩm tra và xét duyệt. Sau khi nhìn thấy nội dung của bản thỏa thuận thì những nhân viên làm thủ tục của các cơ quan chuyên trách cũng bị dọa cho chết lặng. Thế mà hy vọng mới lại sẵn sàng chia sẻ công nghệ, hơn nữa còn bán mấy chi nhánh quan trọng với giá chục tỷ. Nhân viên làm thủ tục phụ trách nhận đơn ngẩng đầu nhìn luật sư trẻ, thận trọng hỏi, cậu chắc chắn không cầm nhầm bản thỏa thuận này. Chắc chắn, luật sư trẻ tỏ ra bất lực nói, thật ra, khi tôi vừa cầm bản thỏa thuận này trên tay cũng rất sửng sốt. Nhưng đây là việc là tổng giám đốc đích thân giao cho, nên tôi đành phải làm theo. Chuyện này quá phức tạp, tôi không làm được. Cậu đợi ở đây một lát, tôi phải báo cho lãnh đạo, nhân viên làm thủ tục nói. Luật sư trẻ hiểu rõ đây là quy trình bắt buộc, một nhân viên xử lý thủ tục cấp thấp thật sự không có đủ quyền để xử lý những việc quan trọng. Cho dù là cấp trên trực tiếp của anh ta cũng không có quyền xử lý. Quyền thẩm tra và xét duyệt cuối cùng, có lẽ phải giao cho cấp cao hơn xử lý chuyện này. Không lâu sau, một loạt các tin tức được chuyển tới. Những người thuộc cấp cao hơn biết hy vọng mới muốn chia sẻ công nghệ Người giữ quyền quyết định lớn nhất đích thân tiếp đón luật sư trẻ tuổi nói, tổng giám đốc của Hy vọng mới các cậu hoặc người đại diện pháp luật đâu mà không trực tiếp đến làm thủ tục. Công việc của họ tương đối bận vì vậy không có thời gian đi làm thủ tục mới ủy thác tôi đến làm, luật sư trẻ trả lời. Nhân viên cấp cao của cơ quan chuyên trách lại nói, thế này nhé, sau khi thảo luận sơ bộ, chúng tôi cảm thấy nếu là chia sẻ công nghệ thì có thể thương lượng với quản lý cao cấp phía quý công ty để doanh nghiệp nhà nước phụ trách tiếp nhận không? điều này thì không được. Trước khi đến đây, Tổng Giám Đốc Ninh đã đặc biệt sao cho tôi, chuyện này bắt buộc phải xử lý ổn thỏa, không thể xảy ra sai sót. Rất rõ ràng là theo ý của cô ấy, ngoài những công ty này thì không cho bất cứ công ty nào dùng chung công nghệ, luật sư trẻ nói. Chuyện này cũng không phải do cậu quyết định, thế này đi, tôi gọi cho Tổng Giám Đốc Ninh của các cậu một cuộc. Tốt nhất là cô ấy hoặc anh Lý có thể đến đây, chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp, đối phương nói luật sư trẻ nhún vai, tỏ vẻ anh muốn hỏi thì hỏi. Quản lý cao cấp đó cũng không do dự, gọi luôn cho Ninh Thần. Số điện thoại của Ninh Thần và Hoác Khải đều có trong hồ sơ của họ. Tuy nhiên, sau khi nhận điện thoại, biết doanh nghiệp nhà nước muốn tiếp nhận tài liệu kỹ thuật thì Ninh Thần đã lập tức tỏ ý từ chối. Xin lỗi, hy vọng mới của chúng tôi chia sẻ công nghệ cho những công ty này do những điều kiện đặc biệt. Còn điều kiện cụ thể thì bây giờ không tiện nói, nhưng các công ty khác không đủ điều kiện tham gia cho dù là doanh nghiệp nhà nước cũng vậy liên quan đến an toàn của con gái ninh thần nói chuyện rất thẳng thắn hoàn toàn không nể mặt điều này khiến vị quản lý cao cấp kia có chút ngại ngùng nói cô chắc chắn không suy nghĩ sao cho dù đối phương đưa ra điều kiện gì chúng tôi đều có thể đưa ra điều kiện tương tự thậm chí còn tốt hơn chắc cô cũng hiểu cả nước đều tôi hiểu nhưng không được ninh thần lại dứt khoát từ chối lần nữa Cuộc đàm phán vẫn không có kết quả, quản lý cao cấp kia chỉ có thể cúp điện thoại. Nhưng đến cuối cùng anh ta vẫn nói, nếu hy vọng mới đã cố ý hợp tác với công ty khác thì trên phương diện thẩm tra và xét duyệt, chắc chắn chúng tôi sẽ tiến hành vô cùng nghiêm ngặt. Chuyện này không phải là nhằm vào các cô mà vì công nghệ liên quan quá quan trọng. Chúng tôi bắt buộc xác nhận mấy công ty này không có sự tham gia của vốn nước ngoài, cũng không có nhiều khả năng liên quan đến nguồn vốn nước ngoài. Nếu không có thể là tổn thất cực lớn tới vận mệnh của quốc gia. Không sao cả, thẩm tra xét duyệt nghiêm ngặt là điều nên làm, chúng tôi cũng không có yêu cầu về mặt thời gian, Ninh Thần nói. Thật ra theo suy nghĩ của Hoác Khải thì thời gian thẩm tra và xét duyệt càng lâu thì càng tốt. Về điểm này, anh hoàn toàn nhất trí với cơ quan chuyên trách. Thế là cuộc thẩm duyệt quan trọng này cứ thế lặng lẽ bắt đầu. Những tin tức liên quan nhanh chóng truyền đến tai của quản lý cao cấp trong thế lực ngầm, biết hy vọng mới thật sự cử người đến làm thủ tục xử lý chuyện này, hơn nữa chúng cũng nhờ người xem thỏa thuận chuyển nhượng đó cũng giống như bản fax đã gửi qua. Điều này chứng tỏ, khoác khải không gian lận, anh thật sự đang xử lý chuyện này. Thằng nhãi này tại sao lại nghe lời thế? Lẽ nào cậu ta thật sự có thể làm tất cả mọi chuyện vì con gái sao? Có người nghi ngờ hỏi. Nếu không thì sao chứ? Đó là con gái ruột của cậu ra, sẵn sàng trả cái giá khủng để đảm bảo an toàn của con gái cũng không lạ có người nói nhưng tôi cảm thấy không ổn lắm thằng nhãi này quá giảo hoạt trước đây cậu ta đã lừa chúng ta một lần rồi tôi không tin cậu ta lại thành thật như thế ngay cả khi cậu ta không thành thật thì sao mấy cao thủ đã thuê tới cũng không phải là hạng rẻ rách họ có kinh nghiệm và kỹ thuật cực cao về vấn đề phản theo dõi sẽ không thể bị dễ dàng tìm được hơn nữa nếu thật sự bị tìm thấy thì dựa vào khả năng của họ nếu Lý Phong muốn cướp con về thì cũng không có cơ hội. Mà thật sự cấp bách thì chúng ta sẽ cùng cậu ta đồng quy vô tận, xem ai sợ ai. Vì hoắc khải cử người đi làm thủ tục thẩm duyệt, cho nên trong mắt những người của thế lực ngầm chính là dấu hiệu của sự khuất phục. Nếu đã khuất phục thì đương nhiên sẽ không muốn chết chung với chúng. Cuối cùng, sự lạc quan đã chiến thắng tất cả hoài nghi. Việc phê duyệt cần rất nhiều thời gian, nhất định không thể hoàn thành xong trong 2, 3 ngày chúng rất thận trọng gọi điện thoại cho cao thủ nước ngoài phải mất một thời gian nữa mới xong việc nên bắt buộc phải cẩn thận đừng để bị bắt những cao thủ nước ngoài biết được tình hình thì càng lo lắng hơn chúng có linh tính rằng mình đã bị người ta nhìn chằm chằm rồi nhưng dò xét khắp nơi cũng không có phát hiện gì điều này khiến chúng cảm thấy rất kỳ lạ và cũng rất bất an cho nên chúng hy vọng chuyện này có thể sớm kết thúc nếu không thời gian càng dài thì nỗi lo trong lòng càng lớn quản lý cao cấp của thế lực ngầm không hiểu những kẻ quanh năm suốt tháng đi bên bờ vực sinh tử, luôn nhạy bén với cảm giác nguy hiểm. Chúng chỉ coi như đối phương lạ nước lạ cái, cho nên áp lực tâm lý quá lớn, chứ cũng không quá quan tâm. Không ai biết rằng, bộ não thông minh phía Hoắc Khải đã tiến hành vô số lần phân tính đường đi của các cao thủ nước ngoài. Thời gian càng dài thì kết quả nó phân tích được càng chính xác. Từ mấy ngàn con đường lúc đầu đến giờ, chỉ qua mấy tiếng đồng hồ đã giảm còn một nửa những tuyến đường dày đặc đã trở nên rõ ràng hơn, khiến Hoác Khải càng thêm lòng tin. Anh biết, thời gian đi cứu con gái đã đến rất gần rồi. Căn cứ vào tình hình trước mắt, đến khi đội ngũ tinh anh nhập cảnh thì kết quả phân tích của bộ não thông minh cũng đã tương đối chính xác. Đến lúc đó, tiểu đội tinh anh có thể chọn một địa điểm phục kích tốt nhất để giải cứu đường đường.